Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Tập 186. Bá Suy Quần bên trong thành viên, bắt đầu báo ra cái này đến cái khác chư thiên vạn giới có danh tiếng đại lão, tiến hành suy đoán. Nhưng những thứ này báo ra tới đại lão danh tự, lại bị từng cái phủ định. Những thứ này có danh tiếng đại lão mặc dù cường đại, nhưng cùng kình hoàn toàn kéo không lên quan hệ, cũng không bất hủ không quan hệ. Cuối cùng, quần viên vô tướng vương vô ý thức nói, cái kia, sẽ là bá tống không? Dù sao, như huyền thánh giảng pháp bên trên, có người bình thường không thể nào hiểu được tao thao tác, ngươi lại không biết đây rốt cuộc là ai tao thao tác, như vậy, chính là bá tống làm. Vô tướng vương, tựa như là chìa khóa, lập tức tựa hồ mở ra bá suy quần bên trong thành viên mơ hồ hóa ký ức. Bá suy quần bên trong thành viên, nhao nhao rơi vào trầm tư bên trong. Bọn hắn khổ sở suy nghĩ, cố gắng đem mơ hồ hóa ký ức tái hiện. Bá suy quần bên trong, lập tức yên tĩnh trở lại. Đồng thời, chư thiên vạn giới bên trong, những người tu luyện nhao nhao dâng lên khen ngợi, vì vị này kình thánh đại lão cống hiến một phần của mình công đức. Vô số công đức chi lực, từ chư thiên vạn giới hội tụ tới, hướng về giảng pháp khâu bên trong phỉ kình kim đan rơi xuống. Không nghĩ tới trừ bá tống đại lão bên ngoài, còn có cái khác huyền thánh đại lão, có thể đem giảng pháp khâu chơi ra hoa tới. Kình thánh đại lão giảng pháp, đã không kém gì bá tống đại lão. Không chỉ có là không kém gì, thậm chí ta cảm giác kình thánh đại lão giảng pháp, so bá tống đại lão còn cường đại hơn. Bá tống đại lão giảng pháp là rất mạnh, hắn tao thao tác cũng rất nhiều, thậm chí viễn siêu phổ thông trường sinh giả giảng pháp. Nhưng là, vị này kình thánh đại lão giảng pháp nội dung, cảm giác so bá tống đại lão còn muốn cao một cái cảnh giới cùng cấp độ. Loại cảm giác này, vô cùng trực quan cùng rõ ràng. Mặc dù ta đều nghe không hiểu. Có so sánh mới có càng mạnh cái này từ. Chính là bởi vì có bá tống đại lão phía trước, cho nên càng đột hiện ra vị này kình thánh đại lão giảng pháp cường hoành. Khi tất cả người đều cho rằng, bá tống đại lão giảng pháp căn bản là không có cách siêu việt lúc, lại có nhân hóa không thể là vì khả năng. Loại này phá kỷ lục cảm giác, quả thực nhóm lửa mọi người nội tâm nhiệt huyết. Lúc này, chư thiên vạn giới đại đa số người tu luyện, đều cảm thấy vị này kình thánh đại lão hội tụ công đức chi lực, muốn so vai bá tống đại lão mới được. Thậm chí, siêu việt bá tống đại lão công đức, cũng không ngoài ý muốn. Ôm dạng này tâm tính, chư thiên vạn giới khen ngợi biến thành công đức chi lực, càng phát ra khổng lồ. Nếu như đem công đức hóa thành linh thạch, phỉ kình kim đan kiếm được đã đầy đủ bá tống trả nợ. Lại nói, kình thánh đại lão giảng pháp, có phải là có cái nào đó khâu bỏ qua rồi? Tại công đức khen ngợi khâu kết thúc về sau, người tu luyện đại não bắt đầu tỉnh táo lại. Rốt cục có người phát hiện không thích hợp, luôn cảm giác kình thánh đại lão giảng pháp, thiếu một chút cái gì. Một lát sau, thánh ấn đâu, đúng, thánh ấn đâu, chư thiên vạn giới, các ngõ ngách người tu luyện tuần tự phát hiện vấn đề này. Kình thánh đại lão giảng pháp đều xong, thánh ấn lại còn không có ngưng tụ. Khó trách bọn hắn đều gọi lấy kình thánh đại lão, nhưng không có kêu lên hắn thánh hào tới. Người ta căn bản còn không có ngưng tụ thánh ấn tới. Không hổ là kình thánh đại lão, liền huyền thánh giảng pháp khâu, đều muốn không giống bình thường. Loại này tao thao tác, đã không kém gì bá tống đại lão một lần lại một lần lên đài giảng pháp. Đều là đem huyền thánh giảng pháp quy tắc đè xuống đất ma sát đại lão. Vậy kế tiếp, muốn ngưng tụ thánh ấn A, không biết kình thánh đại lão hội ngưng tụ như thế nào thánh ấn. Theo đám người suy đoán, quả nhiên kình thánh bắt đầu tiến vào thánh ấn ngưng tụ khâu. Công đức chi lực cùng thánh ấn lực lượng, bắt đầu đồng bộ. Đỉnh tiêm các đại lão cũng tập trung tinh thần chú ý đến một màn này trực giác nói cho bọn chúng biết, thánh hào đem vạch trần kình thánh chân tướng. Chỉnh tề thánh ấn hình thức ban đầu, ngưng tụ thành công. Cái này mai thánh ấn, cùng công đức chi lực hòa làm một thể, công đức rót vào thánh ấn, chính là thánh ấn cũng là công đức đại ấn. Theo thánh ấn thành hình về sau, hư không bên trong, có một chương to lớn mặt hình chiếu tới, hình chiếu tại thánh ấn phía trên. Kia là một chương trẻ tuổi, thiện lương, phảng phất biết nói chuyện mặt. Gương mặt này, bao trùm trên tầng mây, chiếu rọi tại chư thiên vạn giới. Bị mỗi một cái ngẩng đầu nhìn giảng pháp người xem chỗ tiếp thu. Xảo chính là, cái kia hai viên hình cầu kim đan, bởi vì góc độ vấn đề, vừa vặn ở vào to lớn mặt người hình chiếu hốc mắt vị trí,
lập lòe tỏa sáng. Chư thiên vạn giới người tu luyện yết hầu phảng phất kẹp lại. Là hắn. Bá Tống đại lão. Đã một lần cuối cùng giảng pháp nam nhân. Cái này để chư thiên vạn giới vừa mừng vừa sợ nam nhân, bây giờ chính treo ở trên tầng mây, hắn đang cười. Chư thiên vạn giới người tu luyện, lúc này trong lòng dù có thiên ngôn vạn ngữ, lại tìm không thấy thích hợp câu đem chính mình nội tâm ý nghĩ cho phun ra ngoài. Cảm giác muốn ngạt thở. Lão nửa ngày sau. Ngọa thảo, vẫn là Bá Tống. Cùng loại ý tứ câu nói, tại chư thiên vạn giới các ngõ ngách, lấy khác biệt ngôn ngữ lần lượt vang lên. Cho dù là học phú năm xe tài tử nhân vật, tại thời khắc này cũng chỉ có thể dùng tư văn chút từ ngữ, để diễn tả một chút dựa vào hoặc là ngọa thảo ý tứ. Trước một giây, tất cả mọi người còn đang suy nghĩ lấy vị này kình thánh đại lão rất sâu, tại huyền thánh giảng pháp cái này Bá Tống đại lão chuyên môn trong lĩnh vực, vậy mà siêu việt Bá Tống đại lão ghi chép cùng cấp độ, vì thế chư thiên vạn giới đạo hữu đều vì kình thánh đạo bạn dâng lên thuộc về mình cái kia phần công đức khen ngợi. Từ sâu trong đáy lòng vì vị này kình thánh đại lão hô 666. Nhưng một giây sau, vị này rất sâu kình thánh đại lão liền biến thành Bá Tống đại lão. Quả nhiên lại là cái này nam nhân, lại là cái này một lần cuối cùng giảng pháp nam nhân, hắn lại biến đổi hoa văn đến giảng pháp, hắn còn gạt ta tán cùng công đức khen ngợi. Một ngày này, người sống nhóm phát hiện, chính mình vô luận như thế nào tao, cuối cùng tao bất quá Bá Tống đại lão. Không thể thở nổi, ngực buồn bực, còn nói không ra lời nói tới. Tâm tình phức tạp lại ủy khuất. Nếu như nhất định phải tổng kết một chút phức tạp tâm tình, đó chính là. Thật là thơm. Bá Tống đại lão giảng pháp, vẫn là như vậy hương. Vì Bá Tống đại lão thật là thơm giảng pháp, đã sắp bị ép khô chư thiên vạn giới người tu luyện, lại ép ra một đâu đâu còn sót lại giảng pháp khen ngợi công đức, đưa cho đại lão. Về sau. Phàm là xem không hiểu huyền thánh giảng pháp thao tác, không nhận ra thân phận tân tấn huyền thánh đại lão, dị thường huyền thánh giảng pháp chương trình, liền một mực làm Bá Tống đại lão xử lý. Chư thiên vạn giới người tu luyện nhìn qua trên tầng mây tấm kia phảng phất biết nói chuyện Bá Tống đại lão khuôn mặt, trong lòng nhất trí hạ như thế cái quyết định. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật chúng ta ngay từ đầu liền không nên suy đoán đây là cái gì kình thánh đại lão, tại một loạt giảng pháp tao thao tác bắt đầu thời khắc. Chúng ta nên nghĩ đến đây là Bá Tống đại lão. Tại huyền thánh giảng pháp cái này một khâu, có thể siêu việt Bá Tống đại lão. Chỉ có chính hắn. Đã không ai có thể tại huyền thánh giảng pháp cái này một khâu cùng Bá Tống sánh vai. Quá khứ không có, hiện tại không có, tương lai cũng rất khó lại xuất hiện nhân vật như vậy. Rất nhanh, chư thiên vạn giới người tu luyện khiếp sợ cảm xúc, ổn định lại. Sau đó bọn hắn rốt cục chú ý tới một chút chi tiết. Chờ một chút, Bá Tống đại lão bộ mặt hình chiếu, hốc mắt chỗ chính là cái kia hai quả cầu. Hai cái này kim sắc cầu là cái gì? Cảm giác chân có điểm mềm. Trên tầng mây Bá Tống đại lão biết nói chuyện khuôn mặt nhỏ hốc mắt vị trí, vừa vặn kẹp lấy cái kia đối kim sắc tiểu cầu, trước đó bọn hắn còn tưởng rằng đây là kình thánh đại lão pháp khí. Hiện tại xem ra, cái này tựa hồ là những vật khác. Mà lại rất có thể là bọn hắn không quá muốn nhìn đến đồ vật. Mắt. Trong mắt, có người run rẩy phát ra tiếng. Tới, các ngươi rốt cục chú ý tới điểm này. Phía sau màn thiên đạo đại lão đạo tử rốt cục chờ đến giờ khắc này. Hắn đã vì Bá Tống đưa ra đầy đủ trợ uy, cũng đã hoàn mỹ kết thúc giảng pháp khâu. Như vậy tiếp xuống, tại cái này giảng pháp hiển thánh sắp lúc kết thúc. Cũng là thời điểm để lão sư trong mắt có cái đăng tràng tràng diện. Dù sao, lão sư trong mắt tương lai muốn triệt để trở thành Bá Tống kim đan. Lại không xoát xoát tồn tại cảm, tương lai liền không có cơ hội. Thánh nhân trong mắt bây giờ đã biến thành kim đan, không có Tống Thư Hàng khống chế, không cách nào hoán đổi thành trong mắt hình thái. Đạo tử thân là thiên đạo, ngược lại là có thể cưỡng ép khống chế kim đan tiến hành trong mắt hình thái hoán đổi. Nhưng làm như thế, không lễ phép. Mà lại, trực tiếp đem thánh nhân hai mắt lộ ra, là tầm thường xoát tồn tại cảm phương án. Đạo tử thân là thiên đạo. Tự nhiên có càng diệu lựa chọn. Lúc này, từ chư thiên vạn giới hội tụ tới công đức chi lực, toàn bộ dung nhập vào mới thánh ấn bên trong. Sau đó mới đạo hiệu bắt đầu ngưng tụ. Lần này kim đan độ kiếp, Bá Tống bản thể chủ ý thức, còn không có tới. Cho nên không có ngay lập tức lựa chọn chính mình mới thánh hào. Kể từ đó, liền cho đạo tử hậu trường thao tác cơ hội,
hắn một hơi mân mê ra thật nhiều cái chuẩn bị tuyển thánh hào, hiện lên ở mới thánh ấn phía trên. Bao quát đã bị Tống Thư Hàng đã dùng qua bá nho, phù hợp Tống Thư Hàng tâm ý bá thánh, cùng đạo tử bổ sung lên bá nhân, bá thập, bá sâu các loại thánh hào. Thánh hào một cái tiếp một cái hiển hiện. Đây cũng không phải là ám chỉ, mà là tại chỉ rõ. Thân là thiên đạo, đạo tử bổ sung thánh hào chỉ là cho Tống Thư Hàng nhiều lựa chọn cơ hội, một chút kỳ quái thánh hào về sau sẽ ở phía sau đài sàng chọn tuột, không ảnh hưởng Tống Thư Hàng. Cái này một chuỗi thánh hào, mỗi hiển hiện một cái, chư thiên vạn giới người tu luyện trong lòng liền lạnh một mảnh. Những thứ này thánh hào, mỗi một cái đều tựa hồ cùng nho gia thánh nhân có quan hệ. Mà bá Tống đại lão trên thân cùng nho gia thánh nhân quan hệ mật thiết nhất. Tự nhiên là cái kia đối thánh nhân chi nhãn. Cái này một đôi kim sắc hình cầu pháp khí, hẳn là chính là thánh nhân chi nhãn. Phía sau màn đạo tử đại lão mặc dù vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng nội tâm đã tại mỉm cười. Hắn lại duỗi tay chỉ một cái. Tăng thêm lên bá mắt cái này lập lòe tỏa sáng thánh hào. Không cần, chư thiên vạn giới người tu luyện, giờ khắc này đã nghĩ quỳ. Là nho gia thánh nhân chi nhãn. Tuyệt đối là nho gia thánh nhân chi nhãn. Rời khỏi quan sát giảng pháp khâu, rời khỏi. Nhắm mắt lại, nhanh nhắm mắt lại, không cần nhìn thẳng bá Tống đại lão. Như là loại này, tràn ngập chư thiên vạn giới. Nhưng là, huyền thánh giảng pháp khâu nào có rời khỏi tuyển hạng. Huống chi đây là thiên đạo vì chính mình lão sư trong mắt soát sau cùng tồn tại cảm một màn, hắn làm sao lại cho người ta rời khỏi quan sát giảng pháp khả năng. Cuối cùng bổ khuyết thêm một cái thánh hào đi, đạo tử trong lòng quyết định nói. Hắn bổ sung những thứ này thánh hào, ở phía sau đài liền sẽ bị sàng chọn tuột, chỉ là đơn thuần hiện ra cho chư thiên vạn giới khán giả nhìn xem. Cho nên, phá hư bên dưới bá Tống thánh hào đội hình cũng không quan hệ. Nếu không, đến cái bá gia thánh nhân loại hình, đạo tử suy tư. Hắn vừa dứt lời. Một cái mới thánh hào, lặng yên hiển hiện. Bá Mai. Đạo tử sững sờ, ta không có làm a, đây không phải ta cổ đảo a. Cái này thánh hào là thế nào xuất hiện? Bá Mai, bá ngốc ngốc. Đây không phải tiểu sư muội bí ngữ phương thức sao? Chẳng lẽ đây là bá Tống tiểu hữu tiềm thức cổ đảo đạo hiệu mới, hắn muốn lựa chọn cái này làm mới thánh hào. Đạo tử chính nghĩ như vậy lúc, ngưng tụ thánh hào khâu liền tiến vào hồi cuối. Quả nhiên tại bá Tống trong tiềm thức, đã xác định cái này làm cuối cùng thánh hào. Thánh ấn rực rỡ hào quang. Bá Tống thứ 9 ấn bá Mai thánh ấn. Chờ chút, đừng làm rộn. Lấy cái này thánh hào, Thư Hàng cuối cùng có thể sẽ hối hận. Đạo tử vội vàng chỉ tay một cái, cưỡng ép đem một sợi bá Tống ý nghĩ của bản thể triệu hoán tới. Thừa dịp thánh ấn còn không có triệt để hoàn thành, người bây giờ đổi thánh danh còn tới cùng. Đạo tử nói thật nhanh, ta có thể ở phía sau đài cho ngươi đổi cái tên, nhưng phải nhanh lên một chút, đừng do dự. Do dự liền sẽ bại trận. Được triệu hoán tới cái này một sợi bá Tống ý nghĩ của bản thể, vô cùng bình tĩnh. Bá Mai, thì ra là thế. Là ý tứ này a, đây là phi thường mỹ hảo chúc phúc. Tống Thư Hàng ý thức chậm rãi nói. Đạo tử một mặt mộng bức. Chúc phúc. Là đến từ tiểu sư muội chúc phúc sao? Nhưng là, hoàn toàn xem không hiểu a, ta căn bản nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì chúc phúc. Nếu không... Quay đầu ta đi móc tam nhãn chúa tể trong mắt thử một chút. Vạn nhất hữu dụng đâu. Cái này bá Mai thánh hào là đối thánh nhân cùng đối nho gia chúc phúc, có được phi thường mỹ hảo ý nghĩa. Cho nên, nếu như dùng cái này bá Mai vì thánh hào, ta cũng không có ý kiến gì. Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Thật không định đổi, đạo tử nhắc nhở, phải biết, cái này bá Mai bên trong chúc phúc cùng ý nghĩa, chỉ có chính người biết, người khác nhưng nhìn không hiểu. Thậm chí có thể sẽ đưa nó ngộ nhận là bá ngốc ngốc. Nó chính là bá ngốc ngốc ý tứ. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đạo tử ngẩng đầu vọng thiên. Bất quá, đạo tử tiền bối ngươi giảng cũng có đạo lý. Người khác nhìn xem bá ngốc ngốc, cảm giác có thể sẽ có điểm kỳ quái. Ân, vậy liền đổi một cái đi. Đổi thành bá nhãn đi. Tống Thư Hàng mở miệng nói. Bá nhãn, trong mắt, ngươi nhất định phải cái này. Đạo tử nghi ngờ nói. Tùy tiện như vậy thật không có vấn đề. Không, không phải trong mắt mắt, là ngữ ngôn ngôn. Tống Thư Hàng nói, là tiếng thứ hai điều. Đạo tử, ngươi tại niệm nhan thời điểm,
căn bản không có tiếng thứ hai cùng tiếng thứ ba phân chia. Bá Ngôn, vì cái gì đột nhiên nghĩ đến cái này đạo hiệu? Đạo tử một bên hỏi, một bên đưa tay ở phía sau đài nhanh chóng thao tác, dùng ngôn chữ đem mai chữ bao trùm. Ta mới vừa ở cùng chư vị trường sinh giả đại lão giao lưu thời điểm, lại lĩnh ngộ ra một đầu trường sinh chi pháp hình thức ban đầu tới. Đầu này trường sinh chi pháp, cùng ta trước kia lĩnh ngộ nguyên sơ ngôn ngữ văn tự pháp tắc có quan hệ. Cho nên cảm giác Bá Ngôn rất tốt, Tống Thư Hàng giải thích nói. Đạo tử ở phía sau đài thao tác tay cứng đờ. Cái này lĩnh ngộ ra mới trường sinh chi đạo hình thức ban đầu rồi. Trường sinh chi đạo, thật sự có như thế tốt lĩnh ngộ. Ngay tại đạo tử thao tác cứng đờ lúc, Tống Thư Hàng mới thánh ấn triệt để thành hình. Chư thiên vạn giới người tu luyện đều tiếp thu được bá Tống đại lão mới thánh hảo Bá Ngôn. A, kỳ quái, trước đó không phải biểu hiện bá mai sao? Vì cái gì đột nhiên lại biến thành Bá Ngôn rồi? Đây cũng là bá Tống đại lão mới tao thao tác sao? Chư thiên vạn giới người tu luyện vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chờ chút, nhìn kỹ, các ngươi cẩn thận đi xem, tại lời chữ dưới đáy. Có người đột nhiên đã nhận ra chân tướng. Trải qua bên người đạo hữu nhắc nhở về sau, những người tu luyện cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia ngôn chữ đi nhìn. Sau một khắc, tất cả mọi người phát hiện tại thánh ấn bá ngôn chữ dưới đáy, lại còn có một tầng. Là mai chữ. Đây là một cái hai tầng thánh ấn. Bá mai cộng bá ngôn song thánh hào thánh ấn. Thua, chúng ta hay là thua cho bá Tống đại lão. Ta căn bản không nghĩ tới, tại thánh ấn cái này một khối bên trên, bá Tống đại lão lại còn có hoàn toàn mới tao thao tác. Chúng ta rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể đuổi theo bá Tống đại lão bộ pháp. Ta thường thường bởi vì chính mình không đủ tao, không có tao thao tác đầu óc, mà lộ vẻ phải bá Tống đại lão không hợp nhau. Lần tiếp theo bá Tống đại lão còn có thể càng tao một chút sao? Tỉnh táo, đây đã là bá Tống đại lão một lần cuối cùng giảng pháp. Ta tin tưởng bá Tống đại lão. Nhưng lần trở lại này, bá Tống đại lão không có giảng chính mình là một lần cuối cùng giảng pháp đi, ta cảm giác bá Tống đại lão chính mình cũng từ bỏ. Tại chư thiên vạn giới người tu luyện nhao nhao nghị luận bên trong, trên tầng mây, tấm kia biết nói chuyện bá Tống đại lão khuôn mặt, đột nhiên biến sinh động. Trước đó, chỉ là một tấm hình đồng dạng hình chiếu. Nhưng bây giờ, chương này bá Tống đại lão gương mặt bắt đầu sống lại. Muốn tới sao? Muốn tới, chung quy vẫn là muốn tới, tránh cũng tránh không khỏi. Thuốc tránh thai có sao? Ta muốn sầu riêng vị. Thuốc tránh thai vô dụng, lúc này người cần không đau nhức nhân lưu giải phẫu. Chư thiên vạn giới những người tu luyện cắn chặt răng, có người bắt đầu uống thuốc. Có người bắt đầu thuần thục tìm tư thế thoải mái nằm xuống. Đã không cách nào tránh né, vậy cũng chỉ có dũng cảm đối mặt. Trốn tránh là hèn yếu biểu hiện. Khụ khụ lúc này, hư không bên trong tấm kia biết nói chuyện bá Tống đại lão khuôn mặt ho nhẹ hai tiếng, bắt đầu lên tiếng, cái kia, không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy cùng mọi người gặp mặt. Lần này thật vô cùng ngoài ý muốn, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, liền chúc mọi người năm mới vui vẻ a. Vui vẻ bá Tống đại lão ngươi nói vui vẻ, chúng ta cũng khoái lạc, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Lần này kỳ thật là chân chính ngoài ý muốn, bởi vì độ kiếp không phải ta bản thân, là ta cùng các vị tiền bối mân mê ra kim đan. Chính ta cũng không nghĩ tới, liền kim đan cũng sẽ chạy tới độ kiếp. Bất quá mọi người có thể yên tâm, ta đã sẽ không lại mân mê mới kim đan, cho nên sẽ không còn có lần sau, các ngươi có thể tin tưởng ta. Bá Tống đại lão một mặt chân thành nói. Tin tưởng, chúng ta tuyệt đối tin tưởng. Chúng ta tin tưởng đây là tháng này bá Tống đại lão ngài một lần cuối cùng độ kiếp rồi. Chúng ta cũng tin tưởng bá Tống đại lão kim đan sẽ không lại chạy tới độ kiếp rồi. Lần sau chúng ta chờ mong bá Tống đại lão ngốc mau độ kiếp giảng pháp. Bá Tống đại lão đừng hốt hoảng, cầu đại lão lại giảng pháp một vạn năm. Mỗi tháng một lần giảng pháp rất tốt, đây là ta cuối cùng còn sót lại một sợi công đức khen ngợi. Mời bá Tống đại lão vui vẻ nhận đã bị hai lần ép khô đạo hữu, quả thực là từ trong xương bên trong lại ép ra một sợi công đức khen ngợi đến, ủng hộ bá Tống. Lần này chưa chuẩn bị xong lời kịch, cho nên, mọi người bận bịu đi thôi, ta tiếp xong kim đan sau liền trở về, mọi người lần sau thấy. Trên tầng mây, bá Tống đại lão gương mặt bên cạnh xuất hiện một tay nắm, hướng phía mọi người phất phất tay. Kết thúc, thật kết thúc. Muốn tới, vậy mà không đến. Chúng ta tránh thoát một kiếp.
cung tiễn bá Tống đại lão. Chư thiên vạn giới người tu luyện, trong lòng lập tức cảm động không được, dùng nhiệt liệt nhất thái độ cung tiễn bá Tống. Hư không bên trong, huyền thánh giảng pháp hình tượng dần dần thu liễm. Phỉ kình kim đan cộng thánh nhãn kim đan đều bị bá Tống đại lão thu hồi. Bá thiện, hư không bên trong, còn không có biến mất hình tượng bên trong, bá Tống đại lão thanh âm vang lên. Tựa như là trực tiếp kết thúc về sau, quên đóng camera đồng dạng. Bá Tống đại lão tại kết thúc huyền thánh giảng pháp về sau, còn có một đoạn hình ảnh tại chư thiên vạn giới phát hình. Bản thể, ta tại, tam thi bá thiện thân ảnh hiển hóa ra ngoài. Móc, bá Tống đại lão đưa tay móc ra bản thân một cái lưu ly trong mắt, giao cho bá thiện, người mang theo nó, trốn vào đến thiên đạo phòng tối bên trong đi. Viên này lưu ly trong ánh mắt, áp xúc lấy Tống Thư Hàng hướng chết mà sinh trường sinh pháp. Tam thi bá thiện đưa tay, lấy xuống chính mình một con mắt, sau đó đem cái này lưu ly trong mắt lắp đặt. Đón lấy, thân hình của hắn tại duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản hộ tống bên dưới, trốn vào thiên đạo phòng tối, biến mất không thấy gì nữa, cùng nó cùng một chỗ biến mất, còn có tam nhãn thiếu niên tiền bối xen lẫn pháp khí. Bá thiện biến mất về sau, Tống Thư Hàng đưa tay lấy ra một viên thánh nhãn kim đan, đưa nó chứa vào đến hốc mắt của mình. Là thời điểm hiến tế một đầu trường sinh đạo, Tống Thư Hàng nói. Chư thiên vạn giới người tu luyện nghe đến đó, chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Hiến tế một đầu trường sinh đạo. Trường sinh chi đạo loại vật này, mỗi một vị trường sinh giả đều chỉ có một đầu. Cho nên, bá Tống đại lão chắc chắn sẽ không đi hiến tế chính mình trường sinh đại đạo. Như vậy bá Tống đại lão lời nói bên trong ý tứ, là muốn hiến tế một tôn trường sinh giả đại lão. Như vậy vấn đề tới, bá Tống sau đó phải hiến tế ai? Chư thiên vạn giới bên trong, phổ thông người tu luyện rất bình tĩnh, bởi vì bọn hắn liền bị bá Tống hiến tế tư cách đều không có. Nhưng là, trường sinh giả nhóm cùng đã ngưng tụ ra chính mình trường sinh đạo hình thức ban đầu kiếp tiên nhóm, liền luống cuống. Đặc biệt là có mấy vị, đã từng hung hăng đối qua bá Tống trường sinh giả. Tỷ như, một vị nào đó ma môn dốc lòng đại đế Hà Chỉ đại lão. Hà Chỉ đại lão cơ hồ là ngay lập tức, liền kích hoạt lên bên cạnh mình đa trọng phòng hộ, đồng thời đem thần trí của mình khuếch trương đến cực hạn. Sau đó hắn bao trùm lên đa trọng ngụy trang, còn vặn vẹo tự thân thiên cơ tin tức, phòng ngừa bị quái toán đến. Đồng thời, hắn hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng sẽ không đi hồi phục bá Tống phát tới tin tức. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không mắc câu. Tốt nhất vẫn là đổi lại cái địa bàn tương đối thỏa đáng. Dù cho đã làm tốt toàn diện phòng hộ, Hà Chỉ ma đế trong lòng vẫn là không an lòng. Hắn hiện tại, cách 10 ngày nửa tháng, liền sẽ thay cái ẩn cư địa bàn. Mấy tháng nay, dấu chân của hắn đã đạp biến mấy cái vị diện thế giới. Đây đều là bá Tống nồi. Trừ Hà Chỉ đại lão bên ngoài, còn có đã bị tam nhãn chúa tể thắng đi ma đế. Ngạc cũng rất hoảng. Hắn so với Hà Chỉ ma đế còn muốn thảm, bởi vì hắn đã hóa thành tiền đánh bạc. Không cách nào động đậy. Hiện tại, hắn chỉ có thể kỳ vọng lấy tam nhãn chúa tể không cần đem hắn đưa cho Tống Thư Hàng. Nếu không, bị Tống Thư Hàng hiến tế người, khẳng định chính là hắn không thể nghi ngờ. Ta là ma đế, ngạc, ta hiện tại hoảng một nhóm. Mặt khác, ma đế, ngạc cùng Hà Chỉ ma đế, cũng không cô đơn. Trừ bọn hắn bên ngoài, bị Xích Tiêu Tử đạo trưởng mang đi một lần nữa phong ấn trường sinh giả thạch cự nhân, lúc này cũng hoảng không được. Năm đó, không đúng, là năm ngoái. Nói đúng ra là mấy tháng trước, hắn còn tại vui sướng đỗi bá Tống. Mà lại, kém một chút liền đem bá Tống cho đỗi bảo. Hồi tưởng lại, lúc trước đỗi Tống Thư Hàng thời điểm, là tương đương thoải mái. Nhưng bây giờ, thạch cự nhân tâm lý hoảng không được. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ rất phù hợp bị bá Tống hiến tế đối tượng hàng ngũ. Bá Tống hiến tế, không biết là duy nhất một lần. Vẫn là nhiều lần hiến tế. Cùng Hà Chỉ, ma đế, ngạc, thạch cự nhân đồng dạng hoảng, còn có côn vương chứng. Nó đang bị bạch tiền bối nghiên cứu khoa học hóa thân nhóm nghiên cứu. Mà lại so với phía trên mấy vị tuyển thủ đến, nó nhất hoảng. Bởi vì nó nhớ kỹ, bá Tống có một tôn hóa thân còn ở bên ngoài chờ đón nó. Ngọa thảo, chẳng lẽ bá Tống muốn hiến tế trường sinh giả chính là ta? Côn vương run lẩy bẩy. Tim gan phát run. Đúng vậy, khẳng định chính là nó. Bằng không mà nói,
bá Tống tại sao phải cố ý phái một cái hóa thân tới. Mặc dù nó đã bị bá Tống đưa cho Bạch Chúa Tể, nhưng theo nó khoảng thời gian này quan sát, Bạch Chúa Tể đồ vật cơ hồ chính là bá Tống đồ vật. Chỉ cần là bá Tống cần, Bạch Chúa Tể cũng sẽ không keo kiệt. Căn bản cũng không phải là cửu u chúa tể họa phong. Cho nên, nó hiện tại là Bạch Chúa Tể vẫn là bá Tống, căn bản là không có khác nhau. Bá Tống nếu muốn hiến tế nó, Bạch Chúa Tể chuyển tay liền sẽ đưa nó đưa. Phải chết, phải chết. Đời ta sai lầm lớn nhất chính là tham lam một đâu đâu, tham lam bạch cốt tiên cơ trên người cái kia quyển bạch hoàng kinh, kết quả không chỉ có ngay cả mình toàn bộ gia sản đều bồi lên, liền tự thân đều muốn bị hiến tế. Côn sinh, quá khó. Đỗi bá Tống nhất thời thoải mái, một mực đỗi bá Tống một mực thoải mái. Nhưng vật đổi sao rời, đã từng đỗi có bao nhiêu thoải mái, hiện tại liền có bao nhiêu hoảng. Trừ cái đó ra, chư thiên vạn giới bên trong một nhóm trường sinh giả, cũng trong bóng tối trao đổi lẫn nhau. Lại nói, tại bá Tống khiêu chiến chư thiên vạn giới chinh chiến bất hủ thời điểm, các ngươi ai hung hăng đắc tội qua hắn. Không có sự tình. Chúng ta cùng bá Tống đều là hữu hảo luận bàn, căn bản không ai sẽ cố ý đắc tội bá Tống. Làm người lưu một tuyến, ngày sau tốt gặp mặt a. Hiện tại, là hòa bình xã hội. Cho nên bá Tống muốn hiến tế chính là ai? Nói lên việc này, lại nói, gần nhất bá Tống cái kia quả cầu kim loại phân thân, ngay tại kéo trường sinh giả đi qua cùng bá Tống luận đạo. Không đi, liền sẽ bị bá Tống quả cầu kim loại hóa thân khiêu chiến, về sau liền có một nhóm đạo hữu quá khứ. Chẳng lẽ, bá Tống là muốn đem kéo qua đi luận đạo trường sinh giả, hiến tế? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, càng nghĩ càng đáng sợ. Đám kia bị bá Tống hóa thân mang đi đạo hữu, hiện tại hoàn hảo sao? Sẽ không nhận xuống tới, liền xuất hiện tại tế đàn lên đi. Đừng hoảng hốt, loại này gây chúng nộ sự tình, bá Tống tính cách chắc chắn sẽ không đi làm. Lúc này, nguyên sơ ma nữ phát ra tiếng nói, trên thực tế, trải qua chúng ta cẩn thận nghiên cứu, phát hiện bá Tống kỳ thật cũng không phải là một cái ác liệt người. Thậm chí tính cách của hắn, hẳn là thiên hướng về thiện một phương này. Cho nên, ta nghĩ, lần này qua năm hoạt động, bá Tống phối hợp thiên đạo thu thập hư nhật thủ hộ giả cùng hằng tinh mạt nhật giả, có thể hay không chính là vì hiến tế dùng. Hai cái này mặc dù không phải hoàn chỉnh trường sinh giả, nhưng trong đó có một ít đặc thù cá thể, không thể so trường sinh giả nhỏ yếu. Có đạo lý. Kiểu nói này liền có thể giảng thông. Vì để phòng vạn nhất, không bằng chúng ta lại nhiều đi chặt mấy cái hư nhật thủ hộ giả hoặc hằng tinh mạt nhật giả đến. Tốt nhất là bắt sống, thuận tiện bá Tống hiến tế dùng. Có trường sinh giả đại lão đề nghị. Thiện. Sau đó, chư thiên vạn giới các đại lão nhao nhao khởi hành, khí thế ngất trời vùi đầu vào bắt giữ hư nhật thủ hộ giả trong hoạt động đi. Tống Thư Hàng lúc này còn không biết, chính mình một câu. Đưa tới chư thiên vạn giới nhiều đại khủng hoảng. Hắn thật không có ý tứ này. Lấy tính cách của hắn, không thể lại đột nhiên đem một chút cùng hắn không có thù không có oán trường sinh giả đạo hữu chộp tới hiến tế. So với hy sinh người khác tới, bá Tống càng có khuynh hướng hy sinh bản thân. Dù sao có bất hủ phì kình kim đan tại. Hô, chuẩn bị bắt đầu đi. Tống Thư Hàng đưa tay. Tạo hóa tiên tử thân ảnh xuất hiện ở bên người hắn, hai tay dâng nho điển. Đưa nó giao tại Tống Thư Hàng trong tay đây là thánh nhân bí pháp không thể thiếu đạo cụ. Tiếp lấy nàng lại đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Tống Thư Hàng hốc mắt bên trên, thi triển một phát nho ra chỉ rũ thuật. Chỉ rũ thuật quang huy chợt lóe lên. Tống Thư Hàng trong hốc mắt thánh nhãn kim đan có chút xoay tròn, một lần nữa hóa thành nho ra thánh nhân chi nhãn. Bất quá nguyên bản thánh nhân chi nhãn, thế nào chuyển hóa thành thuần kim nhan sắc? Ra, nho ra thánh nhân chi nhãn. Chư thiên vạn giới người tu luyện, lập tức liền nhận ra cái này đã từng mang cho mọi người yêu cùng thống khổ con mắt. Mặc dù biến sắc, nhưng nó dù là hóa thành cho, ta đều có thể nhận ra. Muốn tới, chung quy vẫn là muốn tới. Tránh qua lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Có thể thành công hay không? Liền nhìn hiện tại, Tống Thư Hàng nói khẽ. Hắn lật ra nho điển. Sau đó, khác một viên thánh nhãn kim đan, trong hốc mắt thánh nhân chi nhãn. Nho điển cùng một chỗ cộng minh. Tiêu hao một cái nho ra thánh nhân chi nhãn cộng một đầu trường sinh chi đạo, cũng thông qua nho ra thánh nhân lưu lại bí pháp, liền có tỷ lệ kế thừa thánh nhân năng lực thiên phú. Nho ra thánh nhân lưu lại bí pháp, tinh thâm khó lường.
Cũng may Tống Thư Hàng có Bạch Tiền Bối cùng một đám đại lão chúa tể tương trợ. Thánh nhân cái kia phức tạp bí pháp, tại Bạch Tiền Bối chủ đạo bên dưới, bây giờ đơn giản hóa vì 10 cái phù văn độ khó. Tống Thư Hàng đưa tay trong hư không viết. Bí pháp, kích hoạt. Giai đoạn thứ nhất, tiêu hao thánh nhân chi nhãn một cái. Tống Thư Hàng trong hốc mắt con kia thánh nhân chi nhãn, đã mất đi cao quang. Mà lại tại mù mất về sau, toàn bộ thánh nhân chi nhãn cũng bắt đầu hòa tan. Bí pháp tiến vào giai đoạn thứ hai, tiêu hao một đầu trường sinh chi đạo. Hiến tế hướng chết mà sinh trường sinh pháp, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, bí pháp phát sinh dị biến nó khóa chặt nho điển bên trong một đầu trường sinh chi đạo. Đạo tử! Đó là của ta trường sinh đạo. Dừng tay, mau dừng tay. Thiên đạo đạo tử đại lão hoảng một nhóm. Bởi vì hắn cái này 8 năm nhậm thiên đạo, sớm muộn là muốn xuống đài. Xuống đài về sau, hắn còn muốn dựa vào tồn chữ tại lão sư nho điển bên trong chính mình một bộ phận tồn tại, cùng chính mình trường sinh chi đạo hoàn mỹ phục sinh, một lần nữa làm một cái nho gia đại sư huynh trường sinh giả đạo tử. Kết quả hiện tại, bá tống tại hiến tế nho gia thánh nhân chi nhãn cộng trường sinh chi đạo lúc, vậy mà khóa chặt hắn lưu tại nho điển bên trong trường sinh chi đạo. Sẽ chết người đấy. Hắn lưu tại nho điển bên trong trường sinh chi đạo nếu là bị tiêu hao hết, hắn còn thế nào phục sinh? Tống Thư Hàng cũng rất nhanh đã nhận ra thánh nhân bí pháp dị trạng. Nguyên bản muốn tiêu hao hết hướng chết mà sinh trường sinh pháp cũng không có bị liệt là đệ nhất tiêu hao đối tượng, ngược lại là nho điển nội ẩn cất giấu một đầu trường sinh chi đạo, lần thụ thánh nhân bí pháp ưu ái. Có thể là bởi vì, nho điển bên trong đạo tử đại lão trường sinh chi đạo, là nho gia trường sinh đạo bên trong một đầu, cho nên cùng thánh nhân bí pháp đặc biệt xứng đôi a. Đình chỉ, Tống Thư Hàng vội vàng dựa vào ý chí của mình, cưỡng ép đình chỉ thánh nhân bí pháp vận chuyển. Còn tốt, thánh nhân bí pháp trải qua Bạch Tiền Bối cùng một đám chúa tể đại lão cải tiến, khống chế lại cũng càng thêm dễ dàng. Nếu như là nguyên bản thánh nhân bí pháp, lúc này chỉ sợ đã đem nho điển bên trong đạo tử trường sinh chi đạo tiêu hao sạch sẽ. Hồ đạo tử đại lão nhẹ nhàng thở ra. Kém một chút đường lui của hắn liền bị bá tống cho đoạn mất. Đạo ngốc ngốc, tạo hóa tiên tử nghiêng đầu nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đúng vậy, là đạo tử sư huynh trường sinh đạo. Ta cũng không nghĩ tới, nho điển bên trong vậy mà giữ lại đạo tử sư huynh trường sinh đạo. Mà lại, thánh nhân bí pháp kém một chút đem đầu này trường sinh đạo thôn phệ. Cũng may, hắn kịp thời đình chỉ bí pháp, thánh nhân bí pháp chỉ là khóa chặt đạo tử trường sinh chi đạo, cũng đưa nó bao trùm. Không sai biệt lắm là vừa đem đạo tử trường sinh đạo đặt ở miệng bên trong, còn chưa kịp tới cắn. Tại Tống Thư Hàng cưỡng ép dừng lại bí pháp về sau, đạo tử trường sinh đạo bị bình an phóng thích trở về, vẻn vẹn lưu lại một chút hương vị ở trong miệng miệng đầy dư hương loại kia. Mặc dù không có gặm được đạo tử trường sinh chi pháp, nhưng Tống Thư Hàng mơ hồ tiếp xúc đến đạo tử trường sinh pháp, cũng nhớ kỹ đạo tử trường sinh pháp một chút cụ thể tin tức. Cái này hiệu quả. So với cùng thời gian bí cảnh bên trong trường sinh giả các đại lão giao lưu trường sinh pháp hạch tâm áo nghĩa càng diệu. Đáng tiếc loại hiệu quả này, chỉ có thể dùng tại tồn chữ tại nho điển bên trong trường sinh pháp, không cách nào dùng tại cái khác trường sinh giả đại lão trên thân. Thư Hàng người đầu tiên chờ chút đã, ta trước cho nho điển thêm cái miếng vá. Đạo tử lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tiếp lấy hắn điều động thiên đạo quyền hạn, cho lão sư nho điển chụp vào cái bìa sách. Di vật của sư phụ, hắn đương nhiên sẽ không đi cải biến nội dung bên trong. Cho nên, bộ cái bìa sách thêm tầng phòng hộ, lại đem chính mình lưu lại bộ phận tồn tại cộng trường sinh chi đạo bảo vệ, tránh cho bị bá tống lần nữa tế thiên là đủ. Thêm xong bìa sách về sau, đạo tử gật đầu trả lời, tốt, giải quyết. Vậy ta tiếp tục, Tống Thư Hàng nói. Đạo tử giơ ngón tay cái lên, cố lên. Tống Thư Hàng lần nữa hít sâu. Sau đó một lần nữa vận chuyển thánh nhân bí pháp. Dừng lại thánh nhân bí pháp, lần nữa chuyển động, cuồn cuộn hướng về phía trước. Lần này, tại Tống Thư Hàng khống chế bên dưới, bí pháp vượt qua đạo tử trường sinh pháp, trực tiếp khóa chặt Tống Thư Hàng tự thân, bao trùm hướng chết mà sinh trường sinh đại đạo. Tất cả, đều tiến hành thuận lợi. Hô còn tốt, kém chút liền đem đạo tử sư huynh cho hiến tế. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Tạo hóa tiên tử hát nói. Y đạo đại ngốc ngốc siêu siêu. Hai người hỗ động một màn, xuyên thấu qua còn không có đóng camera huyền thánh giảng pháp khâu,
chiếu rọi đến chư thiên vạn giới. Kém chút đem đạo tử hiến tế, nếu như ta nhớ không lầm, năm nay thiên đạo chính là Nho gia 13 kiếp tiên đứng đầu, đạo tử a. Đúng vậy, người nhớ không lầm, đạo tử chính là thiên đạo, năm nay thiên đạo chính là đạo tử. Nói cách khác, bá tống kém chút đem thiên đạo cho hiến tế. Chư thiên vạn giới người tu luyện tim gan đều xách đến tiếng nói mắt miệng chỗ, liền thiên đạo đều kém chút trở thành bá tống đại lão tế phẩm. Quả thực tàn nhẫn. Thiên đạo như thế thật mất mặt sao? Mặt khác, tại đem cửu u thế giới, huyền thánh giảng pháp lĩnh vực, bất hủ tin tức đều đặt vào bàn tay về sau, bá tống đại lão rốt cục muốn đối thiên đạo động thủ. Hiến tế thiên đạo khẳng định không phải hiến tế hiện tại thiên đạo bản thể. Trường sinh giả các đại lão, nhìn muốn thấu triệt một chút. Thực lực càng là ở vào đỉnh tiêm, thì càng có thể minh bạch bất hủ cùng thiên đạo vĩ lực. Bất hủ loại vật này, bản thân liền không cách nào bị hiến tế tiêu hao. Nhưng bá tống trong tay cái kia hiến tế bí pháp có thể sẽ đối thiên đạo cấp bất hủ tồn tại, cũng tạo thành ảnh hưởng. Trường sinh giả các đại lão phỏng đoán nói. Cùng bọn hắn ôm lấy đồng dạng ý nghĩ, còn có bị bạch cộng bạch không biết bạch trấn áp phong ấn đen nhánh mặt trời cự lão. Phong ấn trong trận bạch tiền bối nhóm, ngay tại xem giảng pháp trực tiếp khâu, cho nên bổ sung lấy đen nhánh mặt trời cũng có thể xem đến một chút trực tiếp phúc lợi. Khi thấy một đoạn này bá tống cùng tạo hóa tiên tử đối thoại về sau, nguyên bản rất bình tĩnh đen nhánh mặt trời cự lão, cũng bắt đầu luống cuống. Nó biết thiên đạo cùng bá tống, nhất định đang nghiên cứu nhằm vào tay của nó đoạn. Nhưng nó có được bất hủ vật chất, không sợ bị nhằm vào. Chỉ là hiện tại, bá tống tựa hồ thật nghiên cứu ra nhằm vào bất hủ thủ pháp. Cái này hiến tế rốt cuộc là ý gì? Khẳng định không phải phá hư bất hủ. Chư thiên vạn giới bên trong không ai có thể phá hư bất hủ. Cho nên, chẳng lẽ là đem bất hủ cho hạn chết ở thủ đoạn. Đen nhánh mặt trời cự lão, lặp đi lặp lại thôi diễn mấy lần, nhưng không thu hoạch được gì. Hắn chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm giảng pháp hiển thánh hình tượng, hy vọng có thể sau khi thấy tục. Thánh nhân bí thuật quang huy, đem toàn bộ tống thư hàng bao khỏa. Trong hốc mắt, Nho gia thánh nhân chi nhãn triệt để hòa tan, chỉ còn lại một tầng kim đan xác. Đồng thời tống thư hàng thể nội, hướng chết mà sinh trường sinh chi đạo cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Tống thư hàng cảnh giới, từ trường sinh giả đẳng cấp rơi xuống. Đỉnh đầu trường sinh giả Nguyệt Luân cũng bắt đầu ảm đạm. Trường sinh giả khí tức cũng bắt đầu tiêu tán. Hình chiếu hình tượng mặc dù không bằng hiện trường rõ ràng, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, bá tống khí thế cũng đang chậm rãi giảm xuống. Chư thiên vạn giới người tu luyện cùng nhau sững sờ. Đây là cái gì thao tác? Bá tống đại lão cảnh giới, ngã. Từ trường sinh giả, ngã xuống trảm tam thi kiếp tiên cấp độ. Dựa chi? Vốn cho rằng bá tống là muốn hiến tế một tôn trường sinh giả đại lão, nhưng từ trước mắt đến xem, bá tống đại lão là đem tự thân trường sinh chi đạo cho hiến tế. Đây là cái gì thao tác? Chư thiên vạn giới người tu luyện không hiểu ra sao. Chưa từng thấy giống bá tống đại lão dạng này bản thân tổn thương. Vậy mà áp đặt chính mình trường sinh căn cơ. Nhưng là, khả năng này là cái cơ hội tốt, có mắt người cũng bắt đầu tỏa sáng, trong đó có Hà Chỉ Đại Đế. Bá tống rơi xuống trường sinh giả cảnh giới, thực lực của hắn khẳng định rơi xuống mảng lớn. Sau đó, chẳng phải là đối bá tống thời cơ tốt nhất. Diệu ư, lập tức bắt đầu mưu đồ một phen, kế hoạch thế nào đối lật bá tống. Nhưng mà... Không đợi có tâm đám người chủ bị đối bá tống kế hoạch, hình tượng bên trong bá tống trên thân, lại hiện lên mới trường sinh chi đạo khí tức. Nguyên bản ảm đạm đi trường sinh giả Nguyệt Luân, lại khôi phục sáng tỏ. Nhưng bên trong trường sinh chi đạo, cũng đã phát sinh biến hóa. Chư thiên vạn giới người tu luyện lần nữa mộng bức. Đây là đổi loại trường sinh chi đạo. Ta hiểu được, bá tống là tại trường sinh chi pháp biến mất nháy mắt, lập tức lại bổ sung mới một đầu hoàn chỉnh trường sinh chi pháp. Hoàn thành không có khe hở kết nối. Đây là thay quần áo sao? Thua thua, là tại hạ thua. Tống tiền bối đát thứ hai trường sinh pháp, là lúc nào hoàn thiện đát? Phòng thí nghiệm bên trong, thiên đế tử hỏi. Liền xem như thiên đạo bí cảnh bên trong thời gian trôi qua, cũng mới qua hơn một tháng a. Bá tống đầu kia vô cùng phức tạp thứ hai trường sinh pháp, liền hoàn thành. Đầu kia trường sinh pháp, có dễ dàng như vậy thôi diễn hoàn mỹ. Mặt khác, tống tiền bối lúc nào học xong nàng không có khe hở kết nối trường sinh chi đạo phương pháp.
Thiên đế tử hiện tại rất nghi hoặc. Bên cạnh, thiên đạo ý chí hòa hoãn lắc đầu, nói, không phải Thư Hàng trước đó cái kia thứ hai trường sinh pháp, đây là một đầu hắn mới lĩnh ngộ ra tới trường sinh chi đạo, cùng ban sơ ngôn ngữ văn tự pháp tắc có quan hệ. Trước đó bá tống cùng hắn nhắc qua, nói thoáng lĩnh ngộ ra một đầu ngôn ngữ văn tự trường sinh pháp hình thức ban đầu. Kết quả cũng không lâu lắm, hắn liền đã dựa vào cái này đầu trường sinh pháp chứng đạo. Bá tống đạo hữu thực sự rất được khiêm tốn yếu tố, không hổ là nho môn người hữu duyên. Đáng tiếc vô phận, ta còn chuẩn bị tiến hắn một đầu trường sinh chi đạo tới, không nghĩ tới chính hắn liền lĩnh ngộ ra tới. Tam nhãn thiếu niên tiền bối chớp chớp con mắt thứ ba, vậy hắn chuẩn bị lễ vật không phải nện trong tay. Cơ thao, đây đều là cơ thao. Dù sao Thư Hàng cái này hơn một tháng thời gian, đều tại đồng thời cùng đại lượng trường sinh giả giao lưu trường sinh giả áo nghĩa, lại có thiên đạo hạch toán năng lực ở phía sau hiệp trợ, ngộ ra một đầu mới trường sinh chi đạo, hoàn toàn có thể lý giải. Huống hồ, một tháng thời gian đi qua, theo bình thường quá trình tới nói, một tháng thời gian, đều đủ Thư Hàng thăng cấp một cái đại cảnh giới. Lúc trước hắn chính là trường sinh giả cảnh giới, lần này không có chứng đạo bất hủ, mà là vẻn vẹn ngộ ra một đầu mới trường sinh chi đạo, đã coi như là giảm xuống thao tác tao độ. Sở các chủ ngốc mau bình tĩnh nói. Sở Quỳnh Quỳnh hiện tại tâm lý tố chất mạnh dọa người. Đối mặt mấy vị cửu u chúa tể cộng thiên đạo tổ hợp, nàng một cái bình thường trường sinh giả còn có thể chậm rãi mà nói, đây tuyệt đối là tâm tính thành thục biểu tượng. Sở các chủ giảng tốt có đạo lý, phụ trách đậu đen rau muống tống Thư Hàng xích tiêu kiếm, lúc này vậy mà đều tìm không ra mau bệnh tới. Đúng vậy a, hơn một tháng thời gian đều đi qua. Như thế dư thừa thời gian, đều đủ bá tống từ cửu phẩm kiếp tiên nhảy đến trường sinh giả cảnh giới. Sở dĩ thời gian một tháng, bá tống lại lĩnh ngộ ra một đầu mới trường sinh pháp, không đủ vì quái lạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái kia bá tống tiêu hao hết đầu kia hướng chết mà sinh trưởng tìm cách, bảo lưu lại tin tức sao? Nói thế nào đều là một đầu hoàn chỉnh trường sinh đạo, trực tiếp hiến tế rơi, thật là có điểm đáng tiếc. Tam nhãn thiếu niên tiền bối xoa cằm, lên tiếng nói. Mà lại, cũng không biết trường sinh chi đạo tại hiến tế rơi về sau, có thể hay không liền vừa ký ức, lý luận toàn bộ hiến tế biến mất. Hoặc là nói sau đó, có thể hay không một lần nữa lại tu luyện trở về. Nếu như không thể lời nói, cái này đầu hoàn chỉnh trường sinh chi đạo, bảo lưu lại tin tức, chuyển giao cho hậu bối tu luyện cũng không tệ nha. Nhãn u ngươi không cần mù quan tâm, việc này đã an bài thỏa đáng. Cậu đàn cha bình tĩnh nói. Bá tống đem bá thiện đưa vào đến thiên đạo phòng tối bên trong, chính là vì một bước này. Bảo lưu lại hướng chết mà sinh trưởng tìm cách tin tức. Thậm chí là bảo lưu lại một bộ phận hướng chết mà sinh trưởng tìm cách hạch tâm áo nghĩa. Đến lúc đó, bộ phận này áo nghĩa, bất kể là trùng tu hoặc là giao cho mình đệ tử kế thừa, cũng không có vấn đề gì. Tiếp đó, liền nhìn Thư Hàng vận khí, nhìn hắn có thể hay không trúng thưởng, tại cái kia có hạn tỷ lệ bên trong kế thừa thánh nhân thiên phú. Bạch tiền bối tiếp tục quan sát hiển thánh hình ảnh. Cùng, lão sư thánh nhãn kim đan, có thể hay không tại sau đó một lần nữa phục sinh. Đạo tử có chút khẩn trương dù cho dựa vào thiên đạo thôi diễn năng lực. Xác định thánh nhân chi nhãn cùng bất hủ phì kình kim đan đã khóa lại, nhưng ở thánh nhân chi nhãn không có triệt để khôi phục trước, đạo tử đáy lòng vẫn như cũ không vững vàng. Huyền thánh trực tiếp hình ảnh bên trong. Đổi lại mới trường sinh pháp tống Thư Hàng, mở ra mắt phải. Mắt trái mù, còn không khôi phục, sở dĩ liền lười mở ra. Lúc này mắt phải của hắn vừa mở ra, liền có trí tuệ quang mang sáng lên. Chư thiên vạn giới tu luyện giả theo bản năng liền muốn nhắm mắt lại, bá tống con mắt tại tỏa sáng tại tu chân giới đã thành có thể làm trẻ nhỏ ngừng khóc từ ngữ. Bất quá, nhắm mắt cái ý thức này, chỉ ở tu luyện giả trong đầu hiện lên. Đại não, nhanh nhắm mắt lại. Mí mắt, không, người không muốn. Thân thể, mẹ a, thật hương. Mặc dù nhân tiền hiển thánh hình ảnh, đã càng ngày càng mơ hồ, nhưng chư thiên vạn giới tu luyện giả vẫn như cũng nhìn không được bị bá tống mở ra mắt phải hấp dẫn. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, mà tại thời khắc này, bá tống trong ánh mắt để lộ ra chính là cùng hắn mới trường sinh chi đạo có liên quan tin tức. Đó là chư thiên vạn giới hết thảy văn tự cùng ngôn ngữ đầu nguồn. Chỉ muốn nhìn lấy bá tống sáng tỏ mắt phải, chư thiên vạn giới tu luyện giả cảm giác mình đối văn tự lý giải, thì càng lên một tầng.
thậm chí có một ít tối nghĩa khó hiểu công pháp đoạn ngắn, cũng trở nên có thể lý giải lên. Xong rồi, Tống Thư Hàng nói khẽ, trong giọng nói khó nén vẻ hưng phấn. Lần này hắn lấy văn tự ngôn ngữ căn nguyên pháp tắc lần nữa chứng được trường sinh, cũng sơ bộ đã sáng tạo ra mấy cái độc thuộc về hắn văn tự tới. Cùng Nho Gia Thánh Nhân Nho Văn, Thiên Đế Đế Văn một dạng. Lần này, Tống Thư Hàng rốt cục mân mê ra thuộc về hắn văn tự. Mặc dù còn chỉ có mấy cái, nhưng bước đầu hệ thống khung đã lắp xong, tương lai chỉ cần hướng cái này khung bên trong bổ khuyết mới văn tự. Vốn là chuyên môn văn tự tên muốn gọi Tống Thể, nhưng Tống Thể danh hoa đã có chủ, nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chỉ có bá văn phù hợp nhất cái này mới sáng tạo ra văn tự. Cái này đầu lấy văn tự ngôn ngữ căn nguyên pháp tác vì áo nghĩa hạch tâm trường sinh pháp, tại đẳng cấp bên trên, không thể so với dính đến sinh tử lĩnh vực hướng chết mà sinh trưởng tìm cách hiếu. Mà lại, có được cái này đầu trường sinh pháp, Tống Thư Hàng sẽ rất khó bị từ căn nguyên bên trên giết chết. Chờ hắn mân mê ra đủ số lượng bá văn, đưa chúng nó lưu truyền ra đi. Tương lai chỉ muốn bá văn còn tại thế ở giữa lưu truyền, dù là Tống Thư Hàng bị thần hình câu diệt, cũng sẽ không triệt để ngỏm củ tỏi. Coi như không có bất hủ phì kình kình đan, chỉ muốn thế giới còn lưu truyền bá văn, có người còn tại dùng bá văn, cái kia Tống Thư Hàng tại mấy ngàn vài vạn năm về sau, vẫn như cũ có thể từ thời gian trường hà bên trong trở về. Cái này đầu dính đến chư thiên vạn giới căn nguyên pháp tắc, sở chứng được trường sinh, trên thực tế đã có chút thấp phối bản bất hủ hương vị. Nhưng cái này cũng không hề là Tống Thư Hàng hưng phấn nguyên nhân, có bất hủ phì kình kim đan tại, hắn chứng mắt loại này phục cái sinh đều cần cầu thả mấy ngàn, mấy vạn năm năng lực. Không thể nguyên địa phục sinh, còn gọi phục sinh. Đối bá Tống tới nói, phục sinh thời gian một khi vượt qua một tuần, chính là tại lỗ vốn. Hắn hưng phấn nguyên nhân thực sự, là cái này đầu căn nguyên văn tự ngôn ngữ trường sinh pháp, chính là hắn thứ hai trường sinh pháp, tạo thành một bộ phận. Tương lai tử thông qua thi cùng chúc mang cho hắn tin tức, ngoại trừ bảo tồn trường sinh pháp mảnh vỡ bên ngoài, còn có thông qua chia tách, tổ hợp phương thức khung thứ hai trường sinh pháp nhắc nhở. Căn nguyên văn tự ngôn ngữ trường sinh pháp, là bá Tống đầu thứ hai trường sinh pháp, nhưng tuyệt đối không phải một đầu cuối cùng. Hay hơn chính là, có Nho Điển tại, đến lúc đó Bạch Tiền Bối phải thừa kế Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn lúc, cũng có thể thông qua tiêu hao Tống Thư Hàng trường sinh chi pháp. Để hoàn thành nghi thức tựa như trước đó thánh nhân bí thuật kém chút đem đạo tử tiền bối trường sinh chi đạo tiêu hao hết một dạng. Bạch tiền bối hoàn toàn không cần tiêu hao chính hắn trường sinh chi đạo. Tăng thêm thánh nhân chi nhãn lại có thể thông qua bất hủ phì kình kim đan tiến hành phục sinh. Nói cách khác, trên lý luận, Tống Thư Hàng liền có thể một lần lại một lần hiến tế bản thân trường sinh chi pháp, để Nho Gia thánh nhân thiên phú bị càng nhiều người kế thừa. Nữ nhi của mình, đệ tử Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, đều là người thừa kế hậu tuyển. Hiến tế nghi thức sau khi hoàn thành, Tống Thư Hàng mình có thể lưu lại một khối khối trường sinh pháp mảnh vỡ. Chờ thời cơ chín muồi, những thứ này trường sinh pháp mảnh vỡ toàn bộ lắp ráp lên, chính là Tống Thư Hàng muốn chân chính thứ hai trường sinh pháp. Đây chính là Tống Thư Hàng mặt mày hớn hở chủ yếu nguyên nhân. Như vậy đón lấy tới. Bước kế tiếp, Tống Thư Hàng nói khẽ. Tại hắn thao tác xuống. Mới lĩnh ngộ căn nguyên ngôn ngữ văn tự trường sinh pháp áo nghĩa bộ phận tin tức, bị sao chép được, dung nhập vào tu lưu hệ thống bên trong. Làm chư thiên vạn giới thông dụng tu lưu hệ thống, cùng cái này đầu căn nguyên văn tự ngôn ngữ trường sinh pháp cực độ phù hợp. Văn tự cùng ngôn ngữ, là tu lưu hệ thống cơ sở nhất đồ vật. Mà Tống Thư Hàng chân chính thứ hai trường sinh pháp sẽ lấy tu lưu hệ thống là chủ thể khung. Mặt khác, liên quan tới tiếp theo đầu muốn hiến tế trường sinh pháp hắn cũng có một chút đầu mối hắn lại muốn mân mê ra một đầu bao dung tính cực mạnh trường sinh pháp, đem Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên toàn bộ liên tiếp. Tốt nhất là có thể làm được thiên đình trường sinh pháp hiệu quả. Có thể là yếu hóa phiên bản, nhưng không thể giống thiên đình trường sinh đạo như thế, đem thành viên hạn chế lại, mà là muốn cho thành viên sung túc tự do. Mà có thể làm được điểm này trường sinh pháp, Tống Thư Hàng trước mắt có đầu mối có hai loại. Một đầu là công đức võng lạc con đường. Một cái khác đầu, là nhân quả tuyến pháp môn. Cái này hai đầu phương án, đều là tu lưu hệ thống võng tuyến thăng hoa, có thể đem hắn cùng Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên kết nối. Chờ mới trường sinh pháp giải quyết về sau, hắn liền có thể đem văn tự ngôn ngữ trường sinh pháp hiến tế cho Bạch Tiền Bối, để Bạch Tiền Bối đi kế thừa thánh nhân thôn phệ thiên phú. Rất tốt,
hết thảy đều cùng ta dùng đạo tử tiền bối suy tính năng lực thôi diễn ra kết quả một dạng, rất thuận lợi. Tống Thư Hàng dứt lời, duỗi tay đè tại bản thân mù mất hốc mắt trái. Phì kình kim đan bất hủ phục sinh chi lực vận chuyển. Lúc này phì kình kim đan hiệu quả, đã không sai biệt lắm cùng vân tước tử bất hủ chi cốt tương đương. Bất hủ thuộc tính lực lượng chợt lóe lên, bất quá đều bị che đậy tại Tống Thư Hàng tay trái xuống, thuộc về bất hủ tin tức đều bị che đậy. Một lát sau, nguyên bản đã như bị đánh chết siêu nhân điện quang một dạng, chỉ để lại một miếng da nho da thánh nhân chi nhãn, bắt đầu nghịch chuyển trùng sinh. Khô quát kim đan bị thổi phồng bành trướng, nội bộ thánh nhân chi nhãn tái hiện. Đây mới thật sự là phục sinh, muốn có hiệu lực liền có thể lập tức có hiệu lực. Chỉ có dạng này phục sinh, mới là có linh hồn. Tống Thư Hàng hài lòng nhẹ gật đầu. Hư không bên trong, một mực chú ý hắn đạo tử tiền bối, cũng nhẹ nhàng thở ra. Di vật của sư phụ rốt cục bảo vệ. Mà lại, từ hôm nay về sau, chỉ muốn bá tống phì kình kim đan không ra vấn đề, lão sư cái này đối với con mắt cũng sẽ không xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, có thể nói là tốt nhất bảo hộ di vật phương án. Thư Hàng, ngươi lại vận vận xuống năng lực thiên phú, nhìn xem có thành công hay không kế thừa lão sư thiên phú. Đạo tử thanh âm tại Tống Thư Hàng bên tai trực tiếp vang lên. Thánh nhân lưu lại bí pháp, trải qua các vị chúa tể cùng đại lão nhóm thăng cấp, tỷ lệ thành công đã tăng không ít. Nhưng vẫn như cũ không phải 100% có thể thành công kế thừa thánh nhân thiên phú. Nếu là bá tống vận khí không tốt, rất có thể sẽ kế thừa thất bại. Thất bại đại giới, liền quá nặng nề. Đã thành công, đạo tử sư huynh, Tống Thư Hàng mỉm cười. Tại hiến tế nghi thức hoàn thành sát na, là hắn biết mình đã thành công, hắn đã hoàn toàn nắm giữ nho ra thánh nhân thôn phệ tồn tại năng lực thiên phú. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng. Thiện vậy ngươi bây giờ trạng thái thế nào? Theo kế hoạch làm việc, đạo tử hỏi. Trước nay chưa có tốt, đổi mới rồi trường sinh đạo về sau, liền một mực làm phức tạp ta viễn cổ ngôn ngữ hiện tại ta đều biến tinh thông lên, liền liền tiên tử danh tự, ta cũng có thể thuận lợi niệm đi ra. Tống Thư Hàng tự tin nói, tùy thời có thể chấp hành kế hoạch. Thỏa, ta vì ngươi kết nối cửu U, đạo tử nhẹ gật đầu, chỉ tay một cái, đem cửu U thế giới cùng Tống Thư Hàng lúc này không gian tương liên. Cửu U thế giới bên trong, béo cầu đại lão bị thiên đạo phong ấn tầng tầng áp chế. Tống U U một mặt không có tình cảm bộ dáng, ngồi ở bên cạnh. Kết nối tốt cửu U thế giới về sau. Đạo tử tiền bối lại lặng lẽ kéo dài Tống Thư Hàng huyền thánh giảng pháp camera thời gian. Tiếp đó, là bá tống biểu diễn nuốt sống cửu U chúa tể một màn. Một màn này, có thể đem bá tống đã đạt đến đỉnh phong danh vọng, lại đẩy lên một làn sóng, tại chư thiên vạn giới tu luyện giả trong lòng lưu lại một càng thêm không thể chiến thắng ấn tượng. Đạo tử tiền bối đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Thân là thiên đạo, ta muốn để người của toàn thế giới đều biết bá tống như phê. Nho gia thánh nhân năm đó bị chư thiên vạn giới xưng là rất sâu thánh nhân. Đạo tử mục tiêu là để bá tống bị chư thiên vạn giới xưng là ngưu phê tống. Cửu U thế giới. Đáng giết ngàn đao bạch U U. Bá tống như thế nhanh liền đem nho gia thánh nhân thôn phệ tồn tại thiên phú làm xong. Béo cầu đại lão sắc mặt đại biến. Đen kịt kim loại màu sắc hiện tại cũng bắt đầu xanh lét lên. Không nhanh, ta bản thể hiện tại ngốc thời gian bí cảnh bên trong. Đã qua hơn một tháng thời gian. Tống U U con người cũng không nhấc, hòa hoãn đáp. Cho dù là một tháng liền giải quyết thánh nhân thiên phú, người cảm thấy chậm. Cười lạnh béo cầu đại lão âm thanh lạnh lùng nói. Tống U U nghĩ nghĩ, nói, cũng không tính chậm. Đi chết, béo cầu đại lão ngậm miệng lại. Tống U U đứng lên, tóm lại, kế tiếp còn mời béo cầu đại lão ngươi tuân theo ước định, phối hợp bản thể của ta. Đây cũng là béo cầu đại lão duy nhất sống sót hy vọng. Ta sẽ phối hợp, béo cầu đại lão trầm giọng nói, ta phải sống sót, so với ai khác đều sống càng tốt hơn. Sát phách tà liên thế giới bên trong. Bạch tiền bối bản thể nghe được béo cầu lần này cảm nhân phát biểu về sau, bị thật sâu cảm động, thuận tiện lấy ăn xong mấy cái béo cầu di vật bảo tàng bên trong linh quả. Một lát sau, chư thiên vạn giới, huyền thánh giảng pháp còn sót lại hình ảnh bên trong. Tu luyện giả nhóm nhìn thấy, bá tống đại lão hòa hoãn đứng lên, khí thế trên người tăng lên điên cuồng. Giờ khắc này, bá tống phảng phất hóa thành thâm uyên cự thú, muốn thôn phệ hết thảy có thể nuốt phệ chi vật. Hắn tựa như là một cái lỗ đen.
mà tại bá tống đối diện, là hoàn toàn mơ hồ cửu u thế giới khu vực. Ở trong đó, có một tôn bị mê vụ bao phủ đại lão cùng bá tống rằng co lấy. Cửu u chúa tể. Dù là bị mê vụ bao phủ, nhưng xem trực tiếp tu luyện giả chẳng biết tại sao, liếc mắt một cái liền nhận ra tôn này đại lão thân phận. Bá tống đây là muốn đối cửu u chúa tể làm cái gì? Béo cầu đại lão cái kia thể lỏng kim loại cầu trên thân thể mê vụ, tự nhiên là đạo tử kiệt tác. Này chủ yếu là vì tăng cường tăng lên bá tống uy vọng hiệu quả. Dù sao, bá tống trong tay có một tôn thể lỏng kim loại hóa thân tống béo cầu sự tình, rất nhiều trường sinh giả đều biết, không ít trường sinh giả đều bị tống béo cầu đánh qua. Nếu như bá tống lúc này thôn vệ một tôn cùng tống béo cầu không sai biệt lắm cửu u chúa tể, cái kia cho người cảm giác tựa như là nuốt mất phân thân của mình một dạng, uy vọng tăng lên hiệu quả nhất định sẽ đánh cá chiết khấu. Huống hồ, lúc này béo cầu chúa tể bên người còn có một tầng lại một tầng thiên đạo phong ấn tại. Nếu để cho người nhìn thấy những thứ này phong ấn, chẳng phải là để người ta biết cái này béo cầu chúa tể bị thôn vệ trước đó, đã bị chế phục. Dạng này còn thế nào hiện ra bá tống nghiêu phê? Sở dĩ, tâm tư cẩn thận đạo tử vì béo cầu chúa tể tăng thêm tầng mê vụ, để tất cả mọi người không cách nào thấy rõ béo cầu bộ dáng cùng hiện trạng, chỉ có thể thông qua mê vụ đoán được đây là một tôn cửu u chúa tể. Trừ cái đó ra, mê vụ còn có thể trình độ lớn nhất tăng cường béo cầu chúa tể uy thế, để nó nhìn so trong thực tế phải cường đại gấp 10 lần tả hữu. Thông qua trực tiếp hình ảnh truyền ra uy thế, cho dù là đỉnh tiêm trường sinh giả, đối mặt gấp 10 lần cường hóa béo cầu chúa tể, đều cảm giác đến tim đập nhanh. Đây chính là ở vào cửu u, có cửu u pháp tắc cường hóa cửu u chúa tể sao? Cửu u chúa tể không cách nào bước ra cửu u, nhưng nghe nói, có cửu u chúa tể đã có thể đem bộ phận lực lượng truyền lại đến hiện thế. Nhưng ở vào cửu u chúa tể, cùng tại hiện thế cửu u chúa tể, thật sự hoàn toàn là hai khái niệm. Cho dù là chúng ta, cũng không nhịn được sẽ có tim đập nhanh cảm giác. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi chư thiên vạn giới tu luyện giả có thể đạt tới cực hạn. Liền xem như trường sinh giả, cũng kém xa tít tắp ở vào cửu u thế giới cửu u chúa tể. Có chút trường sinh chi đạo tương đối sinh hoạt hệ hóa, so sánh dưới chẳng phải am hiểu chiến đấu trường sinh giả, càng là cảm giác thực chất hóa áp lực. So năm đó nho ra thánh nhân cho ta cảm giác áp bách còn phải mạnh mẽ mấy lần. Đáng sợ, đây mới thực là đáng sợ. Mà lại các ngươi có phát hiện hay không, đây không phải nho ra vị kia thiên đạo cửu u chúa tể. Rất kỳ quái cảm giác, dù là nhìn không thấu mê vụ, thậm chí không thấy rõ cửu u chúa tể bộ dáng, nhưng chính là cho người ta một loại trực giác đây không phải đạo tử cửu u chúa tể thể. Còn có bên cạnh là bá tống chúa tể, là bá tống tại cửu u thế giới mân mê đi ra cửu u chúa tể thể. Có người còn chứng kiến mê vụ phụ cận, cái kia chợt lóe lên tống u u. Nếu như không phải nho ra vị kia thiên đạo cửu u chúa tể, cái kia chẳng lẽ là tiền nhiệm thiên đạo? Tiền nhiệm thiên đạo hỏng mất, nó cửu u chúa tể thể vẫn còn sống sao? Cái suy đoán này, cơ hồ chớp mắt bên trong liền hiện lên ở chúng nhân trong lòng. Cái kia bá tống đại lão đây là muốn làm gì? Hắn tại cùng tôn này cửu u chúa tể rằng co. Hình ảnh bên trong, bá tống khí thế càng ngày càng mạnh, khí thôn sơn hà, thậm chí là muốn nuốt vào cả cái vũ trụ. Một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một đực một cái. Xem ra, bá tống đại lão đang ngưng tụ ra bản thân cửu u chúa tể thể về sau, là dung không lên tiền nhiệm cửu u chúa tể tồn tại, sở dĩ. Muốn giải quyết hết tôn này tiền cửu u chúa tể, mà nho ra thiên đạo cùng bá tống ở giữa có phi thường sâu quan hệ, sở dĩ nho ra thiên đạo cửu u chúa tể, mới có thể cùng bá tống chúa tể chung sống. Dương nằm chi bên cạnh há lại cho hắn người ngủ say. Bá tống đại lão, đây là trực tiếp muốn đối đáng sợ như vậy cửu u chúa tể động thủ. Không hổ là đã chín liên bá nam nhân, bá khí sau cùng bá mai cùng bá ngôn tổ hợp thánh ấn, có thể xem như một thánh hào. Sở dĩ hiện tại bá tống, là chín số liền nhau cộng ngoài định mức số 1, là 10 liên bá. Trước kia mọi người gặp gỡ bá tống cả lâm lúc, có thể sẽ kêu lên bá. Bá tống, hiện tại cả lâm lời nói, chỉ là cái kia 10 cái bá. Liền có thể để đến miệng đắng lưỡi khô. Động thủ thật. Bá tống đại lão giận đỗi tiền cửu u chúa tể. Đạo tử cố ý kéo dài huyền thánh giảng pháp hình ảnh bên trong, tống thư hàng toàn lực thi triển nho ra thánh nhân thôn phệ tồn tại năng lực thiên phú. Thân hình của hắn hóa thành lỗ đen, chụp vào béo cầu đại lão.
chư thiên vạn giới tu luyện giả chỉ cảm thấy, tại bá tống hắc động kia chụp xuống chớp mắt bên trong, phảng phất bản thân tồn tại, hết thảy, căn nguyên đều muốn bị bá tống thôn phệ, ăn sạch sẽ. Đây là thông qua trực tiếp hình ảnh bày ra một sợi trùng kích. Cái kia chính diện tiếp nhận một kích này tiền cửu u chúa tể, rốt cuộc muốn đối mặt bao lớn hoảng sợ. Mà Nho gia thành viên, đang nhìn đến một màn này lúc, đột nhiên trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Tại Nho gia thành viên trong mắt, bá tống sau lưng phảng phất xuất hiện một tôn thánh nhân hư ảnh, đây là Tống Thư Hàng thi triển thánh nhân thiên phú bí pháp lúc, cầu thông pháp tắc lực lượng lúc, mơ hồ hiển hóa. Mà Nho gia đệ tử, đều có thể thấy rõ ràng tôn này cửu u chúa tể Nho gia đại địch, tiền cửu u chúa tể thể lỏng kim loại cầu. Đạo tử đang dùng mê vụ che đậy chư thiên vạn giới đệ tử lúc, nhưng không có che đậy Nho gia đệ tử giác quan. Bởi vì, đây là Nho gia tử nhóm nhìn thấy lấy trực báo oán quá trình. Cũng là để Nho gia đệ tử trong lòng hàng ngàn hàng vạn oán hận được đến giải phóng một khắc. Đến đây về sau, Nho gia đệ tử suy nghĩ liền từ đường mòn mở rộng đến 10 xe đạo, xe ngựa thông suốt, lại không trở ngại. Cái này đối với tu hành có lợi. Bá tống tại bạo cửu u chúa tể. Là thánh nhân chuyển thế. Phổ thông Nho gia đệ tử, sớm đã nhận chết bá tống chính là thánh nhân chuyển thế thuyết pháp. Hiện tại, cho dù là Nho gia 13 kiếp tiên thành viên mở miệng phủ nhận điểm này, chỉ sợ phổ thông đệ tử cũng sẽ không tin tưởng. Nội tâm của người, cuối cùng sẽ nguyện ý đi tin tưởng một số bản thân con mắt nhìn thấy chân tướng, cùng một số càng có lợi hơn với mình chân tướng. Huống chi, Nho gia 13 kiếp tiên cũng không có đi chủ động phủ nhận điểm ấy, dù sao bá tống chính mình cũng không có phủ nhận. Mà lại 13 kiếp tiên bên trong có mấy vị, cũng hoài nghi bá tống có phải là lão sư chuyển thế. Dù sao, từ bá tống bắt đầu tu luyện sau một đường dấu vết đến xem, khắp nơi đều có thánh nhân ảnh hưởng. Huyền thánh giảng pháp hình ảnh bên trong. Bá tống lỗ đen bay thẳng đến cửu u chúa tể đè xuống. Sau đó, hết thảy đều bị hắc vụ che đậy. Không âm thanh vang, không có bạo tạc. Nhưng tình hình chiến đấu lại dị thường kịch liệt. Hắc vụ bên trong, tiền cửu u chúa tể tựa hồ tại liều mạng chống cự, hắc vụ phun trào như cự xà, phảng phất là thế giới chi xà đang đối kháng với thôn vệ thế giới lỗ đen. Hắc vụ diện tích càng khuếch trương càng lớn, điên cuồng phun trào, không ngừng chuyển đổi lấy ngoại hình. Mặc dù thấy không rõ cụ thể tình hình chiến đấu, nhưng thông qua cái kia mãnh liệt hắc vụ, chư thiên vạn giới tu luyện giả, đều não bổ ra một màn bao la hùng vĩ chiến đấu. Bá tống tiền cửu u chúa tể thảm liệt một chiến. Đây nhất định là kinh thiên động địa, thiên băng địa liệt một chiến. Làm người sợ hãi khí tức, không ngừng từ hắc vụ bên trong hiện lên. Chư thiên vạn giới tu luyện giả, đặc biệt là trường sinh giả đại lão, trong lòng đối bá tống càng thêm chịu phục. Đây chính là trực tiếp tại cửu u thế giới bên trong, chính diện cứng rắn cửu u chúa tể hành động vĩ đại. Tại địch nhân địa bàn đánh nổ địch nhân. Hạng gì bá khí? Hư không bên trong. Tại tiếp thu được chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng trường sinh giả đại lão nhóm chấn kinh cộng bội phục bộ dáng về sau, đạo tử lộ ra nụ cười vui mừng. Sau đó, hắn tiếp tục thao tác sương mù điên cuồng mãnh liệt, phóng xuất ra làm người sợ hãi khí tức đi che đậy chân tướng. Người tận mắt thấy đồ vật, cũng không nhất định là chân tướng. Con mắt của ngươi sẽ lừa gạt ngươi, lỗ tai của ngươi sẽ lừa gạt ngươi, đầu óc của ngươi sẽ lừa gạt ngươi, kinh nghiệm của ngươi sẽ lừa gạt ngươi. Trí tưởng tượng của ngươi đồng dạng sẽ lừa gạt ngươi. Nhưng là, toán học sẽ không. Sở dĩ, các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau mau cầm lấy lớp số học, nghiêm túc học tập toán học. Chư thiên vạn giới tu luyện giả cùng đại lão nhóm căn bản sẽ không nghĩ đến, cái kia ầm ầm sóng dậy hắc vụ phía dưới, cái kia không ngừng phóng xuất ra khủng bố tim đập nhanh khí tức trong sương mù, căn bản không có bọn hắn não bổ tưởng tượng một trận chiến kinh thế. Có đôi khi, chân tướng sẽ làm mọi người tam quan vỡ nát. Trên thực tế trong mê vụ, bá tống cùng béo cầu chúa tể đại lão chính tiến hành hữu hảo giao dịch. Người muốn nuốt bao nhiêu? Đừng khinh người quá đáng, bá tống. Béo cầu đại lão nghiến răng nghiến lợi, hắn chẳng những không có chống cự, ngược lại còn tại chủ động phối hợp bá tống, đến dùng Nho gia thánh nhân năng lực thiên phú, thôn vệ sự tồn tại của nó. Ta hiện tại mới thôn vệ 1/3 không đến A, béo cầu đại lão. Ngươi không muốn như thế nhất kinh nhất xạ. Mà lại, ngươi hiện thực điểm, suy nghĩ thật kỹ đi. Vô luận như thế nào, ta muốn thôn phệ khẳng định phải vượt qua 3/4 trình độ. Bằng không mà nói,
ngươi cho rằng đạo tử tiền bối sẽ thả tâm để ngươi sống xuống tới. Tống Thư Hàng một bên thôn phệ lấy, một bên truyền âm trả lời. Béo cầu đại lão cố gắng đè nén bản thân, chết tiệt Bạch U U. Đồng thời, hắn nội tâm phi thường rõ ràng một điểm Bá Tống nói 3/4, chỉ sợ còn chưa đủ. Muốn để cái kia nho ra đạo tử thiên đạo triệt để yên tâm, để nó sót lại sống tạm xuống dưới, có thể cho hắn lưu lại 1/10 tồn tại, cũng rất không tệ. Nhưng là, hắn khó chịu. Thánh nhân thôn phệ tồn tại thiên phú, rất quỷ dị. Thậm chí tại thôn phệ tồn tại quá trình bên trong, bị nuốt phương không có cái gì không tốt phản ứng. Từ ở bề ngoài đến xem, càng là nhìn không ra bản thân có bất kỳ thiếu thốn. Nhưng tồn tại loại kia huyền diệu đồ vật, chính là tại một chút xíu bị thiết cát. Đáng giết ngàn đao Bạch U U, béo cầu đại lão nhìn không được lại mắng một câu. Thôn phệ bên trong Tống Thư Hàng mộng bức nói, cái này liên quan Bạch tiền bối chuyện gì a? Liên quan gì đến ngươi? Béo cầu đại lão tâm tình táo bạo. Tống Thư Hàng không biết hồi cái gì tốt, đành phải yên lặng cúi đầu tiếp tục thôi động thánh nhân thiên phú lực lượng. Là chuyện không liên quan đến ta, dù sao ta chỉ phụ trách thôi động thánh nhân thiên phú, như thế mà thôi. Quay đầu nuốt xong về sau, hắn vẫn phải phụ trách đem béo cầu đại lão đã mất đi tồn tại thân thể cũng cắt một bộ phận xuống tới, bộ phận này mất đi tồn tại, không có linh hồn thân thể, giao cho đạo tử tiền bối bên kia chứng nhận một chút liền có thể kéo đến hiện thế đi. Sau đó lại thêm chút luyện chế, liền có thể luyện chế ra mấy cái không hề có linh hồn tống béo cầu số 2, số 3, số 4 tới. Mặc dù không có trên người bây giờ tống béo cầu quan tâm ấm lòng, nhưng cái khác công năng hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Như thế, đáp ứng cho nữ nhi tiểu lăng tiêu năm mới lễ vật liền đủ. Tương lai nói không chừng còn có thể cho hắn người đưa mấy cái tống béo cầu 5, 6, 7, mùng 8 cái gì. Trong tay mỗi người có một cái cũng không tệ. Dù sao chỉ muốn một điểm béo cầu đại lão thân thể cộng đại lượng hắn vật liệu luyện khí, liền có thể chế tạo ra một cái tống béo cầu hào đến, một hơi nhiều chế tạo một số, năm tới ăn Tết năm mới lễ vật, liền không lo. Theo tồn tại bị không ngừng thôn phệ đến một cái điểm tới hạn về sau, béo cầu đại lão biến suy yếu lên. Lúc trước thiên đạo cầu chỉ bị thánh nhân nuốt mất một khối nhỏ, sở dĩ không đau không ngứa. Nếu như thiên đạo cầu năm đó không chứng đạo bất hủ, bị nuốt lấy một khối nhỏ về sau, nói không chừng đều không ảnh hưởng hắn tương lai sinh hoạt. Nhưng bây giờ, béo cầu chúa tể tồn tại, đã bị Tống Thư Hàng nuốt lấy hơn một nửa. Hư nhược hắn, liền mắng Bạch U U đều lộ ra hữu khí vô lực lên. À, cái này không có tí sức lực nào rồi. Tà liên thế giới bên trong Bạch tiền bối bản thể nằm tại phong ấn trụ bên trong, chìm chìm nổi nổi, thỉnh thoảng ăn tiểu linh quả. Đáng tiếc, vốn là ta còn nhìn rất cấp kinh. Bạch tiền bối có chút tiếc nuối nói. Béo cầu mắng càng hung, hắn liền càng vui vẻ. Đáng tiếc, nhìn thấy béo cầu càng ngày càng suy yếu về sau, Bạch tiền bối cũng cảm giác có chút nhàm chán. Về sau, tự giải quyết cho tốt đi. Ân, cũng có thể là ngươi không sau đó. Bạch tiền bối bản thể nhắm mắt lại, buồn ngủ lại một lần dâng lên, không bao lâu, hắn liền nặng nề ngủ thiếp đi. Nho ra kim liên thế giới. 13 kiếp tiên bên trong phục sinh mấy vị, cùng đại lượng nho ra thành viên trong miệng bắt đầu đọc thầm nho ra kinh thư nội dung, bắt đầu bình ổn nội tâm của mình, thuận tiện lấy cường hóa tâm linh của mình. Bọn hắn rõ ràng có thể thấy rõ ràng Bá Tống áp chế béo cầu chúa tể, đang dùng thánh nhân bí pháp nào đó, rút ra béo cầu chúa tể lực lượng. Béo cầu chúa tể càng ngày càng suy yếu, thậm chí ngay cả tồn tại cảm giác đều biến như có như không lên. Sau ngày hôm nay, béo cầu chúa tể dù là không chết, cũng đã triệt để phế đi. Kim liên trên thế giới không? Thiên đạo đạo tử thi pháp, hạ xuống cam lâm dị tượng. Những thứ này cam lâm như là thực chất, rơi vào mỗi một vị nho gia thành viên đỉnh đầu, trấn an nho gia đệ tử tâm linh. Đây là thiên đạo thủ đoạn. Tại thủ đoạn này phối hợp xuống, đối nho gia mà nói, thù này nảy oán như vậy tiêu tán. Ân oán thanh toán, nhân quả giải. Nho ra đệ tử tâm cảnh, tu vi mơ hồ đều lên một bậc thang. Đạo tử vui mừng nhẹ nhàng thở ra. Tương lai, nho ra đem qua càng tốt hơn. Mà hắn cái này nho ra đại đệ tử, rốt cục không lại thẹn với nho ra. Một thế này, có thể gặp được bên trên Trình Lâm tiên tử, Xích Tiêu tử mấy vị đạo hữu, lại gặp gỡ Bá Tống đạo hữu, là ta một thế này may mắn lớn nhất. Đạo tử tâm thần thu liễm, ý thức rời đi nho ra kim liên thế giới.
lặng yên rút đi. Cửu U thế giới bên trong. Tống Thư Hàng rút ra béo cầu chúa tể tồn tại quá trình, rốt cục tiến vào khâu cuối cùng. Lần này, trước sau vượt qua ngoại giới thời gian ròng rã một ngày. Thôn phệ tồn tại thiên phú, tại thôn phệ vượt qua béo cầu đại lão một nửa tồn tại về sau, liền biến chật vật. Đào càng sâu, tồn tại tính chất liền càng cứng rắn. Mà những thứ này bị thôn phệ xuống béo cầu tồn tại đều bị Tống Thư Hàng chuyển rời đến bên cạnh Tống U U thể nội. Tống U U khí tức trên thân, càng phát ra ổn chìm lên Tống U U cửu U chúa tể lực lượng, đều là mượn tự bạch tiền bối. Nhìn như cường đại, nhưng là bèo trôi không dễ. Hiện tại, từ béo cầu chúa tể nơi đó chuyển tiếp qua tới tồn tại, liền thành Tống U U căn. Hắn đã thành một cái thành thục cửu U chúa tể. Như vậy tiếp đó, là thời điểm đến phiên ta xuất thủ. Trình Lâm tiên tử thanh âm vang lên. Nàng lúc này là Trình Cẩu Đản. Thật, Cẩu Đản. Hướng chủ bị phong ấn ở vỏ trứng bên trong. Cẩu Đản cha có chút lo lắng nói, muốn không ta trước cho ngươi cường hóa thăng cấp xuống, miễn cho ngươi một hồi lại nát. Không cần, nát vừa vặn, Trình Cẩu Đản trả lời. Nàng liền nghĩ vỡ nát bình an đây. Vỡ nát bình an, càng nát ta liền càng vui vẻ. Trình Cẩu Đản nói. Cẩu Đản cha sững sờ, ngươi muốn chết. Cẩu Đản cha ngươi hung ta. Trình Cẩu Đản không chút do dự đối trở về nàng đã quyết định, Cẩu Đản cha một ngày không thay đổi về đạo hiệu của nàng, nàng liền không cho Cẩu Đản cha sắc mặt tốt nhìn. Từ khi đạo hiệu bị Cẩu Đản cha đổi thành Trình Cẩu Đản về sau, nàng cảm giác chính mình cái này đã từng cũng coi như có mị lực giao trì nữ đế, họa phong đã tại hướng cầu tử phương hướng tăng ca phi nước đại. Người cũng như tên, nhưng trái lại, đồng dạng danh tự cũng sẽ âm thầm ảnh hưởng một người. Không có mị lực nàng còn thế nào tam đối tượng. Ta không phải hung ngươi, bất quá ngươi xác định không cần ra cố một chút. Cẩu Đản cha ôn nhu nói. Nó hiện tại tính tình ôn hòa không giống cái cửu U chúa tể năm đó thiên đạo ban văn long còn tại lúc, Cẩu Đản cha họa phong là lãnh khốc, trầm mặc ít nói. Nhưng thiên đạo ban văn long không có về sau, Cẩu Đản cha tựa hồ liền kế thừa một bộ phận thiên đạo ban văn long khiêu thoát tính cách. Nói. Cẩu Đản cha đưa tay đem Trình Lâm theo trứng xác bên trong tạm thời phóng xuất ra. Sau đó Trình Cẩu Đản muốn chuyển sinh Tống U U, không thể lại đem nàng nhốt tại trứng bên trong. Bất quá Cẩu Đản cha không có thu hồi vỏ trứng. Một hồi Trình Lâm thật vỡ thành cặn bã lúc, cái này vỏ trứng đến lúc đó còn có thể thu về Trình Lâm mảnh vỡ. Nếu như ngươi đem đạo hiệu của ta đổi lại đến, ta cũng có thể cân nhắc không nát như vậy triệt để. Trình Cẩu Đản được phóng thích về sau. Thừa cơ đưa ra điều kiện của mình. Cẩu Đản cha nghe vậy, trầm tư. Một lúc lâu sau, Cẩu Đản cha cắn răng nói, vậy quên đi. Dù sao, ta hiện tại cũng không chỉ ngươi một đứa con gái, ngươi nát liền nát đi. Trình Cẩu Đản sững sờ. Ta trước kia mân mê ra muội muội Lệ Chi tiên tử, bị Cẩu Đản cha biết rồi. Nhưng đối diện, Cẩu Đản cha mỉm cười ngắm nhìn thiên đế đát đát tử. Cái này cũng là quỷ thần Trình Lâm khối lớn mảnh vỡ tập hợp thể. Mà lại thiên đế tử đã hoàn mỹ bỏ đi thiên đạo cầu nguyên bản dung nhập nàng mảnh vỡ bên trong thực nghiệm thiên đế bộ phận. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng cùng Trình Lâm cũng giống như nhau. Trình Cẩu Đản thuận Cẩu Đản cha ánh mắt, thấy được thiên đế tử. Lúc này, nội tâm của nàng có một vạn con dương đà nghĩ đưa cho Cẩu Đản cha. Thiên đế, Trình Cẩu Đản nếu là vỡ thành cặn bã. Vậy ngươi về sau muốn hay không đổi tên gọi Thiên Cẩu Đản? Cẩu Đản cha dùng từ ái ánh mắt nhìn trời đế tử nói. Thiên đế tử một mặt mộng bức. Vì cái gì ta đột nhiên liền nằm thương rồi? Ta liền thiên đế đều không cần làm sao lại đi làm Thiên Cẩu Đản? Cho nên nàng từ chối nói, ta cảm giác Tống tiền bối rất thích hợp Cẩu Đản cái này xưng hào đát. Hắn đã là Tống Cẩu Đản. Cẩu Đản cha một mặt ghét bỏ nói, mà lại, hắn không phải nữ nhi. Thiên đế tử suy tư một lát, phi thường trí tuệ trả lời, nhưng Tống tiền bối hắn có thể tìm cái tiên tử, sinh nữ nhi, còn có thể sinh mấy cái đát. Có đạo lý, Cẩu Đản cha nhẹ gật đầu, nếu như là Tống Cẩu Đản nữ nhi. Cái kia có thể gọi Tống Đản Đản. Đối diện Trình Cẩu Đản nghe đến đó lúc, kém chút mắt trợn tròn. Thiên đế ngươi cái này bồ câu, vậy mà cách không lừa ta. Phải biết, Tống đầu gỗ kế hoạch liệt biểu bên trong. Còn có một cái 3 năm sau kế hoạch. 3 năm sau chư thiên vạn giới phiền phức hẳn là không sai biệt lắm giải quyết, mà Tống Thư Hàng cũng đến thành hôn sinh con tuổi tác.
Đến lúc đó Trình Lâm liền có thể an tâm về hưu, từ chết không thể chết lại trạng thái bên trong rời khỏi, sau đó lại lợi dụng cùng loại đầu thai chuyển thế phương thức, cho Tống Thư Hàng chế tạo cái tam bào thai ra. Nếu như muốn chấp hành kế hoạch này, nàng liền có thể lại biến thành Tống Cẩu Đản nữ nhi, chân chính đi chính quy lưu trình nữ nhi. Cho nên, Thiên Đế Tử đề nghị, không phải tại hố tương lai nàng sao? Trình Lâm cùng Tống Đầu Gỗ 3 năm sau kế hoạch, cũng không phải là nói đùa chơi, mà là thật cần như thế một cái kế hoạch. Kế hoạch này, cũng không chỉ là xử lý Tống Đầu Gỗ quan hệ. Vừa đến, nàng bây giờ quỷ thần, Trình Lâm, Tống nhất trong thân thể, nguyên bản thuộc về Tống Đầu Gỗ cái kia bộ phận linh quỷ mảnh vỡ, thoáng có điểm tai họa ngầm Tống Đầu Gỗ năm đó tan rã thiên đình chi đạo kế hoạch A thất bại sau đạo toái bạo tạc, Trình Lâm thu nhận hắn tất cả mảnh vỡ. Nhưng khi đó tại thiên đình kế hoạch A quá trình bên trong, Tống Đầu Gỗ cưỡng ép hấp thu qua một phần nhỏ Thiên Đế Tử mảnh vỡ, kế hoạch A thất bại, Tống Đầu Gỗ đạo toái bạo thể về sau, bộ phận này mảnh vỡ có bệnh biến tai họa ngầm. Một khi cái này tai họa ngầm bộc phát, liền có thể bạo tạc. Thứ hai, năm đó quỷ thần Trình Lâm là một cái chỉnh thể, nhưng về sau đã phân liệt, lại phân nứt ra khác biệt cá thể. Khác biệt cá thể kinh lịch thời gian dài phát triển, đã có được khác biệt tính cách. Dung hợp một chút vô ý thức mảnh vụn phiến còn tốt, nhưng một chút độc lập tính cách lớn mảnh vỡ ở giữa tiến hành dung hợp, liền sẽ sinh ra nhân cách lên xung đột. Thiên đình thời kỳ, Trình Lâm cùng Tống Đầu Gỗ dung hợp cũng là khẩn cấp biện pháp. Bây giờ, để cho ổn thỏa, vẫn là chia cắt ra đến nhất thỏa. Mà muốn hoàn mỹ chia cắt cộng tiện thể giải quyết tai họa ngầm, chuyển sinh là cái không tệ phương án. Đến lúc đó, Tống Thư Hàng bản thân bình thường hài tử cộng Trình Lâm cộng Tống Đầu Gỗ, chính là hoàn mỹ tam bào thai tổ hợp. Về phần nàng hiện tại muốn làm vỡ nát bình an, là vì tại bể nát về sau, tận lực đem chính mình cùng Tống Đầu Gỗ mảnh vỡ phân chia ra đến, vì 3 năm sau kế hoạch làm nền. Hay hơn chính là, chuyển sinh sau nàng, liền có thể quang minh chính đại thoát khỏi Trình Cẩu Đản cái này làm nàng ghét bỏ đạo hiệu, đổi cái mình thích tên. Kết quả hiện tại, kế hoạch này cũng còn không có triển khai, thậm chí tương lai còn không biết có thể hay không thực hành. Thiên Đế Tử đã sớm đem hố cho nàng đào xong. Đến lúc đó, nàng muốn từ Trình Cẩu Đản biến thành Tống Đản Đản. Còn không bằng không thay đổi đâu. Nếu không, đến lúc đó để Tống Đầu Gỗ chuyển sinh liền tốt, nàng có thể tìm phương pháp khác. Đạo tử tiền bối, không sai biệt lắm a. Lúc này, Tống Thư Hàng thanh âm vang lên. Lúc này, bị một mực thôn phệ tồn tại béo cầu đại lão, đã suy yếu đến không cách nào động đậy. Cùng nó tính ra đồng dạng, bây giờ nó chỉ còn dư lại chừng 1/10 tồn tại. 9/10 tồn tại đều bị bá Tống dùng nho ra thánh nhân thiên phú chuyển rời đến Tống UU thể nội. Là không sai biệt lắm, đạo tử hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, ý chí của hắn thể tại béo cầu đại lão trên thân thể tất cả, đem thể lỏng quả cầu kim loại đã mất đi tồn tại 9/10 thân thể đều cắt xuống. Bộ phận này chớ phải linh hồn thân thể, đợi lát nữa hắn dùng thiên đạo quyền hạn chứng nhận một chút, lại tăng thêm vật liệu rèn luyện một lần, liền có thể giống bạch chúa tể đùi đồng dạng, có thể từ cửu u thế giới bên trong ra. Đồng thời, Trình Cẩu Đản giáng lâm đến Tống UU bên người. Tống UU một hơi tiếp nạp đại lượng béo cầu đại lão tồn tại về sau, toàn thân phóng thích ra tà ác khí tức. Chuẩn bị xong chưa? Trình Cẩu Đản hỏi. Tống UU nhẹ gật đầu. Như vậy, nghênh đón tân sinh đi, Tống UU. Trình Lâm tiên tử thân hình biến hóa. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong, có một bộ tiên thường bay ra, rơi vào Trình Lâm trên thân. Kia là nàng lưu tại giao chỉ bí cảnh, về sau một mực từ công đức xà mỹ nhân đảm bảo giao chỉ nữ đế sáo trang. Phượng bào, đế quan, rơi vào Trình Lâm trên thân. Trình Lâm tiên tử mị lực cộng 1000. Mặt khác, theo phượng bào đế quan cùng một chỗ giáng lâm, còn có công đức xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân nhìn thấy Trình Lâm tại mặc vào giao chỉ nữ đế sáo trang về sau, liền lặng lẽ giáng lâm. Nàng cũng không tới gần, liền xa xa nhìn thấy thịnh trang Trình Lâm. Thịnh trang Trình Lâm nhìn thấy tiên tử tới về sau, tâm tình thật tốt. Nàng mỉm cười, thân mang phượng bào nàng tại công đức xà mỹ nhân trước mặt xoay một vòng. Chuyển tới một nửa lúc, đỉnh đầu nàng lên đế quan nghiêng một cái, nghiêng nghiêng xê dịch về một bên. Trình Lâm lúng túng đưa tay, đem đế quan đẩy chính. Công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu nhìn xem Trình Lâm tiên tử. Nửa ngày sau,
Nàng đột nhiên phát ra bốn tiếng trầm bổng du dương kinh điển kêu thảm, a a a a. Sau đó, trước mắt bao người, công đức xà mỹ nhân thân thể mềm mềm ngã xuống đất. Liền nàng cặp kia thật dài dài nhỏ con mắt, toát ra vẻ thống khổ, chậm rãi khép lại. Đồng thời có nửa chi trường mâu từ trên lưng nàng bắn ra đến, mặt khác mũi thương bộ phận, thì từ lồng ngực của nàng khe hở bên trong gạt ra. Nhìn qua, nàng tựa như là bị một chi trường mâu thọc cái xuyên thấu. Chết rồi! Trình Lâm tiên tử nhìn một mặt mộng bức. Hảo tâm đau nhức, không chỉ có là chính nàng Họa Phong bị cẩu đản cha cùng bá tống mang lệch ra, liền tiên tử, Họa Phong cũng bị bá tống mang lệch ra không còn hình dáng. Chết về sau công đức xà mỹ nhân, phi thường tận tụy nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Thậm chí tại trường mâu đâm xuyên trong vết thương còn có màu đỏ ê ẩm cà chua vị máu tươi chảy ra. Bóng dáng cấp diễn kỹ, triển lộ không thể nghi ngờ. Trình Lâm tiên tử hung dữ nhìn chằm chằm mắt Tống U U. Chuyện không liên quan đến ta. Tống U U vội vàng nói, ta cho tới bây giờ không dạy qua nàng giả chết, tiên tử là tự học thành tài. Ngậm miệng, Trình Lâm tiên tử buồn bực nói, cái này miệng nồi không phải ngươi, chẳng lẽ vẫn là ta sao? Nàng hướng về phía giả chết công đức xà mỹ nhân khoát tay áo. Sau đó, nàng lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất bóp tốt pháp ấn, trường sinh giả nguyệt luân hiển hiện, đưa nàng cùng Tống U U bao phủ. Một đóa hoa sen nụ hoa hiển hiện, đem Tống U U cùng Trình Lâm tiên tử bao phủ. Trình Lâm chuyển sinh pháp thôi động. Dĩ vãng, Trình Lâm chính mình chuyển sinh lúc, mấy phút bên trong liền có thể hoàn thành toàn bộ chuyển sinh quá trình. Nhưng lần trở lại này, nàng còn muốn cho Tống U U hoàn thành thuế biến, để hắn trở thành cái thứ hai ban văn long như thế tồn tại. Dùng thời gian thoáng muốn lâu một chút. Hoa sen dần dần lên cao, càng hóa càng lớn. Cuối cùng, hoa sen thân thể đã hóa thành một gốc đại thụ, nụ hoa nhắm ngay bầu trời. A, đạo tử ý chí thể khẽ gọi một tiếng. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, tự thân cùng béo cầu chúa tể ở giữa liên hệ, đang bị chặt đứt. Trình Lâm chuyển sinh pháp đạo thứ nhất chương trình, chính là cắt ra cửu u chúa tể cùng thiên đạo ở giữa kết nối đạo tử thân là 8. Năm nhậm thiên đạo, hắn đối ứng cửu u chúa tể kỳ thật là béo cầu chúa tể. Mà Tống U U hiện tại thôn vệ 9 phần 10 phía trên béo cầu đại lão tồn tại, cho nên Trình Lâm chuyển sinh pháp kích pháp lúc, mở ra tự nhiên thành đạo tử cùng béo cầu chúa tể ở giữa kết nối. Như thế tiện nghi béo cầu chúa tể, đạo tử nhìn về phía suy yếu đến không cách nào động đậy béo cầu. Hơi suy nghĩ một chút về sau, đạo tử đưa tay bắn ra. Kéo dài thật lâu huyền thánh giảng pháp hình tượng, rốt cục hạ màn kết thúc. Tại chư thiên vạn giới người xem trong mắt, trận kia kịch liệt vô cùng kinh thiên một trận chiến cuối cùng kết thúc. Người thắng, là bá tống. Huyền thánh giảng pháp cái cuối cùng trong tấm hình, bá tống đại lão cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới. Mà cái kia phiến đại biểu cho tiền cửu u chúa tể hắc phụ, đã rút nhỏ gấp trăm lần không thôi. Cho dù là xuyên thấu qua giảng pháp hình tượng, mọi người đều có thể rõ ràng cảm ứng được tôn này tiền cửu u chúa tể suy yếu. Đạo tử đã đem trước đó gấp 10 khí tức tăng cường công năng quan bế, thậm chí gia tăng béo cầu đại lão lúc này cảm giác suy yếu. Trước đó gấp 10 cường hóa béo cầu cùng bây giờ gấp bội hư nhược béo cầu, trước sau chênh lệch quá to lớn, quả thực giống như thế giới chi xà cùng một đầu tiểu thanh trùng khác biệt. Chư thiên vạn giới người tu luyện đành phải nuốt miệng nước bọt. Mạnh mẽ như vậy tiền cửu u chúa tể, lại bị bá tống đại lão ngạnh sinh sinh truy bạo. Mà lại là trong cửu u thế giới, truy bạo cửu u chúa tể. Thế thì còn đánh như thế nào? Nói cách khác, lần trước cùng chúng ta luận đạo lúc giao thủ, bá tống đại lão đã hạ thủ lưu tình. Chí ít có thể đánh 10 cái ta cửu u chúa tể, bị bá tống đánh thành bộ dáng này. Cái kia được bao nhiêu cái ta đi lên, mới có thể không bị truy thảm như vậy. Nếu như bây giờ vẫn còn thiên đạo tranh đoạt chiến tiến trình, sau trận chiến này, đoán chừng chư thiên vạn giới sẽ không còn có mấy người nguyện ý lên cửa khiêu chiến bá tống. Trừ thụ ngược đãi cuồng hoặc là chiến đấu cuồng bên ngoài, không ai sẽ thích đưa tới cửa chịu truy. Trường sinh giả cũng là muốn mặt mũi. Năm đó bị nho gia thánh nhân truy qua kinh lịch, cũng không có mấy người sẽ lấy ra làm khoe khoang vốn liếng. Cũng may thiên đạo đã kế vị, nói không chừng ngàn vạn năm bên trong. Đều không cần lại đi phiền não thế nào đối mặt bá tống vấn đề. Thậm chí nói không chừng giới này thiên đạo liền sẽ không lại thoái vị, một mực vĩnh trú thiên đạo chi vị. Cứ như vậy, mọi người liền vĩnh viễn không cần lại đi đối mặt bá tống.
Bất quá, ta cảm giác lấy bá tống đại lão tao thao tác. Nói không chừng qua chút thời gian, hắn liền lấy phàm nhân chi thân, chấp trưởng thiên đạo quyền hạn cũng không nhất định. Chúng ta liền càng không cần lo lắng đối mặt hắn vấn đề. Có người bắt đầu bản thân an ủi. Đạo tử đại lão mỉm cười, hắn mục đích đạt đến. Bá tống uy vọng tại thời khắc này đã đạt đến đỉnh phong, đã không thể so năm đó nho ra thánh nhân chênh lệch. Thậm chí khả năng còn muốn vượt qua. Hiện tại, coi như hắn lập tức xuống đài, bá tống chỉ cần mở miệng nói muốn chứng đạo bất hủ, chư thiên vạn giới chỉ sợ cũng không có mấy người dám ngăn đón. Cho dù có người ngăn đón cũng không thành vấn đề, trùy bạo chính là, bá tống cái kia một thân vật trang sức, cũng không phải ăn chay. Hoàn mỹ, đạo tử đại lão phi thường hài lòng, đưa tay đóng lại huyền thánh giảng pháp camera. Tại cuối cùng, có cái chợt lóe lên ống kính, bị một số nhỏ mắt sắc người tu luyện bắt được. Có người nhìn thấy, bá tống cửu u chúa tể thể tựa hồ tại thôn vệ xương khói kia bên trong tiền cửu u chúa tể không cần phải nói. Màn này, khẳng định cũng là đạo tử lặng lẽ để lên. Dù sao chân thực cửu u bên trong, tống u u đều đã biến thành nụ hoa. Bá tống đại lão nuốt cửu u chúa tể. Chẳng lẽ đây mới là bá tống đại lão mục tiêu, vì để cho chính mình cửu u chúa tể thể tiến thêm một bước, hắn đối tiền cửu u chúa tể thống hạ sát thủ. Bộ phận này mắt sắc người tu luyện bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời, một bộ phận cường giả đại lão âm thầm đồn hướng cửu u thế giới. Ý đồ quan sát cửu u thế giới biến hóa. Mấy vị này cường giả đại lão tại độn hướng cửu u thời điểm, còn tại lẫn nhau giao lưu. Đây đã là bị bá tống truy tuột đệ nhị tôn cửu u chúa tể đi. Trước đó không lâu, bá tống còn đối một vị giấu ở hiện thế tiền cửu u tam nhãn chúa tể hạ thủ, tựa hồ tranh đoạt đối phương một kiện bảo vật. Lần này cửu u tôn này cửu u chúa tể, càng là trực tiếp bị nuốt ăn. Cùng dạng này quái vật sinh tồn ở cùng một cái thời đại. Thực tế quá khó. Bước vào cửu u sau. Mấy vị này đại lão nhắm mắt thoáng cảm ứng một chút. Xảo chính là, khi bọn hắn đi vào cửu u lúc, cái kia đóa trình lâm chuyển sinh nụ hoa vừa vặn nở rộ. Cửu u thế giới, thật đang biến hóa. Hiện tại cửu u thế giới, khắp nơi là bá tống hương vị. Bá tống lần này là chân chính tu hú chiếm tổ chim khách, hóa thành cửu u vô địch bá. Đoạn thời gian trước. Bá tống lấy phàm nhân thân thể, tại không có chứng bất hủ trước ngưng tụ ra cửu u chúa tể hóa thân, liền đã đột phá tưởng tượng của ta. Hiện tại, cả cái cửu u thế giới đều nhiễm lên bá tống khí tức. Cả cái cửu u triệt để biến thành bá tống địa bàn. Mà lấy đương kim thiên đạo cùng bá tống ở giữa quan hệ mật thiết, hắn đối ứng cửu u chúa tể hẳn là sẽ không cùng bá tống cửu u chúa tể là địch. Hiện tại cửu u thế giới, là hai tôn cửu u chúa tể cộng trị sao? Đi 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 đi, cả cái cửu u thế giới khắp nơi là bá tống khí tức, ở lại đây vạn nhất bị phát hiện sẽ không tốt. Hiện tại, mênh mông cửu u thế giới nhất cử nhất động, khẳng định đều tại bá tống mí mắt dưới đáy, không thể ở lâu. Thế là cái này mấy tôn gan lớn chút trường sinh giả đại lão tới lặng lẽ, lại lặng lẽ rời đi. Cửu u chỗ sâu, gốc cây kia đại thụ che trời hoa sen nụ hoa mở ra, lộ ra bên trong tân sinh tống u u. Lúc này tống u u, khí tức trên thân đã như là chân chính cửu u chúa tể, cùng bạch tiền bối ở giữa cũng cơ hồ không có khác biệt gì. Mà tại tống u u bên người, là vô số trình lâm mảnh vỡ, như là bầu trời đêm tinh quang, tô điểm tại tống u u bên người những thứ này như tinh quang một dạng mảnh vỡ, nếu như xuất ra đi bồi dưỡng lời nói, mỗi một khối đều có thể bồi dưỡng ra một đầu phẩm chất cao linh quỷ. Lần này, trình lâm nát phi thường triệt để. Hoa sen mở ra về sau. Cái này đầy trời trình lâm mảnh vỡ đè xuống một loại nào đó quy tắc bản năng, liền muốn khuếch tán ra đến, độn hướng chư thiên vạn giới. Lúc này, bên cạnh đã sớm chuẩn bị cầu đản cha phất tay tế ra trong tay cầu đản xác. Cầu đản xác nhẹ nhàng khẽ hấp, liền đem phần lớn trình lâm mảnh vỡ đều cuốn đi, thu nhập đến cầu đản bên trong. Bất quá còn có mấy cái mảnh vụn phiến, lưu tại tống u u trong tay, không có bị thu hồi. Tống cầu đản, buông tay. Cầu đàn cha nhắc nhở đừng có đùa lưu manh, nắm lấy nữ nhi của ta mảnh vỡ không thả. Cầu đàn cha ngươi chờ một chút, tống u u nhắm mắt lại trả lời. Hắn nắm lấy cái này mấy khối trình lâm mảnh vỡ, có chút đặc thù. Cái này mấy khối mảnh vỡ là tại nụ hoa mở ra về sau chủ động chạy đến tống u u trong tay. Lúc này, từ cái này mấy khối mảnh vụn bên trên, có một ít tin tức số liệu tuôn ra,
truyền lại cho Tống U U, lại thông qua Tống U U truyền lại cho Tống Thư Hàng bản thể. Là Trình Lâm tiên tử có cái gì đặc thù tin tức muốn lưu cho ta? Tống Thư Hàng bản thể tiếp thu bộ phận này tin tức, cũng đem những tin tức này giải mã, đọc lấy nội dung trong đó. Đọc thủ tín hơi thở loại này thao tác, Tống Thư Hàng đã rất thuần thục. Hắn hiện tại, đang học lấy các loại số liệu tin tức đồng thời, còn có thể thuận tiện lấy quét cái độc cái gì, quét quét những tin tức này bên trong có không có cái gì tai họa ngầm. Nói thế nào cũng là trường sinh giả, cơ sở tao thao tác vẫn là biết chút. Trình Lâm mảnh vụn bên trên tin tức đọc lấy về sau, Tống Thư Hàng trong đầu liền có thêm một bộ phận ký ức. Hắn tựa như là hồi ức một dạng, tiếp xúc đến nội dung trong đó. Tại cái này hồi ức bên trong, hắn tiếp xúc đến một cái linh lực phi thường dư thừa thế giới. Linh lực dồi dào đến hô hấp một lần, đều có thể được đến linh khí thoải mái trình độ. Quả thực là tu luyện giả trong giấc mộng thiên đường. Đây là địa phương nào? Trong hồi ức hắn nói khẽ. Một lát sau, trong hồi ức hắn tựa hồ từ bỏ suy nghĩ, hoặc là nói hắn vốn là không am hiểu suy nghĩ loại chuyện này. Trước thử liên lạc một chút bản thể đi, lần này, bản thể nhất định phải ôn nhu an ủi ta, mà lại nhất định phải an ủi ta 3 giờ, không? Ít nhất phải an ủi ta 5 giờ, mới có thể đền bù tâm ta linh bị thương. Trong hồi ức hắn chân thành nói. Nhưng sau một lúc lâu về sau, trong hồi ức hắn đột nhiên sững sờ. Bởi vì hắn liên lạc không được bản thể. Bản thể cùng hắn khế ước vẫn còn, nhưng là linh quỷ khế ước cứ nhiên có chút không trọn vẹn. Mà lại, bản thể cùng hắn phảng phất không ở cùng một cái thế giới, phát ra tín hiệu như châu đất xuống biển, tin tức hoàn toàn không có. Lúc này, hắn bắt đầu luống cuống. Bởi vì hắn độc lập sinh tồn năng lực, cơ bản là không. Trước kia hắn chỉ cần đè xuống bản thể an bài hành động là được, xưa nay không dùng đi suy nghĩ ta muốn làm gì, ta muốn đi đâu loại hình vấn đề. Đồng thời, tiến vào hồi ức Tống Thư Hàng, cũng bắt đầu luống cuống. Mặc dù hắn sớm có suy đoán, mặc dù hắn ẩn ẩn đã nhận ra chút dấu vết để lại, thậm chí hắn còn làm chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng chân tướng vạch trần thời điểm, Tống Thư Hàng lưu ly lớn trái tim vẫn là không nhịn được tăng thêm tốc độ. Đây là tống đầu gỗ bộ phận ký ức, bị thận trọng chân tàng, một mực dấu đến bây giờ, mới chia sẻ đi ra. Mà tại cái này hồi ức bên trong, cái kia tàn phá linh quỷ khế ước cùng không cách nào liên hệ với bản thể đối ứng kinh nghiệm của mình là mình linh quỷ số 1, bị lưu ly thư sinh mang đi về sau, cuối cùng mất tích linh quỷ số 1. Sở dĩ, đã từng mình bị mấy vị đại lão lần lượt đánh qua, thật không tính ngộ thương. Theo nhân quả để tính, đại lão nhóm đánh hắn cũng không có sai. Tống Thư Hàng bản thể luống cuống một lát thời gian, hồi ức bên trong nội dung cốt truyện, hoán đổi thành hạ cái nội dung cốt truyện lưu tại Tống Thư Hàng trong tay là từng khối linh quỷ mảnh vỡ, gánh chịu lấy ký ức tự nhiên cũng không phải hoàn chỉnh. Hồi ức hình ảnh hoán đổi chuyển biến. Hình ảnh bên trong, hắn cùng Bích Thủy Các bên trong một vị tiên tử vẫy tay từ biệt là lúc tuổi còn trẻ Sở Các Chủ. Lúc này Sở Các Chủ toàn thân trên dưới tràn đầy thiếu nữ khí tức thanh xuân, bộ dáng bên trên càng gần gũi tại Sở Các Chủ. Sở Quỳnh Quỳnh đứng ở phồn hoa Bích Thủy Các kết giới chỗ, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Đoạn này nội dung cốt truyện, chính là linh quỷ tại Bích Thủy Các sinh tồn sau một thời gian ngắn, cuối cùng quyết định ra ngoài sông sáo, mở mang kiến thức một chút ngoại giới thiên địa. Rời xa Bích Thủy Các về sau, hắn lặng lẽ xoay đầu lại, xem xét mắt Bích Thủy Các vị trí. Ta sẽ trở lại, ta nhất định sẽ kịp thời trở về, chờ lấy ta. Trong hồi ức hắn dùng sức nắm tay, ta muốn đi tìm càng nhiều trống không linh quỷ, đột phá bản thân linh quỷ hạn chế, biến càng mạnh. Dứt lời, hắn lại thi triển thân pháp, hướng về phía trước bỏ chạy. Thoát ra khoảng cách rất rất xa về sau, trong hồi ức hắn mở rộng hai tay. Ta Tống Nhất, có một cái tâm nguyện, hắn đối hư không hét to, ta muốn thay bản thể tìm kiếm một vị xinh đẹp. Có tài hoa, có năng lực tiên tử, tại bản thể 18 tuổi sau liền kết thúc hắn đồng tử chi thân. Tống Thư Hàng, ngươi đây là cái gì quỷ tâm nguyện? Mà lại ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Sợ người khác không biết ngươi bản thể là tình huống gì? Kêu to xong, tựa hồ phát tiết điểm trong lòng áp lực, trong hồi ức Tống Nhất lại móc ra một bản bút ký, so sánh với Sở Quỳnh Quỳnh loại này đại tỷ tỷ loại hình, bây giờ còn chưa nảy nở. Còn rất nhỏ con Diệp Tư sư tỷ, có thể hay không càng lấy bản thể ưa thích một số. Tương lai muốn hay không cân nhắc tại Diệp Tư sư tỷ công pháp bên trong,
gia tăng một cái tu luyện tới cái nào đó cảnh giới liền sẽ phản lão hoàn đồng hiệu quả. Tống Thư Hàng, ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm? Mà lại, năm mới đều đã trải qua, ta đã qua 18 tuổi bảo đảm chất lượng kỳ. Lại tiếp sau đó, ta liền muốn bất hủ đát. Sở dĩ, tống đầu gỗ đây là đang muốn thí ăn. Sau đó mấy lần mảnh vỡ tin tức hình ảnh, nhanh chóng lướt qua. Phần lớn là Tống Nhất tìm kiếm vô chủ chống không linh quỷ, sau đó nghĩ biện pháp đưa chúng nó dung hợp ký ức. Dung hợp linh quỷ loại này thủ đoạn, hẳn là lúc trước hắn trong bích thủy các mân mê đi ra năng lực. Mỗi lần dung hợp chống không linh quỷ về sau, là hắn có thể đánh vỡ bản thân hạn mức cao nhất, từ đó có thể đi vào cảnh giới càng cao hơn. Trong lúc đó Tống Nhất đã từng về bích thủy các đi gặp Sở các chủ. Ký ức hình ảnh bên trong, Sở các chủ bộ dáng biến càng thành thục hơn chút, trang phục cũng tiếp cận Tống Thư Hàng giờ đây tiếp xúc đến Sở các chủ. Trở lại bích thủy các về sau, Tống Nhất trong bích thủy các cường hóa một số phòng ngự biện pháp, lại cổ động Sở các chủ tại bích thủy các bên trong thành lập một chút ẩn tàng tị nạn chỗ. Bất quá hình ảnh bên trong, Tống Nhất tu vi cảnh giới cũng không tính quá cao, nhìn lên đi hẳn là ở vào ngũ phẩm hoặc lục phẩm cảnh giới cùng bản thể cắt ra liên hệ về sau. Cảnh giới của hắn tăng lên toàn bộ phải dựa vào bản thân. Tự cùng chư thiên vạn giới phổ thông tu luyện giả một dạng, hắn cần một bước một cái dấu chân đi tu luyện tài nguyên cũng phải dựa vào chính mình đi đoạt. Rõ ràng là chỉ có thể cá ướp muối linh quỷ, hắn lại phải đi tiếp nhận không thuộc về linh quỷ gánh nặng. Cuối cùng, rời đi trước. Tống Nhất đột nhiên hướng Sở các chủ đưa ra di chuyển bích thủy các đề nghị. Đối diện, Sở các chủ cứ nhiên gật đầu đáp ứng. Đáp ứng, thấy cảnh này Tống Thư Hàng, lập tức sững sờ. Sở các chủ đã đáp ứng di chuyển bích thủy các. Lúc này, nàng đối Tống đầu gỗ tín nhiệm đã đạt đến loại trình độ này. Cái kia về sau bích thủy các hủy diệt sự kiện. Chẳng lẽ là đáp ứng di chuyển về sau, di chuyển vị trí, mới gặp được lần kia tai nạn. Trong lúc đang suy tư, hồi ức hình ảnh, lại một lần biến thiên. Hình ảnh bên trong, Tống Nhất đang liều mạng thi triển độn thuật. Điên cuồng chạy về một vị trí. Hắn cơ hồ là ép khô bản thân tất cả linh lực, liều mạng tồi động độn pháp. So với qua hình ảnh, Tống Nhất cảnh giới tựa hồ tăng lên. Trong khoảng thời gian này, hắn là đang bế quan đột phá cảnh giới. Tống Thư Hàng thở dài, nhắm mắt lại, bế quan A. Cảm xúc phức tạp. Hồi ức hình ảnh bên trong Tống Nhất, rốt cục chạy tới bích thủy các vị trí. Sắp tiếp cận, hắn e sợ bước. Xa xa nhìn lại, lúc này bích thủy các vẫn như cũ phồn vinh náo nhiệt. Kết giới cửa vào một cặp đồng tử đồng nữ trông coi, quen thuộc kim đồng ngọc nữ thủ vệ đồng thời, còn tại có chút ngủ gật, giống như trong trí nhớ một dạng. Bích thủy các bên trong, các đệ tử người đến người đi, cười, trao đổi. Có người tại tu luyện, có người tại tụ chúng giao lưu, cũng có tiểu tình lữ gắn bó cùng một chỗ dỗ ngon dỗ ngọt. Y như dĩ vãng, chí ít từ mặt ngoài đến xem. Y như dĩ vãng. Mà ở vào hồi ức Tống Thư Hàng còn chú ý tới, bích thủy các vị trí còn không có di chuyển. Hoặc là nói còn chưa kịp tới di chuyển. Một cái tông môn muốn cử tông di chuyển, cũng không phải là một ngày hai ngày bên trong liền có thể hoàn thành sự tình. Dọn nhà Nazi loại hình có pháp thuật thủ đoạn tại, ngược lại cũng không phải quá phiền phức. Nhưng một cái tông môn muốn chuyển đến đâu bên trong, vị trí nào phù hợp, chỗ nào thích hợp môn phái phát triển. Dù sao cũng phải có cái quy hoạch. Tống Nhất rất xa nhìn qua phồn vinh bích thủy các, một loại tê tâm liệt phế tâm tình thống khổ tràn ngập đầu óc của hắn, loại tâm tình này một tia không đổi truyền đạt đến Tống Thư Hàng trong lòng. Bởi vì, trước mắt cái này phồn vinh hết thảy, đều là chân thực huyễn tượng. Ta không có cái gì cải biến. Ta không có kịp thời tới, tại nàng cần trợ giúp nhất thời điểm. Không cách nào cải biến, thuộc về quá khứ, thật sự không cách nào thay đổi sao. Còn có thể làm cái gì? Lúc này, còn có thể hay không làm chút gì? Có như vậy trong nháy mắt, một loại muốn hủy diệt hết thảy cảm xúc, từ hồi ức bên trong phản hồi đến Tống Thư Hàng trong lòng. Nếu là đổi thành Tống Thư Hàng cảnh giới còn thấp thời điểm, chỉ là trong chớp nhoáng này cảm xúc phản hồi, đều đủ để thúc ra mỹ vị tâm ma tới. Tê tâm liệt phế thống khổ, đồng dạng cảm nhiễm đến lúc này Tống Thư Hàng bản thể. Tống Thư Hàng vô ý thức vươn tay ra. Nhẹ nhàng sờ về phía đỉnh đầu Sở các chủ ngốc mao. Ba Sở các chủ ngốc mao hung hăng một roi rút tới, làm cái gì? Không, ta liền hái một chút chuột hamster hào.
Tống Thư Hàng bình tĩnh đem trên tay rời, đem giống anh em hồ lô một dạng phong ấn tại sọ não bên trên chuột hamster hào phong ấn cẩu hái xuống. Hồi ức hình ảnh, im bặt mà dừng. Đối với khi đó Tống Đầu Gỗ tới nói, hắn cái gì cũng làm không được. Quá khứ lịch sử phảng phất có một loại nào đó cưỡng chế lực lượng, khiến cho hắn cái gì cũng không cải biến được. Quá khứ có thể hay không cải biến ta không biết, nhưng ta muốn tương lai, nhưng có thể cải biến. Tống Thư Hàng đem chuột hamster hào cầu bỏ vào trong ngực. Sở các chủ ngốc mau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tống Thư Hàng đột nhiên ngay tại nơi này niệm lấy loại này kỳ quái lời kịch làm gì. Cho dù là chứng đạo không thể làm được sự tình, vậy liền siêu thoát. Thiên đạo có thể làm được sự tình, tương lai chúng ta cũng có thể làm được. Thiên đạo không thể làm được sự tình, tương lai chúng ta cũng muốn làm đến. Ta không phải một cá nhân đang chiến đấu, ta không cô đơn. Ta cộng bạch tiền bối cộng như vậy nhiều đại lão cùng chư vị tiền bối, thiên đạo đều đứng ở ta bên này. Lạch cạch, cửu u bên trong, Tống U U trong lòng bàn tay mấy viên linh quỷ mảnh vỡ chóc ra, sau đó bị cuốn vào đến cẩu đản cha trong tay cẩu đản xác bên trong, tồn trữ lên. Sau đó, những thứ này mảnh vỡ cần dài đằng đẵng thời gian đi khôi phục. Tại những thứ này linh quỷ mảnh vỡ chóc ra cuối cùng một sát na, có mấy cái hình ảnh một hơi truyền lại cho Tống Thư Hàng. Bạch Long tỷ tỷ cứu ta. Bạch Cốt Tiên Cơ xin dừng bước, nơi này có một bản bí tịch. A, tiểu tiên tử, ngươi là Bắc Phương Đại Đế tiền bối người quen sao? Ngươi ưa thích khôi lỗi không? Ưa thích lời nói, ta dạy cho ngươi chơi a. Trình Lâm tỷ tỷ, ngươi khuê mật tiên tử có đối tượng không có? Có, cái kia ngại hay không nhiều cái thay cái đối tượng, hoặc là ngại hay không nhiều cái đối tượng. Ải Du, tiểu măng chúc ngươi là vị nào đại lão gia bảo bối? Ngươi chừng nào thì mới hóa hình? Hóa hình thời điểm có hứng thú hay không hóa hình vì khả ái tiểu tiên tử? Tống Thư Hàng. Phần đàn, ngươi cũng làm những gì? Tuyệt đối không thể thừa nhận, cũng tuyệt đối không thể để cho người biết. Tống Thư Hàng âm thầm thề. Liên quan tới Tống Đầu Gỗ là hắn linh quỷ sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào biết. Đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không lộ ra tin tức này. Ngươi thế nào, sắc mặt rất phức tạp, Sở các chủ ngốc mau hỏi. Bởi vì bá tống trên mặt trong nháy mắt tuôn ra tin tức quá mức phức tạp, liền đọc mặt thuật cũng không có đọc suốt cụ thể tin tức tới. Tống Thư Hàng bình tĩnh cầm ra một chương mặt nạ, mang lên mặt, không có việc gì, Sở tiền bối. Chỉ là bởi vì đến Tống U U thành hình một bước cuối cùng, sở dĩ có chút cửu U phương diện số liệu truyền tới, cần xử lý một chút. Tống U U tại hoàn thành bị Trình Lâm chuyển sinh về sau, hắn đem như là bạch tiền bối chờ cửu U chúa tể một dạng. Sau đó, hắn sẽ thành chân chính bá tống, thượng vị. Lúc đầu Tống U U tại Tống Thư Hàng rất nhiều phân thân, hóa thân bên trong sắp xếp lão tứ. Nhưng là hiện tại, nguyên Tống phân thân biến mất không thấy. Tống U U lại tấn thăng làm chính quy cửu U chúa tể, ấn lệ cũ, cùng bạch tiền bối, ban văn long, tam nhãn đồng dạng, hắn tấn thăng đến hàng ngũ. Đây chính là thượng vị. Chuyển sinh nghi thức kết thúc về sau. Tống U U đem khí tức của mình thu liễm. Hắn lúc này cùng cậu đản cha đồng dạng, tùy thời có thể thoát ly cửu U thế giới, tiến về hiện thế. Bất quá, một khi hắn từ cửu U thế giới thoát ly về sau, tự thân tồn tại liền sẽ cùng cửu U thế giới cắt chém, trong thời gian ngắn không cách nào lại cửu U. Đến lúc đó, chỉ có thể giống cậu đản cha đồng dạng, mượn nhờ người khác lực lượng, đem một sợi ý thức thẩm thấu đến cửu U, về thăm nhà một chút. Cho nên Tống U U cũng không vội lấy từ cửu U thế giới dọn ra ngoài dù sao vô luận là thiên đạo, vẫn là cửu U thế giới, đều là người một nhà. Thiên đạo sẽ không nhằm vào hắn, cửu U bạch tiền bối càng sẽ không đối phó hắn. Hắn cũng không cần giống cẩu đản cha như thế, trốn vào hiện thế ẩn tàng. Thu liễm tốt khí tức về sau, Tống U U lại nhìn phía trên mặt đất suy yếu lâm vào ngủ say trạng thái béo cẩu đại lão. Béo cẩu đại lão lúc này quá hư. Bất quá, nó cũng nhân họa đắc phúc, tại Tống U U bị Trình Lâm tiên tử chuyển sinh thời điểm, nó cùng thiên đạo ở giữa liên hệ đồng dạng bị chặt đứt. Sau đó, coi như đạo tử tiền bối từ thiên đạo chi vị lên lui nhập, béo cẩu đại lão bộ phận này còn sót lại thể, cũng sẽ không bởi vì thiên đạo sụp đổ nguyên nhân mà tiêu tán. Chỉ là bởi vì bị thánh nhân thiên phú cướp đi 9 phần 10 tồn tại, lúc này béo cẩu đại lão lâm vào dài dòng trạng thái ngủ, chỉ sợ không có mấy ngàn mấy vạn năm.
rất khó khôi phục béo cầu đại lão nó không muốn ngủ, nó vốn còn muốn cắn răng kiên trì đến thoát khỏi nguy hiểm, trốn vào đến an toàn địa điểm, hảo hảo ẩn tàng khôi phục. Nhưng là thân thể nó quá hư nhược, không chỉ có là tồn tại bị đoạt đi 9 phần 10, tự liền nhục thân cũng bị đạo tử cắt đi đại bộ phận, lấy đi tịnh hóa, chuẩn bị cho Tống Thư Hàng chế tạo càng nhiều tống béo cầu áo choàng nguyên vật liệu. Cho nên, mặc dù béo cầu đại lão ý chí phi thường kiên cường, nhưng nó nhục thể lại mềm yếu rồi. Cuối cùng không thể chống đỡ, ngã xuống trước thắng lợi cuối cùng sát na, không cam lòng lâm vào dài rằng giặc ngủ say. Đạo tử sư huynh, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào béo cầu đại lão còn sót lại bộ phận? Tống U U lên tiếng hỏi. Thiên đạo ý chí thể hiển hiện, trả lời, ta đã đáp ứng nó, chỉ cần nó chủ động phối hợp, ta liền sẽ không lại phong ấn nó, sẽ không lại hạn chế tự do của nó, để nó sống sót. Đã nó làm được, vậy ta cũng sẽ không làm trái lời hứa. Quân tử hứa một lời nặng thiên quân. Bất quá, không nghĩ tới trình cầu đàn tiên tử chuyển sinh chi pháp, vậy mà lại chặt đứt thiên đạo cùng nó ở giữa liên hệ. Đã từng thiên đạo cầu đàn cha nàng tiền bối thủ đoạn, quả thực lợi hại. Thiên đạo ý chí thể bội phục nói. Quá khen, quá khen, cầu đàn cha khiêm tốn nói. Mặc dù này thiên đạo cầu đàn cha khả năng hố hắn bạn sinh pháp khí, nhưng không thể không nói, tên kia thủ đoạn vẫn là rất lợi hại, không hổ là chính mình đối ứng thiên đạo. Vốn cho rằng ta từ thiên đạo chi vị lên rời đi về sau, nó tự nhiên là sẽ sụp đổ, cho nên lúc đó ta mới hứa hẹn, để nó có thể nhiều sống tạm một đoạn thời gian, hiện tại. Ân, tẩy trắng nó đi, thiên đạo ý chí lên tiếng nói. Tẩy trắng, Tông U U ngắm nhìn đen nhánh béo cầu đại lão, não bổ xuống một cái màu trắng béo cầu đại lão. Ân, mi trắng tựa hồ không có hắc cầu xinh đẹp, mà lại, màu trắng hiển béo. Béo cầu đại lão nhìn xem đã rất có nhục cảm, nếu như biến thành trắng, sẽ có hay không có loại quá mập cảm giác. Muốn làm sao tẩy trắng? Tam nhãn thiếu niên tiền bối lên tiếng hỏi. Biến mất quá khứ liền tốt, thiên đạo ý chí bóp bóp nắm tay, ta mới vừa ở tăng thêm thiên đạo tri thức căn bản thời điểm, phát hiện trước mấy đời thiên đạo có một ít quyền hạn phương diện khai phát hạng mục, cùng loại với phần mềm nhỏ, có thể điểm kích liền dùng. Trong đó, liền có dùng tay sửa đổi cửu u chúa tể bộ phận ký ức quyền hạn. Vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Đây là hắn vừa phát hiện thiên đạo chức năng mới, cho nên lôi ra đến huyễn huyễn. Đạo tử tiền bối vừa dứt lời, ở đây mấy vị cửu u chúa tể sắc mặt biến phức tạp. Bạch tiền bối hình chiếu hóa thân, tam nhãn chúa tể, cầu đản cha không tự chủ được dùng tay hoặc râu rồng vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Quả nhiên thiên đạo không có một nhiệm kỳ là đồ tốt. Dùng tay điều chỉnh thiên đạo ký ức loại này tàn nhẫn quyền hạn, là cái nào nhậm thiên đạo nghiên cứu ra được? Bạch tiền bối nghiến răng nghiến lợi hỏi. Loại này không đáng tin cậy quyền hạn, luôn cảm giác giống như là thiên đạo bạch thủ bút bởi vì hắn phát hiện chính mình bộ phận ký ức rõ ràng có đứt gãy. Tỷ như, tại thiên đạo sắp lui nhậm đoạn thời gian kia, hắn cũng không biết chính mình là thế nào bảo lưu lại tới, thiên đạo bạch lại đối hắn làm qua cái gì. Có phải là tam nhãn thiên đạo một lần kia làm chuyện tốt? Loại này ác liệt sự tình, nhất giống tam nhãn thiên đạo có thể làm. Cầu đàn cha đứng ra lên án. Nhưng hắn lên án bên trong tràn đầy chột dạ hương vị đang nói nghiên cứu, khai phát sự vật, tựa hồ là hắn đối ứng thiên đạo cầu đàn cha am hiểu nhất. Tam nhãn thiếu niên tiền bối bị cầu đàn cha lên án lúc, cũng giữ im lặng bởi vì hắn liền phản bác lực lượng đều không có. Tống U U ngắm nhìn ba vị tiền bối chúa tể. Quá khó khăn, cửu U chúa tể quá khó khăn. Không rõ ràng là cái nào nhậm thiên đạo tác phẩm, những thứ này có thể kế thừa quyền hạn tiểu kỹ xảo, là các đời thiên đạo nhiều đời tích lũy ra. Vô luận là sớm nhất có được cửu U chúa tể đệ nhị thiên đạo, vẫn là cầu thiên đạo, cũng có thể. Đạo tử tiền bối lên tiếng nói. Dứt lời, hắn duỗi ra nắm đấm, đối đã vô cùng suy yếu béo cầu đại lão chính là mấy quyền. Sửa đổi ký ức muốn dùng quyền ẩu đả. Bạch tiền bối sắc mặt biến phức tạp hơn ta đã từng cũng bị thiên đạo bạch như thế đánh qua. Không có, ta chính là thử nghiệm cảm giác. Đạo tử ý chí thể khoát tay áo, kỳ thật chỉ cần thiên đạo bản thể vật lý lên cùng cửu U chúa tể có tiếp xúc là được. Đang khi nói chuyện. Đạo tử ý chí thể bàn tay ngưng thực, đem bất hủ thiên đạo bàn tay chuyển di tới, dán tại béo cầu đại lão trên thân. Trong chốc lát, béo cầu đại lão ký ức, hóa thành vô số văn kiện hiện lên ở đạo tử trước mắt. Đầu tiên, liên quan tới tranh đoạt thiên đạo quá trình ký ức toàn bộ xóa đi.
Ân, vẫn là copy một phần xuống tới, giữ lại cho Nho gia làm cái kỷ niệm cũng không tệ. Sau đó là cùng Nho gia có liên quan ký ức, cũng toàn bộ thanh không. Còn xuất hiện ký ức trống không tương đối khó làm, còn muốn chính mình viết kịch bản đi lấp mạo xưng. Được rồi, lười điền vào, vẫn là đoạn lớn xóa đi, dù sao mất trí nhớ một phần là mất trí nhớ, biến mất một đoạn lớn cũng là mất trí nhớ. Đạo tử vung tay lên, đoạn lớn xóa đi béo cầu ký ức. Sau lưng, ba tôn tiền cửu u chúa tể tim gan run rẩy bọn hắn phảng phất nhìn thấy chính mình, cũng như béo cầu đồng dạng, tại ngủ say bên trong, bị lén lén lút lút thiên đạo mò lên giường, vung tay lên, lung tung sửa đổi ký ức. Lại nói tiếp là cùng bạch chúa tể ở giữa đấu trí đấu dũng tràng cảnh, bộ phận này muốn đổi sao? Đạo tử tiền bối quan tâm hỏi. Không cần không cần, bạch tiền bối hình chiếu phân thân mỉm cười, nói, mặc dù béo cầu thường thường tìm ta phiền phức, nhưng bộ phận này ký ức, nó giữ lại mới có thể càng thú vị. Hiện tại béo cầu biến suy yếu như vậy, giữ lại bộ phận này ký ức, chờ nó sau khi tỉnh lại, phát hiện tự thân yếu thành bộ dạng này, nghĩ đối ta đều không còn khí lực, nhất định rất biệt khuất. Nó càng là biệt khuất cùng khó chịu, liền sẽ càng thú vị. Bạch tiền bối nhoẻn miệng cười. Có thể là béo cầu cuối cùng lưu lại điểm còn sót lại, có thể cho hắn tương lai trong sinh hoạt mang đến một chút việc vui. Bạch tiền bối tâm tình rất không tệ, cười cũng phá lệ đẹp mắt. Bạch chúa tể, người còn thiếu hay không một thanh kiếm, nếu như ngươi không chê, ta nghĩ vứt bỏ bá tống đi theo ngươi. Xích tiêu kiếm tiền bối nói. Tống thư hàng, ngươi coi như muốn vứt bỏ lời nói, không phải hẳn là vứt bỏ xích tiêu tử đạo trưởng sao? Vì cái gì biến thành vứt bỏ ta rồi? Ta người qua đường tống dựa vào cái gì muốn không hiểu thấu bị ngươi vứt bỏ? Cho nên, Tống thư hàng bàn tay trượt đi, 300 phát dưỡng đao thuật quang huy lấp lánh mà lên. Xích tiêu kiếm tiền bối lập tức lâm vào hiền giả hình thức, không còn lên tiếng. Hèn hạ dưỡng đao thuật, nhưng lại như thế sảng khoái. Được, vậy cái này bộ phận ký ức liền giữ lại. Sau đó là Tống tiểu hữu, cùng ngươi tương quan ký ức đâu? Đạo tử tiền bối lại hỏi. Cũng giữ đi, ta cùng béo cầu đại lão ở giữa ký ức, không có gì tốt xóa bỏ. Tống U U làm cùng bạch tiền bối đồng dạng lựa chọn. Mặc dù một trận bị béo cầu đại lão truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa, đầy vũ trụ tán loạn. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, một đường cùng béo cầu đại lão ở giữa giao phong tới, hắn cho tới bây giờ chưa ăn qua thiệt thòi lớn a. Vô luận là hắn ngũ phẩm lúc, còn là hắn trường sinh giả cảnh giới lúc, phần lớn thời gian thua thiệt đều là béo cầu đại lão. Đã như vậy, tại sao phải đem béo cầu đại lão ký ức xóa đi? Giữ lại không phải rất vui vẻ mà. Vậy liền không có gì cái khác muốn cải biến. Đạo tử tiền bối nhẹ gật đầu, thu về bàn tay. Đen nhánh béo cầu trên thân thỉnh thoảng lóe ra sâu kín ánh sáng màu xanh lục. Đây là trí nhớ của nó tại thiên đạo quyền hạn tác dụng dưới bị không ngừng xóa bỏ, xóa đi khâu. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 10 phút, mới dừng lại. Béo cầu đại lão tiếp tục tiến hành nó cái kia dài đến hàng ngàn hàng vạn năm ngủ say. Đen nhánh béo cầu đại lão, hình thể bị nạo 9 phần 10, an tĩnh nằm tại cửu u thế giới đại địa bên trên, không nhúc nhích. Nhìn xem thu nhỏ sau béo cầu đại lão, Tống U U không khỏi nhớ tới Tống béo cầu áo choàng. Thân là địch nhân, béo cầu đại lão là đáng sợ nhất một loại kia. Nó có mục tiêu, sẽ mưu tính, trí thông minh tại tuyến, thực lực cường đại. Không đạt mục đích không bỏ qua. Trừ vận khí kém một chút bên ngoài, béo cầu đại lão cơ hồ không có gì khuyết điểm. Thân là đồng bạn, béo cầu lại biến thành quan tâm nhất tồn tại. Nó thông minh cơ trí, tâm tư cẩn thận, sẽ chiếu cố người, đặc biệt có thể làm, một cái cầu liền so 10 cái phân thân đều dễ dùng. Ta tại cửu u tìm một chỗ, đem béo cầu chúa tể đưa qua an trí đứng lên đi. Đem ngủ say nó tùy ý để ở chỗ này. Rất có thể sẽ gây nên xung quanh cửu u tà ma dị biến. Tống U U lên tiếng nói. Cửu u tà ma nhóm chỉ cần ở tại cửu u chúa tể bên người, thời gian dài sau đều sẽ phát sinh dị biến, biến càng cơ trí, thiên phú tu luyện cũng sẽ càng mạnh. Tỷ như bạch tiền bối các sủng vật, trí thông minh rõ ràng muốn so phổ thông cửu u tà ma cao hơn mấy cái đẳng cấp, thiên phú tu luyện cũng mạnh không được. Còn lại liền giao cho ngươi xử lý. Đạo tử ý chí thể gật đầu nói. Đem béo cầu tẩy trắng về sau, nội tâm của hắn đối với quá khứ ân oán triệt để buông xuống. Hắn hiện tại, trừ đem Tống thư hàng đẩy lên hạ nhiệm thiên đạo, giải quyết đen nhánh mặt trời tai nạn,
cùng chiếu cố tốt Nho gia bên ngoài, đã không có cái khác chấp niệm. Bá Tống nhưng phải cố lên, ta chỉ sợ không kiên trì được thời gian quá dài. Đạo tử thầm nghĩ trong lòng. Theo hắn không ngừng điều động thiên đạo quyền hạn, thôi động thiên đạo pháp tắc lực lượng về sau, hắn phát hiện chính mình tình cảm càng ngày càng thờ ơ, tâm tình chập chờn càng ngày càng ít. Nếu như không phải trong lòng còn có mấy cái chấp niệm tại, hắn lúc này có thể sẽ dần dần hóa thành vô dục vô cầu trạng thái, triệt để băng lãnh như máy móc. Dù sao hắn không phải hoàn chỉnh chứng đạo, mà lại, thiên đạo béo cầu tự thân tại rời trước lúc liền đã ở vào chương trình hóa trạng thái, những yếu tố này đều sẽ ảnh hưởng đến đạo tử. Tống U U đứng dậy, đi vào béo cầu đại lão bên người. Hắn xoay người nâng lên bây giờ chỉ còn lại cái bóng chuyền lớn nhỏ gầy cầu đại lão, đưa nó bưng lên. Tiếp xuống, tìm địa điểm thích hợp, Tống U U thôi động cửu U chúa tể quyền hạn, ánh mắt lướt qua vô biên vô tận cửu U thế giới. Ngay tại hắn thôi động cửu U chúa tể quyền hạn thời điểm, hắn, trong tay gầy cầu đại lão ở giữa, có chút phát sinh cộng minh. Loại này cộng minh thông qua một loại vô hình kết nối khuếch tán ra tới. Tống Thư Hàng bản thể hất lên tống béo cầu áo choàng, gia nhập kết nối. Tà liên thế giới bên trong, Tống Thư Hàng dư thừa nguyên thần hình chiếu cộng béo cầu thiên đạo di thuế dung hợp ra thiên đạo thi thể bá thi, đồng dạng gia nhập kết nối. Sắt thép phân thân trên bờ vai ngồi nữ nhi Tiểu Lăng Tiêu, đồng dạng gia nhập vào kết nối lưới. Tiểu Lăng Tiêu đại biểu cho chính là thiên đạo cầu, nó là thiên đạo cầu chuẩn bị ở sau. Tống U U cộng tống béo cầu phân thân cộng gầy cầu đại lão, đại biểu cho chính là cửu U cầu chúa tể. Bá thi đại biểu cho chính là thiên đạo thi thể. Tại chương này vượt qua không gian kết nối tổ hợp đến cùng một chỗ về sau, lấy Tống U U làm trung tâm, trong lúc mơ hồ có một cái không gian tọa độ bị để lộ. Tọa độ này, vùi đầu vào hư không bên trong, không biết muốn ném hướng nơi nào. Bất quá, tọa độ này tại ném đến một nửa thời điểm, đột nhiên chuyển hướng, 360 độ lớn quay đầu. Cuối cùng tọa độ một chỗ khác, liên tiếp đến Tống Thư Hàng bản thể trên thân. Tống Thư Hàng bản thể một mặt mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Xích Tiêu Kiếm nghi ngờ nói. Sở các chủ ngốc mau có chút chuyển động, Tống U U hóa thành một tọa độ. Liên tiếp đến Thư Hàng. Nói đúng ra, là đạo tiêu. Tam nhãn thiếu niên tiền bối chậm rãi nói. Cho nên, Thư Hàng, nếu như ngươi tấn thăng thiên đạo về sau, nhất định phải thiện đãi ngươi cửu U chúa tể. Tiền bối, ta đã có cửu U chúa tể. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Ta biết. Ta chỉ là nghĩ biểu đạt ngươi về sau muốn thiện đãi chính mình cửu U chúa tể ý tứ, không cần học trước kia thiên đạo, động một chút lại hủy đi cửu U chúa tể, dùng cửu U chúa tể làm tàn nhẫn thực nghiệm. Tam nhãn thiếu niên tiền bối dặn dò. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Lại nói, chờ hắn tương lai tấn thăng cửu thiên đạo sau. Có thể hay không lại sinh ra một tôn cửu U chúa tể. Đến lúc đó, hắn liền có hai cái cửu U chúa tể. Đạo tiêu là cái gì? Bạch tiền bối hỏi. Hắn vừa rồi chú ý tới tam nhãn thiếu niên thuyết pháp cửu U chúa tể là đạo tiêu, như vậy, hắn cũng là đạo tiêu. Hoàn chỉnh cửu U chúa tể là thiên đạo đạo tiêu, ta biết cũng chỉ có như thế nhiều. Trí nhớ của ta khẳng định bị thiên đạo tam nhãn xuyên tạc qua. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lại bổ sung, nhất định phải là hoàn chỉnh cửu U chúa tể. Bạch tiền bối nghe vậy, không khỏi ngắm nhìn bắp đùi của mình. Đạo tiêu là thiên đạo trở về tọa độ sao? Tống U U nắm lấy gầy cầu đại lão, trong lòng hơi động. Hắn đưa tay lắc một cái, gầy cầu đại lão thân thể trong tay hắn biến thành một thanh đại quan đao. Béo cầu đại lão vốn là thiên đạo cầu đạo tiêu, nhưng thiên đạo cầu là hỏng mất, triệt để lành lạnh cái chủng loại kia. Lại thêm béo cầu chín thành tồn tại đều bị Tống U U nuốt, cho nên liền biến thành Tống Thư Hàng đạo tiêu. Mặt khác, đã có đạo tiêu loại này dẫn đạo thiên đạo quy về tọa độ tại, nói cách khác. Lịch đại thiên đạo, kỳ thật đại đa số tại rời trước về sau, cũng không phải là triệt để sụp đổ tiêu tán, mà là tiến vào cái nào đó không thuộc về chư thiên vạn giới địa phương, không cách nào can thiệp đến hiện thế, lại hoặc là tiến vào ngủ say trạng thái. Tống Thư Hàng suy đoán nói. Có trở về, vậy khẳng định liền có một cái muốn rời khỏi địa phương. Mà lại, liền lịch đại thiên tư tung hoành thiên đạo đều cần một cái tọa độ, mới có thể có cơ hội trở lại hiện thế, đó chính là nói, bọn hắn thân ở vị trí ngăn cách, liền thiên đạo đều không thể ở nơi đó trực tiếp khóa chặt hiện thế. Tam nhãn tiền bối đáp, cái khác thiên đạo tình huống ta không rõ ràng lắm. Nhưng ta đối ứng thiên đạo,
khẳng định không có triệt để tiêu tán. Ta ngẫu nhiên tại tâm tình yên tĩnh đến cực hạn lúc, liền có thể cảm thấy ứng từng tia nhằm vào ta ác ý. Loại kia quen thuộc ác ý, khẳng định là ta đối ứng thiên đạo thả ra. Chỉ có cái kia phần đản, mới có như thế đặc thù ác ý. Cẩu đản cha đồng dạng bình tĩnh nói, thiên đạo cẩu đản cha nàng đã từng cùng ta nói qua, nó là muốn từ thiên đạo chi vị lên thoát thân. Vì thế, hắn còn chuẩn bị rất nhiều bộ thủ đoạn. Cuối cùng, vẫn là vì đem ta cũng lưu lại, nó mới đẩy ngã trước mặt mấy bộ phương án. Lấy thiên đạo cẩu đản cha nàng tính cách, khẳng định là có niềm tin tuyệt đối về sau, mới có thể chấp hành thoát thân phương án. Điểm ấy cẩu đản cha rất xác định. Bạch tiền bối hình chiếu phân thân khẽ gật đầu nói, thiên đạo bạch tình huống ngược lại là có chút đặc thù, hắn là triệt để chơi thoát. Bất quá đang chơi thoát trước, hắn tiến vào nửa bước siêu thoát trình độ. Cho nên, nửa bước siêu thoát về sau, hắn có thể trong tương lai bố trí như thế nào chuẩn bị ở sau, ai cũng không nói chắc được. Thư hàng người thường xuyên còn có thể nhìn thấy con kia bạch mã tại tản bộ. Người muốn nói thiên đạo bạch đã triệt để lạnh, quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Nguyên lai bạch chúa tể đối ứng thiên đạo bạch đã từng nửa bước siêu thoát. Đạo tử lúc này trong nội tâm đối lịch đại thiên đạo, tràn đầy bội phục. Cùng từng cái tao thao tác không ngừng lịch đại thiên đạo so ra, hắn lớn nhất thiếu hụt quả nhiên là không đủ tao. Như vậy từ trước mắt đến xem, cũng chỉ có béo cầu đại lão đối ứng thiên đạo cầu, bởi vì không trọn vẹn nguyên nhân sụp đổ tương đối triệt để. Nó đang sụp đổ trước liền thành công cụ cầu, lưu lại chuẩn bị ở sau, cũng bởi vì một ít nguyên nhân, phần lớn mất hiệu lực. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Xích Tiêu Kiếm dùng mềm mềm thanh âm nói, ngươi chính là cái kia một ít nguyên nhân, ngươi cái này kẻ cầm đầu. Xích Tiêu Kiếm tiền bối cũng đừng nói mò, đạo tử tiền bối cùng bạch tiền bối mới là nguyên hung, ta nhiều nhất chỉ tính cái đồng lõa. Tống Thư Hàng vội vàng nói. Đạo tử ý chí. Ân, bất quá cái này kẻ cầm đầu, hắn vui lòng đi làm là ta, xử lý béo cầu, hủy đi hy vọng của hắn chính là ta. Các ngươi hoàn toàn có thể đem cái này nồi vung ra trên đầu ta, cái này nồi ta vui lòng gánh. Nói đúng ra, phàm nếu là cái nho gia đệ tử đều vui lòng gánh cái này nồi. Đối nho gia thành viên đến nói, lưng cái này nồi là chí cao vô thượng quang vinh. Trừ thiên đạo cầu bên ngoài, ta trước đó hảo hữu, công đức đạo nhân chỉ sợ cũng không có chịu qua cuối cùng khâu. Thiên đạo bạch ở tiền nhiệm về sau, liền đi xác nhận qua công đức đạo nhân trạng thái cùng tuyến tác. Nhưng cuối cùng được đến kết luận, lại thật đáng tiếc. Bạch tiền bối nói bổ sung. Tống Thư Hàng nghe vậy, trong đầu hiển hiện công đức đạo nhân khởi động lại toàn bộ chư thiên vạn giới, tiến vào chính mình bất hủ chi mộ về sau, lại đột nhiên điên cuồng vọt ra một màn. Công đức đạo nhân kết quả, không thể lạc quan. Công đức đạo nhân là tại bạch chúa tể trước đó thứ sáu thiên đạo sao? Hắn là công đức hệ chứng đạo. Cẩu đản cha đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi. Bạch tiền bối lắc đầu nói, không, hắn giống như Thư Hàng, công đức chi lực chỉ là phụ tu. Bất quá, lại hội tụ đại lượng công đức, hẳn là phụ tu một loại nào đó công đức chi pháp. Vậy hắn cửu u chúa tể thật sự là quá khó khăn. Cẩu đản cha cảm khái nói. Tống Thư Hàng trả lời, cẩu đản cha ngươi suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, liên quan tới công đức chi lực hồi ức, đối tự thân cửu u chi thể đến nói, cũng không có cái gì quá quái gì cảm giác. Mà lại liên quan tới công đức chi lực hồi ức, tại cửu u chúa tể trong đầu sẽ tự động bị mỹ hóa. Điểm ấy, Tống Thư Hàng phi thường lời nói có trọng lượng. Hắn một thân công đức chi lực, vang dội cổ kim. Chư thiên vạn giới muốn tìm ra một cái so với hắn công đức chi lực kẻ càng đáng sợ hơn, quá khó khăn. Mà nếu như hắn thay vào Tống U U bên trong về sau, nhớ lại công đức chi lực loại chuyện này, ký ức liền sẽ bị tự động mỹ hóa. Đối với cửu u chúa tể đến nói, công đức chi lực kỳ thật vẫn là lệch trung tính lực lượng. Mặc dù không thoải mái, nhưng còn không đến mức chán ghét. Nếu như là thánh quang hệ chứng đạo thiên đạo, cửu u chúa tể mới muốn tuyệt vọng đi. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Ta cảm giác cũng sẽ bị mỹ hóa đi, nếu như là thánh quang hệ chứng đạo, nói không chừng tại cửu u chúa tể trong mắt xem ra, liền sẽ mỹ hóa thành ám quang loại hình. Tống Thư Hàng suy đoán nói. Nếu không, chúng ta có cơ hội thử một chút, cẩu đản cha trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy, chúng ta hợp lực, nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng một cái thánh quang hệ thiên đạo ra. Xích Tiêu Kiếm nghe đến đó lúc, nhìn không được nói, ta cảm giác các ngươi cùng Xích Tiêu Tử. Chủ nhân sẽ rất có tiếng nói chung. Nhưng là,
chỉ sợ không có cơ hội. Tam nhãn thiếu niên tiền bối tiếc nuối nói, tiếp xuống, là đệ cửu nhậm thiên đạo. Cái này một nhiệm kỳ thiên đạo, phải giải quyết, xử lý sự tình nhiều lắm, tốt nhất là để Thư Hàng thượng vị, chúng ta từ bên cạnh phụ trợ, đến giải quyết nguy cơ. Lại nói, Thư Hàng chính ngươi nội tâm ý nghĩ là cái gì? Yên tâm đi, đệ cửu thiên đạo, ta đương định. Lúc này, nguyên bản như là cá ướp muối đồng dạng Bá Tống, đột nhiên họa phong cũng thay đổi. Cá ướp muối bên trong rót vào nhiệt huyết. Trừ cứu vớt thế giới loại này nặng nề gánh vác bên ngoài, bây giờ Tống Thư Hàng còn có sự tình khác cần giải quyết. Thiên đạo nếu như không thể giải quyết sự tình, vậy liền siêu thoát. Đạo tử tiền bối nghe đến đó, nội tâm vui mừng. Đáng tiếc, khó được cùng luyến mắt đam mê người có chung suy nghĩ, còn muốn hợp tác với người một thanh. Cậu đàn cha tiếc nuối nói. Có lẽ, sẽ có cơ hội. Bạch tiền bối nói, đệ cửu thiên đạo, lại không có nghĩa là cuối cùng một giới thiên đạo. Nói không chừng còn sẽ có cơ hội, có được đệ thập thiên đạo. Tống Thư Hàng. Nếu như tương lai, thật sự có đệ thập thiên đạo hoặc là đệ thập nhất thiên đạo loại hình khả năng. Như vậy, tương lai thánh quang hệ có thể sẽ nghênh đón đại hưng. Dù sao có nhiều như vậy đại lão, âm thầm ra tay. Nói không chừng, thật sẽ bị mân mê một tôn thánh quang hệ thiên đạo ra. Loại cục diện này, thật là có một loại chí tôn đại lão nhóm tại phía sau màn mưu đồ tương lai tràng diện cảm giác. Mà hắn Bá Tống vậy mà cũng có cơ hội thật giả lẫn lộn, xen lẫn trong dạng này cảnh tượng hoành tráng bên trong. Chuyện tương lai lại nói. Bây giờ, chúng ta trước tiên đem nắm tốt hiện tại. Đạo tử ý chí thể lên tiếng nói, Thư Hàng đạo hữu, chúng ta tiến vào bước tiếp theo đi. Để Bạch cũng kế thừa lão sư năng lực thiên phú. Bá Tống thật vất vả nhiệt huyết giấy lên tới, thừa dịp hắn máu chưa lạnh, nhân lúc còn nóng đánh cá ướp muối. Nhưng là, Bạch tiền bối bản thể còn tại cái kia trong phòng ấn, có hay không biện pháp, đem Bạch tiền bối bản thể tạm thời thay thế ra? Tống Thư Hàng hỏi, Bạch tiền bối bản thể, Bạch tiền bối kim đại thối, kim kê độc lập Bạch mã, 1-33 hào không biết Bạch, bây giờ đều tại cái kia trong phòng ấn. Phụ trách đem đen nhánh mặt trời đại lão đè xuống đất ma sát, không cho nó có ra gây sự cơ hội. Đừng lo lắng, đã Bạch đạo hữu tạm thời không cách nào từ phong ấn trong trận ra. Vậy ngươi tiến vào cái kia phong ấn trận không phải tốt. Đạo tử tiền bối nhắc nhở. Cái kia phong ấn trận, chủ yếu là đối nội, đè chết đen nhánh mặt trời. Nhưng chỉ cần tại không ảnh hưởng phong ấn trận vận chuyển hiệu quả tiền đề phía dưới, để Bá Tống tiến vào phong ấn trận dò xét cái ban cái gì. Hoàn toàn không có vấn đề. Điểm ấy có thể làm được, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Ngươi một lần nữa đem ta thiên đạo cấp hạch toán phụ trợ năng lực mang theo đi lên, tăng thêm có chúng ta tại sau lưng ngươi hiệp trợ ngươi, cam đoan có thể tại không ảnh hưởng trận pháp vận chuyển tình huống dưới, đưa ngươi đưa đến tiên bạch bên người đi. Đạo tử ý chí thể bảo đảm nói. Cậu đàn cha nghe đến đó lúc, nội tâm nhịn không được thổn thức, thiên đạo cấp hạch toán năng lực, nói mang theo liền mang theo. Năm đó ta, vì cái gì liền không có gặp gỡ chuyện tốt như vậy. Bá Tống đây là lấy phàm nhân chi khu, mỗi ngày hưởng thụ thiên đạo mang tới tiện lợi, thiên đạo quyền hạn đều nhanh thành Bá Tống hậu hoa viên. Người đang suy nghĩ cái dám ăn, tam nhãn thiếu niên tiền bối cười lạnh nói cậu đản cha nàng tiền nhiệm là hắn, lại còn nghĩ hắn thiên đạo thay nó mở hách. Mộng loại chuyện này vẫn là phải ban đêm đi làm a. Ta cảm giác về sau. Sẽ có càng nhiều người hưởng thụ được cái này phúc lợi đát. Thiên đế tử mỉm cười nói. Chờ Tống tiền bối hắn chứng đạo bất hủ về sau, chỉ sợ Cửu Châu nhất hào quần cùng đệ tử của hắn, nữ nhi, cô bạn gái nhỏ cái gì đều có thể hưởng thụ được loại này thiên đạo ngoại quải phúc lợi a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những người này nếu có thể tiếp nhận thiên đạo khí tức. Thiên đạo ngoại quải, cũng không phải muốn lên liền có thể lên, nếu là không có tiếp nhận thiên đạo tin tức thể chất. Cái này thiên đạo ngoại quải một tăng thêm, quá bổ không tiêu nổi, trực tiếp liền ngỏm củ tỏi. Đáng tiếc, nàng nếu là cũng giống như Vũ Nhu Tử, là chân chính Bá Tống hậu bối liền tốt, tu luyện trên đường nhất định sẽ càng trình tự, không cần nhiều như vậy so đo cùng giày vò. Như vậy chư vị tiền bối, ta đi trước thấy Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Đồng thời, hắn lại đem chính mình phân thân nhóm an bài tốt. Tống U U tiếp tục lưu lại cửu U. Mau chóng thích ứng hoàn chỉnh cửu U quyền hạn. Tống Thư Hàng có dự cảm, tương lai Tống U U cùng cửu U quyền hạn, đem có tác dụng lớn tiện thể, hắn đem hamster hào giao cho Tống U U. Sau đó,
Tự ngã thì bị Tống Thư Hàng lưu tại thiên đạo thời gian bí cảnh bên trong, thay thế bản thể cùng chư thiên vạn giới trường sinh giả đại lão nhóm luận đạo giảng pháp, tiếp nhận càng nhiều trường sinh giả áo nghĩa, mang cho hắn linh cảm. Sắt thép phân thân tiếp tục bồi hài tử chơi đùa. Thiên đạo di thuế, bá thi, chỉ dùng An Tĩnh Xung làm tốt thi thể thân phận là đủ. Làm xong tất cả về sau, Tống Thư Hàng quay người tiến vào phong ấn đen nhánh mặt trời phương kia thế giới bên trong. 1 đến 33 hào không biết bạch, tại cảm ứng được có người tiếp cận lúc, cùng nhau mở to mắt, nhìn về phía Tống Thư Hàng tiến đến vị trí. Bị 33 tôn bạch tiền bối một hơi nhìn chằm chằm, loại này thể nghiệm cảm giác quả thực 33 cái tán. Tống Thư Hàng lặng lẽ đem một màn này thâu xuống tới, cũng thông qua tu lưu hệ thống đem một màn này gửi đi cho Bạch Hạc Chân Quân tiền bối. Bạch Hạc Chân Quân đầu tiên là một mộng. Ngay sau đó, khi hắn nhìn thấy 33 cái bạch tiền bối, cùng một chỗ xoay mắt thông qua video nhìn qua ống kính phương hướng lúc, loại kia bị 33 nói bạch tiền bối ánh mắt ngưng thị cảm giác, quả thực muốn hạnh phúc phi thăng. Bá Tống, từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi hảo ca môn. Bạch Hạc Chân Quân cảm giác mình đã chết cũng không tiếc. Hảo tỷ môn, Tống Thư Hàng nhắc nhở. Bạch Hạc Chân Quân sững sờ, hảo tỷ môn, bá Tống ngươi là thân nữ nhi. Bạch Hạc tiền bối, ngươi gần nhất không phải một mực lấy tiên tử chi thân hiện ra sao? Cho nên, ngươi hẳn là ta hảo tỷ môn, Tống Thư Hàng nhắc nhở. Lăn Bạch Hạc Chân Quân buồn bực nói. Vậy ta lăn, Hạch Thiện mỉm cười biểu lộ, Tống Thư Hàng dứt lời, liền tắt đi tiếp sóng ống kính. Bạch Hạc Chân Quân. Kết thúc cùng Bạch Hạc tiền bối trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng hướng phía 33 vị không biết Bạch vẫy vẫy tay, Bạch tiền bối nhóm, ta một hồi muốn vào trận, đi gặp hiện thế Bạch tiền bối. 33 vị không biết Bạch cùng một chỗ gật đầu, bọn hắn tâm linh tương thông, động tác đồng bộ. Lại nói, một màn này nếu như chụp hình tẩy ra ngoài, đến lúc đó tại tu lưu hệ thống bên trong đi bán, có thể bán nhiều ít linh thạch. Đây là cái làm ăn lớn. Bá Tống lại phát hiện mới cơ hội buôn bán. 33 vị không biết Bạch đồng ý về sau, Tống Thư Hàng đứng dậy bắt đầu vào trận. Thiên đạo cấp hạch toán phụ trợ năng lực tăng thêm, để bá Tống tại vào trận lúc, có thể rõ ràng nhìn đến chính mình hẳn là tiến lên lộ tuyến, đi như thế nào, làm sao vào trận, mới có thể không đánh gãy trận pháp vận hành. Tiến vào trận pháp hạch tâm về sau, hắn liền thấy được Bạch tiền bối Kim Đại Thối, cùng Hí Tinh Bạch Mã. Lúc này Hí Tinh Bạch Mã chính cõng Kim Đại Thối, để Kim Đại Thối treo ở hắn bên cạnh, giả vờ như có người cưỡi ở trên người hắn dáng vẻ, mô phỏng lấy thảo nguyên phi nước đại tư thế, tại nguyên chỗ chạy. Chơi có thể hai. Tống Thư Hàng. Nhìn thấy Tống Thư Hàng khi đi tới, Hí Tinh Bạch Mã nháy nháy mắt. Sau đó, nó yên lặng đem bên eo Bạch tiền bối Kim Đại Thối buông xuống. Lại nói tiếp, nó liền như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, dọc theo phong ấn đại trận quỹ tích bắt đầu dạo bước. Tống Thư Hàng. Nguyên bản còn lo lắng Hí Tinh Bạch Mã tiền bối tại trong phong ấn có thể hay không quá khó chịu, sẽ khó chịu. Hiện tại xem ra, nó tự giải trí, có thể vui vẻ. Trong phong ấn hạch quỹ tích một mực tại xoay tròn lấy, tại Hí Tinh Bạch Mã cùng Bạch tiền bối Kim Đại Thối xoay qua chỗ khác về sau, hiện thế Bạch tiền bối liền chuyển đến Tống Thư Hàng trước mặt. Kỳ thật Hí Tinh Bạch Mã không cần động đậy, ba cái A Bạch chỉ dùng ở tại quỹ tích bên trên, phong ấn liền sẽ không có vấn đề. Quỹ tích quay tới về sau, hiện thế A Bạch hiện thân. Lúc này A Bạch chính ngồi xếp bằng, bên người đặt vào một dương quả, miệng bên trong còn ngậm một viên, mà hai tay của hắn trên điện thoại di động nhanh chóng nhấn, tốc độ tay nhanh kinh người. Mơ hồ trong đó, Tống Thư Hàng còn có thể nghe trong điện thoại truyền ra chiến đấu âm thanh hiệu. Là trò chơi thanh âm. Tựa hồ là cảm ứng được Tống Thư Hàng ánh mắt. A Bạch chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó, hắn liền thấy một mặt mộng bức Tống Thư Hàng. A Bạch hơi sững sờ. Sau đó hắn thật nhanh đưa điện thoại di động, quả thu sạch. Miệng bên trong ngậm quả cũng bị hắn một ngụm nuốt vào không có thổ hạch. Tiếp lấy A Bạch dọn xong bế quan đả tọa tư thế, nhắm lại xinh đẹp con ngươi. Trấn định tiến vào bế quan trạng thái. Bạch tiền bối, ta đều thấy được, A Tống lại là cái rất không biết nhìn bầu không khí nói chuyện người thành thật. Hắn trực tiếp đâm thủng Bạch tiền bối diễn kịch. A, Thư Hàng, người tới rồi. A Bạch mở to mắt, tiên khí 10 phần nói, người tìm đến ta có chuyện gì? Ta tới cấp cho Bạch tiền bối đưa nho ra thánh nhân thiên phú tới.
Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng tại Bạch Tiền Bối trước mặt ngồi xuống, trả lời. Ngươi tới không phải lúc, Bạch Tiền Bối chậm rãi nói. Tống Thư Hàng sững sờ. Chẳng lẽ phong ấn có biến hóa? Ta vừa rồi ván này kém chút liền thắng, ngươi đánh đoạn, ta vừa rồi cái kia một ván muốn thua. Bạch Tiền Bối đáp. Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối ngươi không thừa dịp tọa trấn phong ấn thời điểm, thuận tiện bế cái quan cái gì sao? Tống Thư Hàng dùng giọng nghi ngờ hỏi. Phải biết, Bạch Tiền Bối thế nhưng là Cửu Châu nhất hào quần bế quan cuồng nhân. Dĩ vãng chỉ cần có vừa có thời gian, hắn cũng có rảnh giật từng giây bế quan. Nhưng trước mắt Bạch Tiền Bối chẳng những không có bế quan, ngược lại còn chơi rất hay. Chẳng lẽ là bị hí tinh mã lây bệnh? Thư Hàng lúc này nghi ngờ cảm xúc, kỳ thật đại bộ phận là trang ra tới, hắn đang lặng lẽ nói sang chuyện khác. Mà lại nói sang chuyện khác thủ pháp, cực kỳ cứng ngắc, thấp kém. Một mực đang bế quan a, Bạch Tiền Bối chỉ bản thân, nói, ngươi nhìn, ta hiện tại liền ở vào bế quan trạng thái. Tống Thư Hàng sững sờ. Hiện tại liền ở vào bế quan trạng thái. Bạch Tiền Bối ngươi rõ ràng tại nói chuyện với ta a. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Chẳng lẽ là hậu trường bế quan hình thức, Tống Thư Hàng hỏi chính là cái kia độc nhất vô nhị Tống Thị bế quan hình thức chi hậu trường bế quan. Ở cái này hình thức xuống, bế quan, đốn ngộ, thính pháp, ăn cơm đều có thể đồng thời tiến hành. Chỉ là có chút không cần động sự tình, có thể hoán đổi đến hậu trường vận hành, cần hành động sự tình thì hoán đổi đến sân khấu tới. Hừm, chính là cái này. Bạch Tiền Bối gật đầu nói, kể từ khi biết ngươi cái này bế quan hình thức về sau, ta quay đầu thoáng thử một cái, liền nắm giữ kỹ xảo. Từ đó về sau, ta mỗi một ngày mỗi một khắc đều đang bế quan, tính toán thời gian. Hậu trường bế quan treo máy tổng thời gian, cũng đã có hơn 3 tháng. Sở dĩ, ta có thể một bên bế quan, một bên chơi game. Không hổ là Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng xảo diệu đập cái thiên y vô phùng mông ngựa. Khó trách luôn cảm giác gần nhất Bạch Tiền Bối tùy thời tùy chỗ bế quan thời gian ít một chút, nguyên lai Bạch Tiền Bối đã nắm giữ hậu trường bế quan kỹ xảo. Đối thoại của hai người, đều bị cái kia phong ấn bên trong đen kịt mặt trời nghe vào trong tai. Hậu trường bế quan là cái quỷ gì? Còn một mực treo máy bế quan. Đen kịt mặt trời cảm giác mình trong đầu bế quan cái từ này, đang bị bên ngoài hai người này đè xuống đất ma sát cổng vũ nhục. Mau dừng tay, hai người các ngươi dạng này bế quan là không có linh hồn. Huống hồ, hậu trường bế quan sao có thể tính là bế quan? Bế quan, ý tứ chính là ngăn cách, bế lên động phủ, một mình ngồi xuống tu luyện ngộ đạo, đây mới là gọi bế quan. Bế quan cũng không phải một loại nào đó kỹ năng. Các ngươi đối bế quan hai chữ này, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đúng rồi, người thuận lợi nắm giữ nho gia thánh nhân thiên phú đi. Hiệu quả thế nào? Bạch Tiền Bối hỏi. Tuyệt tán, Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên nói, thi triển bí pháp này về sau, cửu u chúa tể béo cầu đại lão, một hơi bị ta nuốt lấy chín thành tồn tại. Hiện tại, lâm vào hôn mê béo cầu đại lão đoán chừng muốn hết mấy vạn năm mới có thể thức tỉnh. Ngủ say trong lúc đó, ta đối ứng cửu u chúa tể thể thống u, đang chuẩn bị đem hắn xem như bản sinh pháp khí sử dụng. Nho gia thánh nhân thiên phú, nuốt vào cửu u chúa tể chín thành tồn tại, điều này chẳng lẽ chính là nhằm vào năng lực của ta? Đen kịt mặt trời trong lòng hơi động, càng phát ra bất an. Đồng thời, hắn cẩn thận từng ly từng tí dựng thẳng lên năng lực cảm ứng. Lắng nghe Tống Thư Hàng cùng Bạch Thánh giao lưu. Sở dĩ đón lấy đến phiên Bạch Tiền Bối ngươi, trên người của ta cái này đầu mới nguyên sơ ngôn ngữ cùng chữ viết trường sinh đạo vừa vặn có thể hiến tế, trợ giúp Bạch Tiền Bối ngươi kế thừa thánh nhân thiên phú. Tống Thư Hàng lại nói. Bạch Tiền Bối hỏi ngược lại, hiến tế rơi cái này đầu ngôn ngữ văn tự trường sinh pháp về sau, dự bị trường sinh pháp có đầu mối sao? Trước đó Huyền Thánh giảng pháp trực tiếp bên trong. Tống Thư Hàng hiến tế hướng chết mà sinh trưởng tìm cách về sau, lại lập tức tiếp bên trên ngôn ngữ văn tự trường sinh đạo, không có khe hở kết nối, không từ trường sinh giả cảnh giới rơi xuống qua. Sở dĩ lần này, Bạch Tiền Bối phải biết Tống Thư Hàng có hay không đầu thứ ba trường sinh pháp hình thức ban đầu có thể không có khe hở kết nối. Có chút đầu mối, tiếp theo đầu trường sinh pháp ta suy nghĩ muốn khung nhân quả hoặc là công đức làm chủ đường đi. Bất quá! Trước mắt còn không có chỉnh lý ra cái này đầu trường sinh chi đạo hình thức ban đầu. Tống Thư Hàng thành thật hồi đáp. Nói thật,
dù cho từ trường sinh giả cảnh giới rơi xuống, đối với hắn mà nói cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Hắn đối người lại không dựa vào trường sinh giả cảnh giới này. Còn nữa, hiện tại hắn còn có hoàn chỉnh cửu U chúa tể Tống U U tại, căn bản không ảnh hưởng chiến lực. Mà lại, nhiều nhất ngoại giới thời gian 1-2 ngày thời gian, hắn liền lại có thể hoàn thiện mới trường sinh đạo, quay về cảnh giới trường sinh. Tốt nhất vẫn là hoàn thành không có khe hở kết nối, cảnh giới rơi xuống, nói không chừng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Bạch Tiền Bối xoa cằm, suy tư nói, Thư Hàng, ngươi trước đem đã sửa sang lại nhân quả, công đức trường sinh pháp số liệu truyền cho ta. Đi, Tống Thư Hàng duỗi tay điểm mở mi tâm thứ ba thần nhãn, đem bản thân liên quan tới nhân quả, công đức mạng lưới trường sinh chi pháp lĩnh ngộ số liệu, toàn bộ đóng gói truyền cho Bạch Tiền Bối. So sánh với nhân quả đến, Tống Thư Hàng đối công đức lĩnh ngộ muốn càng sâu một số, trên người hắn trồng chất công đức chi lực quá hùng hậu, lại thêm công đức xà mỹ nhân người mang một bộ công đức bí pháp, đối Tống Thư Hàng lĩnh ngộ công đức trường sinh pháp cũng có càng lớn trợ giúp. Bạch Tiền Bối tiếp thu tin tức về sau, cúi đầu bắt đầu suy nghĩ, thì ra là thế, ân, là tình huống này, nơi này hiểu. Nơi này cũng có thể giảng thông, đại khái bên trên không có vấn đề. Thư Hàng, ngươi đợi ta chừng một giờ thời gian. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng gật đầu trả lời. Mặc dù không biết Bạch Tiền Bối muốn làm gì, nhưng chỉ là một giờ, bất quá trong nháy mắt sự. Một giờ, nghe là cái nào đó thế giới thời gian tính toán đơn vị. Cảm giác cũng không phải là quá lâu dáng vẻ. Đen kịt mặt trời cũng đang nghi ngờ. Hắn âm thầm bấm đốt ngón tay một chút, rất nhanh liền giải một giờ ý nghĩa. Ngắn như vậy, điểm ấy thời gian, đủ làm gì? Đối tùy thiện luyện cái đan đều tốt hơn mấy năm đại lão cấp nhân vật tới nói, một giờ thực sự quá ngắn quá ngắn. Điểm ấy thời gian, đủ làm gì? Rất nhanh, đen kịt mặt trời liền biết, một giờ đối với Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng tới nói, có thể làm gì? Rất tốt, nắm giữ. Ước sau 5 phút, Bạch Tiền Bối mở to mắt, hài lòng nhẹ gật đầu. Từ trên người hắn, có một cái mới trường sinh chi pháp hình thức ban đầu lóng lánh mà lên. Cái này mới trường sinh chi pháp hình thức ban đầu chính là công đức cùng nhân quả đem kết hợp về sau, cơ cấu mạng lưới chi đạo. Là có thể thông qua nhân quả cùng công đức, đem rất nhiều người liên tiếp đến cùng nhau trường sinh pháp. Ông ba, đen kịt mặt trời chấn kinh đến bại lộ nhà mình viễn cổ ngôn ngữ tiếng địa phương. Thời gian một tiếng, liền đem công đức cùng nhân quả chi đạo, thôi diễn ra trường sinh chi pháp hình thức ban đầu. Đây là quái vật gì a? Quá ông ba a? Đây là người có thể làm sự sao? Hoặc là nói, đây quả thật là người sao? Đón lấy đến Thư Hàng, ngươi hiến tế trường sinh chi đạo, tiến vào thánh nhân thiên phú kế thừa nghi thức. Đồng thời, người đối với ta thi triển thánh nhân thiên phú, ta phối hợp đem cái này trường sinh chi pháp hình thức ban đầu tính cả ta bộ phận tồn tại, đều giao lại cho ngươi. Bạch Tiền Bối nói, chủ yếu là hoàn chỉnh trường sinh pháp chuyển di lên phong hiểm càng lớn, xứng đôi độ phương diện cũng không bằng trường sinh pháp hình thức ban đầu. Nếu không lại cho Bạch Tiền Bối một chút thời gian, hắn trực tiếp liền có thể đem nhân quả công đức trường sinh pháp thôi diễn đến hoàn chỉnh trường sinh pháp trình độ, bất kể là nhân quả vẫn là công đức, bản thân liền là Bạch Tiền Bối nghiên cứu một bộ phận. Bạch Tiền Bối bản thân ngay từ đầu mân mê đi ra trường sinh chi đạo hình thức ban đầu bên trong, liền dính đến nhân quả cùng công đức chi thức. Sở dĩ, khi lấy được Tống Thư Hàng cái kia tin tức số liệu về sau, hắn một lần nữa cho Tống Thư Hàng thôi diễn một chút nhân quả công hành trường sinh chi pháp, đơn giản dễ như trở bàn tay. Liền xem như ta, tại lúc trước cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới lúc, cũng hoàn toàn không có như thế quái vật đi. Đen kịt mặt trời nội tâm không khỏi đem chứng đạo trước mình và trước mắt tiên bạch tiến hành so sánh. Có thể chứng đạo trở thành bất hủ, cơ hồ mỗi một cái thiên phú đều đạt đến kinh thiên động địa cấp bậc. Nhưng hồi tưởng một chút chính mình lúc trước mân mê ra trường sinh chi đạo hình thức ban đầu thời điểm, dùng thời gian đổi thành tiên bạch thời gian đơn vị, đó cũng là dùng năm đến hạch toán. Năm cùng giờ, chênh lệch liền phi thường lớn. Tỉnh táo, trước tỉnh táo. Vấn đề này khẳng định không đơn giản như vậy, vô luận như thế nào, trong vòng một canh giờ mân mê ra một đầu trường sinh chi đạo hình thức ban đầu cũng quá khoa trương. Nói không chừng là bọn hắn đang chơi tâm lý chiến, đen kịt mặt trời ổn định cảm xúc, suy tư suy đoán. Mà bên ngoài, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối đã bắt đầu hành động. Hai người đều là hành động phái, xác định phương án về sau, thoáng thôi diễn một lần quá trình, liền trực tiếp khởi công.
Nho Gia Thánh Nhân Chi Thư bị Tống Thư Hàng tế ra. Trên sách đạo tử thêm phong bì lập tức lóe lên, đem bên trong đạo tử bản thân đạo bảo vệ, miễn cho bị hiến tế. Tiếp đó, ra đi, Tống Thư Hàng soái khí kêu gọi. Công đức xà Mỹ Nhân tuân theo hắn triệu hoán, từ sau lưng của hắn hiển hiện. Hiện thân về sau, nàng làm chuyện làm thứ nhất chính là dùng cái đuôi cuốn lấy Tống Thư Hàng, như là cự xà bắt con mồi một dạng hung hăng quấn chặt, một bộ muốn đem Tống Thư Hàng tươi sống săn giết giá thức. Đừng làm rộn, làm chính sự đâu, tiên tử. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Cho ta chút mặt mũi nha. Lại nói, lấy hắn hiện tại thể chất, dù là công đức xà Mỹ Nhân sử xuất trong vỏ trứng khí lực, đều không thể để Tống Thư Hàng cảm giác đến một tia áp bách. Công đức xà Mỹ Nhân khí ngực buồn bực. Tiên tử, móc tròng mắt, Tống Thư Hàng nhắc nhở. Tiết tấu không cần loạn. Công đức xà Mỹ Nhân nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nàng hai tay đặt tại Tống Thư Hàng hai mắt vành mắt bên trong, nhẹ nhàng khẽ vỗ, liền đem hắn một đôi tròng mắt đều móc xuống dưới. Sau đó, Tống Thư Hàng liền mù. Đây là công đức xà Mỹ Nhân nho nhỏ trả thù. Nhưng là, làm không tệ, Tống Thư Hàng hài lòng gật đầu nói. Không hổ là công đức xà Mỹ Nhân. Không cần nhiều thêm nói tỉ mỉ, nàng liền có thể thể nghiệm minh bạch hắn ý tứ. Sau đó Tống Thư Hàng chỉ tay một cái kia bị thay thế Nho Gia Thánh Nhân Chi Nhãn một lần nữa hóa thành kim đan, trở về đến hách phảng phất long lạc hệ thống bên trong đi, đổi ra một cái khác mai không có bị hiến tế qua Thánh Nhân Chi Nhãn, chứa vào Tống Thư Hàng mắt phải. Sau đó, công đức xà Mỹ Nhân trong tay một cái khác lưu ly trong mắt nhẹ nhàng hiện lên. Ra đi, bá ác! Tống Thư Hàng lần nữa triệu hoán. Tam thi, bá ác thông qua hạch tâm thế giới vì trung chuyển, vượt không mà tới. Tại trở về đồng thời, trong ngực của hắn còn ôm Côn Vương chứng, hắn vốn là nhiệm vụ chính là đi bạch tiền bối Tả Liên thế giới, mang về Côn Vương chứng. Trước đó, Côn Vương chứng còn tại bị bạch tiền bối nghiên cứu hóa thân nghiên cứu. Hiện tại nghiên cứu kết thúc, bá ác thuận tiện lấy liền đem hắn mang theo tới. Côn Vương chứng bị mang tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy bá Tống móc rơi trong mắt, tế ra nho điển hình ảnh. Ngọa thảo, hình tượng này không phải liền là trước đó, bá Tống ngay trước mặt chư thiên vạn giới, hiến tế rơi chính hắn trường sinh chi đạo một màn sao. Hiện tại bá Tống lại tới. Hắn lại phải tế rơi một đầu trường sinh chi đạo cùng một đầu Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn. Bá Tống bản thân trường sinh chi đạo, đã bị hiến tế qua một đầu. Coi như bá Tống lại thế nào yêu nghiệt, lúc này khẳng định cũng sẽ không có đầu thứ ba trường sinh pháp chờ lấy không có khe hở kết nối. Trên thế giới này không khả năng sẽ có như thế quái vật tồn tại. Sở dĩ, lần này bá Tống muốn hiến tế lời nói, khẳng định phải hiến tế người khác trường sinh chi pháp. Cầm ngón chân đi nghĩ cũng biết, bá Tống chắc chắn sẽ không để tự thân rơi xuống đến trường sinh giả cảnh giới phía dưới. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, hắn bị bá Tống tam thi. Ác thi cho dẫn tới trước mặt. Kết quả kia còn cần đến đoán sao? Quả nhiên, sau đó phải hiến tế ta đi. Ta vất vả tu luyện trường sinh chi pháp sắp hóa thành bá Tống tế phẩm. Quá thảm rồi, thân là một đầu côn, hắn quá thảm rồi. Đối bá Tống nhất thời sảng, nhưng bị bá Tống bắt sống về sau, lúc trước có bao nhiêu thoải mái hiện tại liền có bao nhiêu thảm. Muốn chết, lần này ta chết chắc. Cũng không biết bị hiến tế sau trường sinh chi pháp. Còn có hay không cơ hội lại tu luyện trở về. Trường sinh pháp bị hiến tế quá trình bên trong, có thể hay không thống khổ. Trốn đã là không có khả năng chạy trốn, Côn Vương chứng biết mình căn bản chạy không khỏi bá Tống lòng bàn tay. Hắn hiện tại, chỉ hy vọng bá Tống một hồi có thể nhẹ nhàng một chút. Côn Vương chứng bên trong, Côn Vương ý thức một mặt tuyệt vọng cộng run rẩy. Hắn bế lên giác quan, lặng lặng chờ đợi lấy sắp rơi vào trên đầu nó vô tình vận mệnh. Tống Thư Hàng triệu hồi ra bá ác về sau, đối cái viên kia lưu ly trong mắt một điểm cái này lưu ly trong mắt bên trong, ẩn chứa tri thức ngôn ngữ trường sinh pháp áo nghĩa. Bá ác nhẹ gật đầu, quay đầu đối mặt công đức xà Mỹ Nhân. Công đức tiên tử duỗi tay tại bá ác hốc mắt bên trên một móc, thuận tiện lấy đem lưu ly trong mắt trang tiến. Như vậy bản thể, bạch tiền bối, tiên tử, ta đi đầu một bước. Bá ác đối đám người ôm quyền. Sau đó, hắn trở về hạch tâm thế giới, trốn vào đến cửu U. Lại từ cửu U nhờ xe duy nhất một lần phi kiếm. Phá phòng tối bản tiến vào thiên đạo phòng tối bên trong, từ chư thiên vạn giới tu luyện giả trong trí nhớ biến mất.
Chuẩn bị sẵn sàng, Tống Thư Hàng vận chuyển thần thông, trống rỗng trong hốc mắt sinh ra một đầu mới lưu ly trong mắt tới. Bước kế tiếp, nho điển sáng tỏ mà lên. Tống Thư Hàng vận chuyển cải tiến sau thánh nhân bí pháp. Trong hốc mắt một cái khác thánh nhãn kim đan bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng, trở thành tế phẩm. Rất tốt, hết thảy thuận lợi, bước kế tiếp. Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Ta đã biết, điểm nhẹ, bá Tống. Côn Vương chứng run rẩy truyền âm nói. Tống Thư Hàng. Điểm nhẹ cái quỷ A. Người cái tên này đột nhiên truyền âm, kém chút cắt ngang ta nghi thức. Im miệng, Tống Thư Hàng nói. Sau đó, thánh nhân chi nhãn bí pháp đem hắn bản thân quấn quanh, mới mẻ mới ra lô mới trường sinh pháp tri thức cùng ngôn ngữ trường sinh đạo cũng bị dung nhập vào thánh nhân bí pháp bên trong, hóa thành tế phẩm. Tống Thư Hàng cảnh giới, lại một lần suy yếu lên. Đỉnh đầu trường sinh giả Nguyệt Luân bắt đầu ảm đạm. Không phải hiến tế ta, Côn Vương chứng trong lòng hơi động. Lại hoặc là bá Tống bị ta quấy dày một cái, không cẩn thận tế sống chính hắn. Ngoan nhân, đen kịt mặt trời cự lão thấy cảnh này lúc, nội tâm ba động. Một ngày bên trong, liên tiếp hai lần tế rơi tự thân trường sinh chi pháp, đối với mình hung ác thành như vậy người, đen kịt mặt trời cự lão sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đơn giản giống như là mình và bản thân có thù một dạng. Loại này ngoan nhân, nói thật nhất không có thể gây. Hắn ngay cả mình đều không thương tiếc, người còn chờ mong hắn có thể yêu cái thế giới này. Nhưng từ một loại nào đó góc độ mà nói lời nói, gia hỏa này có thể hay không cùng mình rất có tiếng nói chung. Muốn không, đợi lát nữa thử nghiệm dụ hoặc xuống gia hỏa này, nhìn xem có thể hay không đem hắn tiếp vào bản thân trận doanh đến. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng bí pháp đã thi triển xong thành. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Lần này thánh nhân bí pháp thi triển quá trình, so lần trước phải nhanh 20% tốc độ, hiệu suất nâng lên thăng lên một đoạn. Theo trong hốc mắt thánh nhãn kim đan lần nữa khô quắt chỉ còn trương kim đan bì, thể nội ngôn ngữ cùng chữ viết trường sinh chi đạo toàn bộ bị hiến tế về sau, Tống Thư Hàng mở ra nho điển, dẫn hướng bạch tiền bối. Nho ra thánh nhân năng lực thiên phú, dung nhập vào bạch tiền bối thể nội. Thánh nhân năng lực thiên phú kế thừa là có tỷ lệ. Nhưng bất kể là cỡ nào nhỏ bé tỷ lệ, cho dù là một phần tỷ lệ, chỉ cần là đối bạch tiền bối có lợi. Vậy cái này tỷ lệ tự cùng 100% không có khác nhau. Hiện tại, thu hoạch được thánh nhân thiên phú chính là bạch tiền bối kết quả mình mong muốn. Cả cái kế thừa nghi thức, nước chảy thành sông. Ngay tại lúc này, Côn Vương tại thời khắc này, nhìn ra bá Tống suy yếu. Từ trường sinh giả cảnh giới rơi xuống, chung quy sẽ suy yếu bên trên một chút như vậy thời gian. Côn Vương cảm giác mình cơ hội tới tự do đại môn phảng phất tại hướng hắn mở ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bá Tống khí tức trên thân biến đổi. Một loại khí thôn sơn hà, muốn đem vạn vật đặt vào trong miệng khí tức từ trên thân bá Tống hiện lên. Không chỉ có như thế, bá Tống trên người mơ hồ còn hiện ra một cái làm Côn Vương vỏ trứng run lên khí tức nho ra thánh nhân khí tức. Thân là chịu qua nho ra thánh nhân đánh đập giáo dục trường sinh giả, Côn Vương một cảm ứng được này khí tức, chân liền một mềm. Tống Thư Hàng đè xuống bạch tiền bối phân phó. Tại thánh nhân thiên phú kế thừa nghi thức tiến triển đến cuối cùng một vòng, tại bạch tiền bối thành công thu hoạch được thánh nhân thiên phú, cũng tại tự thân sọ não sau trường sinh giả Nguyệt Luân chưa triệt để tiêu tán làm nhạt trước đó, đối bạch tiền bối thi triển nho ra thánh nhân thiên phú năng lực. Đối diện, bạch tiền bối không có kháng cự, mà là chủ động phối hợp đem Tống Thư Hàng thi triển thánh nhân thiên phú năng lực, cũng đem sớm đã chuẩn bị xong nhân quả, công đức trường sinh chi pháp hình thức ban đầu đưa bên trên. Tương hỗ ở giữa nuốt vào lẫn nhau bộ phận tồn tại, đây là Tống Thư Hàng, bạch tiền bối bọn người thương thảo đi ra hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo trọng yếu khâu. Không cần quá nhiều, lẫn nhau ở giữa nuốt vào một phần nhỏ tồn tại là đủ. Tại bạch tiền bối bản thân không có cự tuyệt, cũng phối hợp Tống Thư Hàng hành động điều kiện tiên quyết, quá trình này phi thường thuận lợi. Bởi vì là bạch tiền bối bản thân ý chí. Sở dĩ Tống Thư Hàng cũng không cần lo lắng xúc phạm tới bạch tiền bối lúc, sẽ có tai nạn loại hình quá trình giáng lâm. Thánh nhân thiên phú trở về. Mang về một phần nhỏ tiên bạch tồn tại, cùng trường sinh chi đạo hình thức ban đầu. Cái này trường sinh chi đạo hình thức ban đầu, vốn chính là tiên bạch đè xuống Tống Thư Hàng giao cho hắn cảm ngộ cùng tin tức suy luận, cùng Tống Thư Hàng tự thân phù hợp vô cùng. Tiếp nhận bộ phận này trường sinh chi đạo hình thức ban đầu về sau.
Tống Thư Hàng một sát na bên trong liền lĩnh ngộ cũng lý giải cái này trường sinh chi đạo. Đồng thời, thiên đạo thôi diễn hạch toán năng lực thêm tái tại thân. Tại thiên đạo cấp thôi diễn xuống, nguyên bản trường sinh chi đạo hình thức ban đầu bị cưỡng ép mở rộng, hóa thành rộng rãi, hoàn chỉnh trường sinh chi đạo. Tống Thư Hàng sọ não sau nguyên bản ảm đạm trường sinh giả nguyệt luân lại một lần nữa sáng lên. Cả cái quá trình, tại trong chớp mắt liền kết thúc. Côn Vương chứng cũng liền phát cái lăng thời gian, sau đó bá tống lại lần nữa thu hồi trường sinh giả cảnh giới. Cái này đầu dính đến nhân quả, công đức trường sinh chi pháp, đường đường chính chính, là vương đạo trường sinh pháp, cấp bậc đồng dạng không thể so với hướng chết mà sinh trường sinh pháp cùng ngôn ngữ, văn tự trường sinh pháp thấp. Không chỉ có như thế, tại phá rồi lại lập, lập mà phá sau còn lập tuần hoàn về sau, bá tống khí tức trên thân biến càng thêm kinh khủng. Mỗi một lần tuần hoàn, đều để bá tống biến càng mạnh. Chỉ cần không phải tử vong ngăn trở, cũng có thể làm cho người biến càng thêm kiên cường. Cảm giác đến bá tống biến càng thêm đáng sợ, càng thêm cường đại về sau, Côn Vương chứng dây túng. Không nghĩ tới bá tống vẫn còn có đầu thứ ba trường sinh đạo bổ sung, đây là người làm sự sao. Còn tốt, may mà ta còn không có triển khai chạy trốn hành động. Nếu không, ta vừa mới bắt đầu chạy, liền có thể bị bá tống bắt. Đến lúc đó các loại ta, khả năng chính là chảo dầu cùng vỉ nướng. Côn Vương nội tâm một trận hoảng sợ. Hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, bá tống trên người vật trang sức bên trong, có mấy cái nghe được hắn côn thân phận về sau, liền một la hét muốn ăn đồ nướng. Nếu như bị bá tống bắt được cơ hội lời nói, chỉ sợ thật sự sẽ đem hắn nướng. Thảm hại hơn chính là, thân là trường sinh giả cấp tồn tại, dù là bị cắt một bộ phận đi thiêu nướng, qua lúc này ở giữa về sau, hắn sẽ còn mọc trở lại. Đến lúc đó chờ đợi nó, chính là chân chính địa ngục. Túng nhất thời gió êm sóng lặng. Thế là, Côn Vương chứng lặng lẽ bình tĩnh lại. Bạch Tiền Bối mở to mắt, hỏi, thành công không? Là Bạch Tiền Bối, phi thường thành công, Tống Thư Hàng nói. Nhân quả cùng công đức kết hợp trường sinh pháp, so tưởng tượng thành công hơn, càng thích hợp trở thành thu lưu hệ thống võng tuyến. Vốn là, Tống Thư Hàng chỉ muốn dùng công đức hoặc là nhân quả bên trong một loại, cá nhân hắn càng thiên hướng về dùng công đức lực lượng, đến dệt một đạo trường sinh pháp. Kết quả Bạch Tiền Bối trực tiếp đem cả hai vò đến cùng một chỗ. Hiện tại Tống Thư Hàng chính thử nghiệm dùng cái này đầu mới trường sinh pháp, đem Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, bện đến trường này mạng lưới bên trong đến, liên tục đến cùng một chỗ, vì tương lai làm nền. Chỉ là, từ Bạch Tiền Bối nơi đó lấy được một bộ phận tồn tại, còn bình tĩnh tại Tống Thư Hàng năng lượng thể hệ bên trong vận chuyển. Bộ phận này tồn tại, cùng trước đó nuốt vào béo cầu đại lão tồn tại khác biệt. Béo cầu đại lão cái kia bộ phận tồn tại bị nuốt vào đến về sau, lại chuyển rời đến Tống U U trên người, rất nhanh liền cùng Tống U U sát nhập, cũng bị Tống U U hấp thu sạch sẽ. Mà Bạch Tiền Bối bộ phận này tồn tại tiến vào Tống Thư Hàng năng lượng thể hệ, sau đó theo hắn tiên năng cùng một chỗ vận chuyển, nhưng không có dung hợp dấu hiệu. Vẫn như cũ hai cái hoàn toàn khác biệt cá thể. Nếu như không cách nào dung hợp, vẫn như cũ là hai cái khác biệt cá thể lời nói, cái kia tương lai hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo kế hoạch chẳng phải là muốn chết hiểu. Kém một chút cái gì không? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Xảy ra vấn đề, Bạch Tiền Bối gặp Tống Thư Hàng biểu lộ ngưng trọng, hỏi. Không cách nào dung hợp, Tống Thư Hàng đem hiện trạng của chính mình miêu tả một lần. Kém khâu hẳn là chính ngươi còn hoàn chỉnh nguyên nhân, ngươi đã còn hoàn chỉnh, cái kia lại dung hợp một bộ phận, liền biến thành dư thừa. Bạch Tiền Bối phỏng đoán nói. Tống Thư Hàng bừng tỉnh đại ngộ. Có đạo lý. Nếu như ngươi có hai cánh tay, cái kia thêm nữa thêm một đầu há không biến thành ba cái tay. Mà lại người bình thường, cũng không có vị trí có thể tiếp cái tay thứ ba a. Sở dĩ, muốn dung hợp từ Bạch Tiền Bối cái kia lấy được bộ phận tồn tại, liền cần tiến vào kế tiếp khâu. Tới đi, Bạch Tiền Bối, thôn vệ hết ta một bộ phận tồn tại. Tống Thư Hàng phóng khoáng nói. Bầu không khí đều biến oanh liệt lên. Quá độc ác, bí mật quan sát đen kịt mặt trời không khỏi rụt rụt quang mang. Không chỉ có liên tiếp hiến tế tự thân trường sinh chi pháp, hiện tại liền tự thân tồn tại đều muốn giao ra để cho người khác thôn vệ. Đây quả thực không đem thân thể của mình đương đồ vật, đây là đang tự ngược. Côn Vương chứng càng là điệu thấp làm người, đem tự thân khí tức thu đến cực hạn.
sợ mình không cẩn thận tiết lộ khí tức, ảnh hưởng đến bá tống, sau đó liền bị một thanh nuốt. Phong ấn trên quỹ đạo. Bạch tiền bối trước vận chuyển một lần nho ra thánh nhân thiên phú, quen thuộc xuống cái này thiên phú pháp thuật vận chuyển quá trình cùng hiệu quả. Chuẩn bị kỹ càng, bạch tiền bối nhắc nhở. Hắn dựng thẳng lên hai ngón đứng ở trước mắt, thánh nhân năng lực thiên phú kích hoạt. Tống Thư Hàng hít sâu, cố gắng buông lỏng trạng thái của mình, cũng phối hợp bạch tiền bối. Lại tới, lại tới. Côn Vương chứng lần nữa cảm ứng được nho ra thánh nhân khí tức. Bất quá lần này khí tức nơi phát ra đổi thành thiên bạch. Nho ra thánh nhân đến cùng lưu lại bao nhiêu chuẩn bị ở sau a? Côn Vương chứng rất tuyệt vọng. Làm sao cảm giác khắp nơi đều có nho ra thánh nhân cái bóng? Đặc biệt là từ khi hắn bị bá tống bắt về sau, luôn cảm giác chư thiên vạn giới khắp nơi đều cùng nho ra thánh nhân có quan hệ, mỗi người nhìn đều giống như nho ra thánh nhân chuyển thế. Lại một lần nữa, thánh nhân năng lực thiên phú kích hoạt, bao phủ Tống Thư Hàng. Cảm giác tựa như là trong cõi u minh có cái gì bị nắm, muốn bị thiết cát. Hoảng hốt, phảng phất muốn mất đi trọng yếu đồ vật. Đây chính là béo cầu đại lão ngay lúc đó tâm tình sao. Tống Thư Hàng tinh tế thưởng thức loại này hoảng hốt cảm xúc. Bất kể là thống khổ vẫn là gặp trắc trở, đều đáng giá hắn phẩm vị, phân tích, cuối cùng đem những thứ này thống khổ toàn bộ siêu thoát. Xì xì xì. Trong lúc đang suy tư, một trận chói tai tư tư thanh tại hắn bên tai vang lên. Tựa như là máy cắt kim loại thiết cắt kim loại kiện thanh âm, nghe rất không thoải mái. Chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Sau đó, hắn liền phát hiện mình toàn thân trên dưới bị bất hủ lực lượng bao phủ lấy, bảo hộ lấy. Phì kình kim đan một loại nào đó phòng ngự biện pháp tựa hồ bị kích hoạt. Nho ra thánh nhân thôn phệ tồn tại năng lực thiên phú, lại bị ngăn cản. Giải khai phòng ngự, Tống Thư Hàng vội vàng hạ đạt chỉ lệnh hắn cần phối hợp bạch tiền bối, để cho mình một bộ phận đi theo bạch tiền bối, mà không phải ở chỗ này ngăn cản thánh nhân thiên phú. Nhưng là tầng này bất hủ lực lượng phòng ngự, tựa như là nhân loại bình thường làn da. Hắn cũng không phải là lâm thời bị kích hoạt, mà là vẫn ở nơi đó, một mực bảo hộ lấy Tống Thư Hàng cái này cá thể. Muốn đem tầng này bất hủ lực lượng phòng ngự cưỡng ép triệt hồi, cần Tống Thư Hàng tinh tế đi thao tác, chủ động đem hắn vạch trần một tầng. Bất hủ, quả nhiên là nhằm vào bất hủ nghiên cứu ra bí pháp. Đen kịt mặt trời thấy cảnh này lúc, lòng rối loạn. Cái bí pháp này, quả nhiên là tại nếm thử nhằm vào bất hủ. Nếu như ở cái này bá tống trên người áp dụng thành công. Kế tiếp muốn đâm bí pháp này, khẳng định chính là hắn. Nhưng là, bất hủ lực lượng há lại sẽ dễ dàng như thế bị ảnh hưởng. Chỉ là bí pháp, còn thuộc về phàm nhân bí pháp, căn bản là không có cách dung chuyển bất hủ. Đen kịt mặt trời lẩm bẩm nói. Oanh! Chính khi này lúc, tiền bạch sau lưng, có một đạo vô tận tinh hà khuếch tán ra tới. Lại là bất hủ khí tức. Đồng dạng thuộc về bất hủ lực lượng, từ cái kia vô tận tinh hà tuôn ra, ra chỉ tại thiên bạch trên thân. Phì kình kim đan bất hủ chi lực cùng vô tận tinh hà bất hủ chi lực, triệt tiêu lẫn nhau sát na. Sẽ ở đó sát na thời gian bên trong, bạch tiền bối sở thúc dục nho ra thánh nhân năng lực thiên phú đã thành công tại Tống Thư Hàng trên thân lấy xuống một bộ phận tồn tại, cũng đem hắn mang về đến thiên bạch nơi đó. Mặc dù nửa đường có chút nhỏ ngoài ý muốn, nhưng chỉnh thể tới nói, Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối mục đích, thuận lợi đạt thành. Bất hủ phòng ngự bị phá ra rồi. Liền bất hủ cũng sẽ bị nuốt ăn rơi bí pháp. Cô đen kịt mặt trời cự lão nhìn thấy một màn này về sau, hung hăng nuốt miệng không tồn tại nước bọt. Thạch trùy. Cái này dương đà chính là nhằm vào bất hủ khai phát đi ra bí pháp, chính là vì nhằm vào hắn. Mà lại, bá tống cùng tiên bạch còn cố ý ở ngay trước mặt nó, đến thí nghiệm cái bí pháp này. Giết người chu tâm. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, bước kế tiếp chính là bá tống cùng tiên bạch cùng một chỗ, ra tay với nó. Cho dù là bất hủ lực lượng, chỉ sợ đều bảo hộ không được hắn. Bất hủ nguyên bản là đen kịt mặt trời không có sợ hãi vốn liếng, hiện tại tư cách này bị bá tống cùng tiên bạch ở trước mặt xé nát. Đen kịt mặt trời dù sao không phải thiên đạo bản thể, mà lại bởi vì là cửu u chúa tể thể bị thiên đạo còn sót lại thủ đoạn cưỡng ép đoạt xá nguyên nhân. Đen kịt mặt trời trên người còn có không ít tai họa ngầm. Tại đối mặt một số sự kiện khẩn cấp thời điểm, nó năng lực xử lý cùng năng lực phản ứng liền sẽ có thoáng có chỉ hoãn. Lúc này, đen kịt mặt trời điên cuồng thôi diễn,
ý đồ tìm tới thoát thân phương án. Nhưng nó càng là nôn nóng, suy tính quá trình liền càng ba động, không cách nào bình ổn. Làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ chỉ có ngồi chờ chết? Đen kịt mặt trời đương nhiên không nguyện ý thật sự chờ chết. Hắn lần nữa điên cuồng giằng co, không ngừng thôi diễn, đồng thời đem hết toàn lực đem bản thân lâm vào nguy cơ tín hiệu truyền ra ngoài. Hắn cũng không biết bản thân muốn đem tín hiệu truyền lại cho ai. Tóm lại, muốn đem tín hiệu này truyền ra ngoài. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng cùng Tiên Bạch trên người bất hủ khí tức đồng thời thu liễm. Hai người liếc nhau một cái về sau, ánh mắt gần như đồng thời hướng về trong phòng ấn đen kịt mặt trời trên người. Phối hợp bất hủ thuộc tính lời nói, nho ra thánh nhân thôn phệ thiên phú tựa hồ có thể phá vỡ bất hủ tin tức phòng ngự. Cái kia, đối đen kịt mặt trời có lẽ cũng sẽ có hiệu. Đen kịt mặt trời lúc này trạng thái, cùng Tống Thư Hàng có chút cùng loại. Hắn đồng dạng không phải hoàn chỉnh bất hủ, mà là mượn nhờ thiên đạo bất hủ tàn khu, thu hoạch được bất hủ tin tức hình thức hắn mạnh hơn Tống Thư Hàng địa phương, chính là trong cơ thể nó bất hủ vật chất là chân chính thiên đạo còn sót lại. Mà không giống Tống Thư Hàng như thế, là mình mân mê tiến hóa ra bất hủ. Muốn thử sao? Tống Thư Hàng nói. Trên lý luận có thể, Bạch Tiền Bối nói, nhưng trước thông chi đạo tử đạo hữu tới. Từ hắn đến áp trận. Đồng thời, hắn cùng Tống Thư Hàng trạng thái cũng cần điều chỉnh. Lúc này Tống Thư Hàng cùng Tiên Bạch đều biến thành không hoàn chỉnh trạng thái, lẫn nhau năng lượng thể hệ bên trong cũng đều có đối phương một bộ phận tồn tại, có thể dùng đến bù đắp tự thân. Ta tại, đạo tử thanh âm trực tiếp tại hư không vang lên. Đồng thời, tại thuộc về thiên đạo đặc thù vĩ độ thế giới bên trong, đạo tử bản thể để tay xuống bên trong thí nghiệm. Trong tay hắn đang tại mân mê là từ đen kịt mặt trời cái kia lấy được, nửa cái hằng tinh hủy diệt bệnh độc tư liệu số liệu. Đạo tử đương nhiên sẽ không đi chế tác hằng tinh bệnh độc. Hắn lúc này ở thí nghiệm chính là nghịch chuyển quá trình này, tan rã bệnh độc. Đạo tử bộ phận ý chí, một mực đi theo ở Tống Thư Hàng bên người. Khi hắn biết Tống Thư Hàng cùng Tiên Bạch lục lọi ra khắc chế đen kịt mặt trời thủ đoạn, liền lập tức buông xuống trong tay mình thí nghiệm, chân thân bước ra thiên đạo vĩ độ thế giới, trốn vào đến phong ấn chi địa. Nếu là bá Tống cùng Tiên Bạch thật có thể đem đen kịt mặt trời tồn tại cũng thôn phệ hết, làm cho đối phương cũng lâm vào giống béo cầu cửu u chúa tể như thế vạn năm hôn mê, vậy hắn liền có thể an tâm lui nhiệm. Thời gian một vạn năm đã tương đương dồi dào. Nếu là không đạt được một vạn năm, 1000 năm cũng cần phải đủ. Bá Tống cùng Tiên Bạch cộng các vị tiền cửu u chúa tể liên thủ, 1000 năm thời gian tuyệt đối đầy đủ đem đen kịt mặt trời an bài minh minh bạch bạch. Đạo tử chân thân giáng lâm về sau, liền không kịp chờ đợi nói, bá Tống, Bạch đạo hữu. Các ngươi cứ việc thi pháp, ta đến cho các ngươi nhìn trận. Nếu như các ngươi thật có thể phá vỡ nó bất hủ số liệu phòng ngự thôn vệ sự tồn tại của nó, có thể nuốt bao nhiêu liền nuốt bao nhiêu, đừng khách khí. Mặc dù đạo tử vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn trong giọng nói tung tăng. Nếu có thể tại hắn lui nhiễm trước đó, đem đen kịt mặt trời cái này tai họa ngầm giải quyết rơi, dù là cần hắn trả giá đắt, hắn cũng nguyện ý. Có chút tai nạn tai họa ngầm, nếu có thể ở hắn thế hệ này giải quyết, hắn không muốn để lại đến đời sau. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối yên lặng gật đầu, nhưng không lên tiếng hai người đều còn tại hoàn thành bù đắp tự thân khâu. Trong phong ấn, đen kịt mặt trời càng phát ra bất an. Thiên đạo bản thể đến, liền đại biểu cho hắn đến tuyệt cảnh. Coi như hắn suy tính ra cái này phong ấn lỗ thủng, phá phong mà ra. Thoáng qua ở giữa liền lại sẽ bị thiên đạo trấn áp. Ngoại trừ ngồi chờ chết, hắn đã không có hắn tuyển hạng có thể cung cấp lựa chọn. Nhân sinh đứng trước to lớn lựa chọn lúc, lại là thi đơn lựa chọn. Mà lại cái này thi đơn lựa chọn còn chỉ có một cái có thể cung cấp lựa chọn đáp án A, ác liệt hơn chính là đáp án này vẫn là một sai lầm đáp án, đến có bao nhiêu tuyệt vọng. Ha ha, lại còn nghĩ đến truyền lại tin cầu cứu ra ngoài. Đạo tử bản thể tới gần phong ấn về sau, một mặt lạnh lùng, hắn duỗi tay tại hư không bên trong bóp. Ba chít chít một tiếng vang giòn. Trước đó đen kịt mặt trời tại trong phong ấn liều mạng truyền ra ngoài mấy cái tín hiệu cầu cứu. Bị đạo tử đại lão nắm lấy, như là đồ dễ bể, bị tan thành phấn vụn. Tiếp lấy đạo tử lại đưa tay trong hư không một nắm chặt, giống nắm chặt cá trạch một dạng, lại bắt được mấy đầu tín hiệu cầu cứu, toàn bộ bóp nát. Những thứ này tín hiệu cầu cứu, chưa có xác định người nhận thư,
chỉ là đen kịt mặt trời tại tuyệt vọng bên trong lúc, liều mạng truyền ra ngoài tín hiệu, ngẫu nhiên khuếch tán. Đen kịt mặt trời bản thân cũng không biết muốn đem những tín hiệu này truyền đạt cho ai. Đạo tử nắm bọn chúng lúc, liền thôi diễn qua một lần. Nhưng không có suy tính ra cầu cứu đối tượng. Nhưng ngay cả như vậy, đạo tử cũng không định để cái này mấy đầu tín hiệu cầu cứu khuếch tán ra, hắn muốn đem hết thảy có thể phát sinh ngoài ý muốn toàn bộ bóp chết, không cho đen kịt mặt trời bất luận cái gì khả năng. Không muốn nếm thử thiên phạt lời nói, liền cho ta trung thực ngốc lấy. Đạo tử trầm giọng nói. Hắn tại nắm giữ rất nhiều thiên đạo quyền hạn về sau, rốt cục kích hoạt lên thiên phạt giáng lâm quyền hạn. Thiên phạt không cách nào phá hủy bất hủ, nhưng có thể cho đen kịt mặt trời mang đến thống khổ to lớn. Thiên phạt, nghe được thiên phạt cái này tuyển hạng lúc, đen kịt mặt trời phi thường không có sợ hãi, ngược lại càng thêm kích động lên. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thậm chí có loại muốn không kịp chờ đợi đối mặt thiên phạt xúc động. Đạo tử, hắn yên lặng thu hồi kích hoạt thiên phạt tuyển hạng. Mặc kệ trong phong ấn đen kịt mặt trời có phải hay không đang diễn trò, nhưng đối phương biểu hiện ra một bộ khát vọng tiếp nhận thiên phạt bộ dáng, đạo tử trực tiếp liền tuyệt hạ xuống thiên phạt suy nghĩ. Lịch đại thiên đạo đều là cấp độ yêu nghiệt nhân vật, nói không chừng cái này đen kịt mặt trời bản thể, liền giống như Bá Tống, ưa thích thiên kiếp, yêu tha thiết thiên phạt. Nghĩ đến, đạo tử quay đầu mắt liếc Tống Thư Hàng. Xảo chính là, đối diện Tống Thư Hàng cũng mở ra mắt trái. Mắt phải của hắn còn mù lấy, trong đó thánh nhãn kim đan đang tại mượn phì kình kim đan chi lực khôi phục. Như Bạch Tiền Bối suy đoán, tại hắn cùng Bạch Tiền Bối đều biến không lại hoàn chỉnh về sau, từ lẫn nhau trên người nuốt vào bộ phận tồn tại, liền bắt đầu bù đắp tự thân. Nguyên bản duy trì độc lập, theo Tống Thư Hàng tiên năng tuần hoàn vận chuyển Bạch Tiền Bối tồn tại bộ phận, lúc này chuyển rời đến bất hủ phì kình kim đan bên trong, bắt đầu dung hợp. Hiện tại Tống Thư Hàng, trong tay trái chiếu lấy Bạch Tiền Bối nguyên thần cánh tay, phì kình kim đan bên trong dung hợp Bạch Tiền Bối bộ phận tồn tại. Hắn cùng Bạch Tiền Bối, đã thỏa mãn đồng thời chứng đạo tiền trí điều kiện. Cảm giác thế nào? Đạo tử hỏi. Cảm giác giống lúc trước đổi thất thải đại thận một dạng, bất quá ta có thể thích ứng. Tống Thư Hàng đứng dậy, thân thể của hắn tự chủ tiến vào ngụy bất hủ hình thức, cùng trong đan điền phì kình kim đan kêu gọi lẫn nhau. Bên cạnh Bạch Tiền Bối trên người, bất hủ khí tức muốn nội liễm rất nhiều. Đứng ở đạo tử góc độ đến xem, Bá Tống cùng Tiên Bạch hai người bổ sung lẫn nhau thành, mặc dù là hai cái khác biệt cá thể, nhưng lại nhiều một cái chỉnh thể khái niệm. Nếu như là bọn hắn, có lẽ thật sự sẽ thành công. Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng kêu. Có thể bắt đầu, Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Hai người ăn ý kết ấn. 1-33 không biết Bạch thoáng lui ra phía sau, phòng ấn đen kịt mặt trời quỹ tích mở ra mặt ngoài 3 tầng phòng ấn. Không được qua đây, các ngươi không được qua đây. Đen kịt mặt trời bị thiên đạo tàn khu cưỡng ép đoạt xá một số di chứng bắt đầu bộc phát. Hắn như là mất khống chế máy móc, lung tung chấp hành một số hành động. Biết rõ có đạo tử ở bên ngoài trông coi, nhưng nó vẫn như cũ điên cuồng hướng ra phía ngoài tuyên bố tín hiệu cầu cứu. Thậm chí thân thể của nó đều không thể bảo trì ổn định. Ngọn lửa đen kịt khuếch tán, phảng phất muốn vỡ vụn. Đạo tử duỗi tay, vô tình nắm tất cả tín hiệu cầu cứu, cũng đưa chúng nó từng cái bóp nát. Nhưng ở liên tiếp bóp nát gần trăm đạo tín hiệu cầu cứu lúc, đạo tử đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn xoái khí quay người, cũng không quay đầu lại một trưởng hướng phía sau đẩy đi. Vô cùng đơn giản một cái đẩy bàn tay, tận lực nho ra thư sinh tuấn giật họa phong. Đợt! Không gian tại đạo tử trong tay phảng phất sôi trào lên. Sôi trào lăn đi không gian bên trong, có một đạo thiêu đốt thân ảnh hiển hiện. Đạo thân ảnh này, cùng đạo tử duy trì đối trưởng tư thế. Hắn toàn thân trên dưới bị nghiệp hỏa bao khỏa, chân thân một mảnh đen kịt, phảng phất bọc một tầng than cốc. Là bị tín hiệu cầu cứu dẫn tới. Không đúng, hắn là bị Bá Tống cùng Bạch đạo hữu trên người bất hủ khí tức hấp dẫn. Đạo tử trong lòng phán đoán nói. Xì 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 từ cái này than cốc thân ảnh bên trên, thỉnh thoảng có thiêu đốt nghiệp hỏa nhỏ xuống, đem đại địa ăn mòn. Đạo tử về thu tay lại bàn tay, chăm chăm vào đối phương ra hỏa này, nếu là chính diện cùng hắn đối một trường. Đối diện, cái kia than cốc thân ảnh duỗi tay, nắm hư không bên trong một đầu tín hiệu cầu cứu. Hắn là bị Bá Tống cùng Bạch Tiền Bối trên người bất hủ tin tức hấp dẫn mà tới. Bất quá, tín hiệu cầu cứu vẫn là đến hắn trong tay.
Ba chít chít. Than cốc thân ảnh đồng dạng bóp nát tín hiệu. Tiếp lấy hắn cong lên eo, ra vẻ muốn nhào về phía phong ấn. Đây là muốn giải cứu bị phong ấn đen kịt mặt trời. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối nghe được tiếng vang, động tác đồng bộ quay đầu hướng về sau nhìn một cái. Các ngươi đừng phân tâm, giao nó cho ta đến, các ngươi một mực xử lý đen mặt trời. Đạo tử Tiền Bối bình tĩnh nói, cũng lưu cho Tống Thư Hàng một cái rộng lớn đáng tin bóng lưng. Dứt lời, hắn nhấc chân hướng về phía trước nhẹ nhàng đạp mạnh. Tại vốn có không gian bên trên, lại có một tầng giống nhau không gian, như là một tầng màng mỏng bị vén lên, hóa thành kính tượng thế giới, đem hắn cùng cái kia than cốc nghiệp hỏa thân ảnh, cùng nhau đưa vào trong đó. Đây là vì tránh cho một hồi chiến đấu ba động quá lớn, ảnh hưởng đến không biết bạch số 1 đến 33 phong ấn đại trận. Đối diện cái này than cốc thân ảnh bị cuốn vào thế giới trong gương về sau, không nhúc nhích chút nào. Hắn vẫn như cũ khom lưng, tựa như là tùy thời mà động báo săn, chằm chằm vào xa xa phong ấn. Bởi vì quá mức chuyên chú, ngoại trừ phong ấn bên ngoài bên trong đen kịt mặt trời bên ngoài, không còn có đồ vật có thể đi vào tầm mắt của nó. Bất hủ sao đạo tử chậm rãi nói. Mặc dù không có từ đối phương trên người cảm ứng được bất kỳ bất hủ khí tức, nhưng gia hỏa này chính diện cùng hắn đối một trường, lại lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa còn không nhận hắn thiên đạo thân phận ảnh hưởng. Chỉ có bất hủ, là mỗ một nhiệm kỳ thiên đạo chuẩn bị ở sau. Đen kịt mặt trời cầu cứu đối tượng. Đối ứng thiên đạo lưu lại một loại nào đó sát khí. Lịch đại thiên đạo, cơ hồ từng cái đều có tao thao tác, mà lại thao tác một cái so một cái tao. Nhưng liền xem như thiên đạo thân thể biến thành bất hủ. Có ta ở đây, người cũng chỉ có thể ở chỗ này thế giới trong gương bên trong. Đạo tử Tiền Bối chậm rãi nói. Hắn là đương nhiệm thiên đạo. Tay cầm thiên đạo quyền cao. Đối phương nhiều nhất là một cái đã rời chức, không cách nào thi triển thiên đạo quyền hạn bất hủ, khả năng vẫn chỉ là chuẩn bị ở sau một loại đồ vật. Nói cách khác, đối phương căn bản không có khả năng vượt qua hắn bố trí thế giới trong gương đi quấy nhiễu bá tống cùng bạch đạo hữu. Có quyền hạn liền có thể muốn làm gì thì làm. Đạo tử Tiền Bối vừa xoái 2 giây. Đối diện, cái kia bị nghiệp hỏa thiêu đốt than cốc thân ảnh, liền rất không nể mặt mũi chạy tới. Trong lúc đó, ánh mắt của nó một mực chằm chằm vào trong phong ấn đen kịt mặt trời, mãnh liệt va chạm. Sau một khắc, thế giới trong gương liền bị đột phá. Đạo tử cho rằng tuyệt đối sẽ không bị đối phương đột phá không gian trong gương, yếu ớt phảng phất trang giấy. Phá vỡ thế giới trong gương về sau, than cốc thân ảnh một đường đụng phải Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối trước mặt. Trên người nó nghiệp hỏa tập quyển, như là bạo phong chống ra. Muốn đem cản đường Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối đẩy ra. Đạo tử. Hắn có thể là cái thứ nhất bị ở trước mặt đánh mặt thiên đạo. Cái này than cốc thân ảnh rất cổ quái, rõ ràng không có một tơ một hào bất hủ khí tức, nhưng liền thiên đạo quyền hạn biến thành thế giới trong gương đều khốn không được hắn. Cùng lúc đó, đối mặt va chạm mà đến nghiệp hỏa phong bạo, Tống Thư Hàng trên người tiên tử cấp tốc lóe lên, tự động hộ chủ. Nàng chống lên 2 tay. Hóa ra viễn cổ thiên đình hư ảnh, ngăn tại nghiệp hỏa bạo phong trước mặt. To lớn viễn cổ thiên đình lại hiện ra, toàn thân từ công đức chi lực cấu thành, vàng son lộng lẫy. Thiêu đốt nghiệp hỏa cùng công đức gặp nhau. Nghiệp hỏa khí thế như hồng. Nghiệp hỏa bao trùm cả cái công đức viễn cổ thiên đình hư ảnh. Nghiệp hỏa ưu thế rất lớn. Nghiệp hỏa lặng lẽ dập tắt mảng lớn. Nghiệp hỏa đánh ra di di. Khắc tinh, công đức chi lực là nghiệp hỏa tốt nhất khắc tinh. Ngăn cản tại Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối cùng cái kia than cốc ở giữa nghiệp hỏa dập tắt mảng lớn về sau, hai phương diện đối diện tướng lập. 7 mắt tương đối. Bá ba, Bạch 2, than cốc 2. Nho ra thánh nhân chi nhãn mọc trở lại. Thánh nhãn kim đan biến thành thần nhãn, tựa hồ mang cho than cốc thân ảnh không nhỏ áp lực. Đồng thời, Tống Thư Hàng trên người cái kia thâm hậu công đức chi lực, cũng làm nó toàn thân khó chịu. Có thể là bởi vì công đức chi lực ảnh hưởng, than cốc trong mắt ngang ngược tựa hồ cũng rút đi rất nhiều. Một lát sau, than cốc ánh mắt từ trên thân Tống Thư Hàng chuyển di, rơi vào Bạch Tiền Bối trên người. Hắn trong mắt ngang ngược quang mang, dần dần hóa thành nghi hoặc. Lại một lát sau, Bạch, than cốc thân ảnh dùng viễn cổ ngôn ngữ, gọi ra tiên Bạch đạo hiệu. Tống Thư Hàng sững sờ, lặng lẽ truyền âm nói, Bạch Tiền Bối, ngươi biết hắn. Bạch Tiền Bối lắc đầu. Trên người đối phương bao vây lấy một tầng thật dày than cốc,
một thân khí tức lại bị nghiệp hỏa ẩn tàng, căn bản phân biệt không xuất thân phần. Mà lại, có lẽ, hắn nhận biết không phải ta, Bạch Tiền Bối truyền âm trả lời. Đối phương xưng hô hắn lúc, dùng chính là viễn cổ ngôn ngữ. Hắn nhận biết có thể là Thiên Đạo Bạch, Tống Thư Hàng lập tức lĩnh ngộ Bạch Tiền Bối ý tứ. Mấy cái manh mối, tại bá Tống trong đầu xuyên tiếp vào cùng một chỗ. Nhận biết Thiên Đạo Bạch, nghiệp hỏa quấn thân, khả năng cùng bất hủ có quan hệ. Công đức đạo nhân, một cái tên từ bá Tống trong miệng thốt ra. Lúc trước hắn nhìn thấy liên quan tới bất hủ đạo nhân khởi động lại chư thiên vạn giới trong chân dung, sau cùng hình ảnh, chính là quấn quanh lấy nghiệp hỏa công đức đạo nhân một mặt quỷ dị biểu lộ, từ bản thân tu kiến bất hủ chi mộ bên trong sông ra tràng cảnh. Kết hợp đầu mối lời nói, trước mắt cái này than cốc thân ảnh, là công đức đạo nhân. Đối diện, cái kia than cốc toàn thân chấn động. Hắn bắt đầu hòa hoãn hướng lui về phía sau đi. Rút lui mấy bước về sau, trên người hắn nghiệp hỏa một lần nữa thiêu đốt mà lên, đem hắn bao khỏa. Sau đó than cốc thân ảnh bắt đầu cong người lên, tiếp tục lui lại tựa như là thời gian đảo lưu, trước đó hắn là thế nào thân người cong lại mãng đi lên, hiện tại hay dùng dạng gì tư thế túng trở về. Tống Thư Hàng. Trên bầu trời, đạo tử Tiền Bối không tiếp tục xuất thủ, hắn yên lặng nhìn qua Tiên Bạch. Một cái không biết lai lịch, thực lực siêu cường kẻ tập kích, mắt thấy liền muốn đắc thủ, nhưng ở nhìn thấy Bạch đạo hữu về sau, nhưng lại chẳng biết tại sao yên lặng rút đi. Đây chính là Bạch đạo hữu may mắn. Mấy tức ở giữa, nghiệp hỏa bao phủ than cốc, cuối cùng lui trở về không gian bành trướng khu vực, hoàn toàn biến mất không thấy. Hí tinh than, Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ, bình luận. Than cốc thân ảnh lui lại động tác cùng cuối cùng biến mất phương thức. Tựa như là được đến hí tinh mã Tiền Bối chân truyền. Trong phòng ấn, đen kịt mặt trời một mặt mộng bức. Đi rồi, cứ đi như thế. Ông ba, cái này tính là gì? Cái kia than cốc thân ảnh trên người, có từng tia cùng hắn tương tự khí tức. Nói cách khác, đây cũng là hắn Thiên Đạo âm thầm an bài bảo trì nó chuẩn bị ở sau. Vừa rồi, mắt thấy cái này than cốc thân ảnh đột phá Thiên Đạo kính tượng không gian, cũng xông qua bá Tống cùng mặt trắng trước. Bước kế tiếp liền có thể đem hắn cứu ra đen kịt mặt trời thấy được hy vọng. Lấy than cốc thân ảnh năng lực, có thể cứu nó thoát khốn. Kết quả, tại không hiểu thấu nguyên nhân bên trong, cái này than cốc lấy buồn cười phương thức rút đi. Người ở vào tuyệt vọng bên trong lúc, cũng không phải là thảm nhất. Thảm nhất chính là tại tuyệt vọng bên trong lúc, thấy được một sợi hy vọng, mà lại hy vọng này còn dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay tại người lập tức phải bắt được hy vọng lúc, cái này sợi hy vọng lại vỡ vụn thành cặn bã, lưu lại càng sâu tuyệt vọng. Đen kịt mặt trời tâm tính đều sập. Xem ra, thật có thể là công đức đạo nhân. Tống Thư Hàng yên lặng đem vừa rồi một màn ghi chép lại, quay đầu chuẩn bị cho Bạch Tiền Bối gửi đi quá khứ, xác nhận một chút. Bất quá bây giờ không vội, hắn cùng Bạch Tiền Bối còn có chuyện trọng yếu hơn muốn nếm thử. Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng duy trì đồng bộ tư thế, hai người đồng thời quay người. Nhắm ngay đen kịt mặt trời, duỗi tay tế ra nho ra thánh nhân thiên phú. Tống Thư Hàng thánh nhân thiên phú là hiến tế thánh nhân mắt trái, Bạch Tiền Bối thì là hiến tế thánh nhân mắt phải. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, hai người đồng bộ thi triển thánh nhân thiên phú bí pháp lúc, công hiệu quả hoàn mỹ bổ sung điệp ra, hình thành hợp kích, đây là thiên y vô phùng phối hợp. Tống Thư Hàng thể nội bất hủ phì kình kim đan uy lực toàn bộ triển khai. Bạch Tiền Bối sau lưng mênh mông tinh hà lần nữa sáng tỏ mà lên. Không phân tuần tự, hai đạo bất hủ tin tức biến thành hợp kích chém xuống tại đen nhánh mặt trời thân thể bên trên. Không cam lòng bó tay chịu trói đen nhánh mặt trời mặc dù ra sức chống cự, nhưng nó chống cự tại bá Tống cộng Bạch Tiền Bối hợp kích bên dưới, yếu ớt không chịu nổi, không đáng giá nhắc tới. Ta cái này đối mặt đến cùng là gia hỏa nào a? Đen nhánh mặt trời trong lòng vậy mà xông lên một loại cảm giác bất lực. Sau một khắc, bá Tống cùng A Bạch hợp kích phá vỡ thân thể nó tầng ngoài bất hủ tin tức phòng ngự một cái sát na thời gian. Mà liền tại cái này ngắn nhỏ thời gian bên trong, Bạch Tiền Bối cùng Tống Thư Hàng thánh nhân thiên phú đã lộ ra răng nanh, rơi vào đen nhánh mặt trời trên thân, trên người nó cắn xuống một phần nhỏ tồn tại, cũng thừa dịp đối phương bất hủ tin tức phòng ngự không có khôi phục trước đó, đem cái này một phần nhỏ tồn tại mang về. Cô, đen nhánh mặt trời trong miệng phát ra một cái thống khổ âm tiết. Nó ở bề ngoài không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng nó có thể cảm giác được rõ ràng chính mình bộ phận tồn tại bị tước đoạt,
có một loại đau khổ kịch liệt tác dụng tại nó trên linh hồn. Theo cái kia bộ phận tồn tại bị tước đoạt về sau, nguyên bản hỗn loạn, không cách nào khống chế chính mình đen nhánh mặt trời đột nhiên cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ, liền hỗn loạn đại não cũng trở nên rõ ràng. Nó có thể dựa vào ý chí của mình, thông suốt khống chế chính mình mỗi một tấc thân thể. Phương thức tư duy cũng đã không còn lác, đầu óc trước nay chưa từng có linh thanh. Bị bá tống cùng tiên bạch mang đi đồ vật, tựa hồ là hắn một cái gánh nặng. Chính là bởi vì treo cái kia vượt qua chính nó có thể tiếp nhận gánh vác, cho nên suy nghĩ của nó phương thức, thân thể trưởng khống đều nhận liên lụy. Hiện tại, cái kia gánh vác vừa đi, nó ngược lại biến hoàn mỹ. Nhưng là đen nhánh mặt trời nội tâm lại không cách nào vui vẻ. Mặc dù không biết mình bị tách ra cái gì, nhưng luôn cảm giác hẳn là vật rất quan trọng, là nó thà rằng quá tải cũng muốn gánh chịu đồ vật. Tựa như là một người cõng nặng 100 cân hoàng kim, dù là nặng nề đến nửa bước khó đi, thành tự thân to lớn gánh vác nhưng cái này 100 cân hoàng kim muốn để người cướp đi lời nói, hắn khẳng định phải cùng người liều mạng. Các ngươi, đen nhánh mặt trời há miệng muốn phát biểu. Nhưng đối diện, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối lại một lần ăn ý hợp tác, kích hoạt nho ra thánh nhân thiên phú bí pháp. Đại gia ngươi, đen nhánh mặt trời lập tức khống chế thân thể của mình mỗi một chỗ vị trí. Nháy mắt đem tự thân sở hữu tất cả toàn bộ giấu vào đến thiên đạo tàn khu hạt tròn bên trong đi. Đen nhánh mặt trời tiêu tán không gặp, hóa thành năm bè bảy mảng. Cát đồng dạng bất hủ thiên đạo tàn khu tại trong phong ấn bồng bềnh. Đầu não rõ ràng, thân thể linh hoạt đen nhánh mặt trời, ngay lập tức làm ra lựa chọn chính xác nhất. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối nho ra thánh nhân thiên phú hợp kích rơi vào bất hủ cát bên trên, lần này không thể đưa đến phá vỡ bất hủ phòng ngự hiệu quả. Thánh nhân thiên phú tại tầng kia bất hủ cát lên bàn một vòng, lại yên lặng trở về. Không thể mang về đen nhánh mặt trời bộ phận tồn tại. Bất quá, tại bất hủ cát lên bàn một vòng về sau, thánh nhân thiên phú tựa hồ liếm trở về một chút cùng bất hủ có liên quan chi tiết tin tức. Những tin tức này bị liếm về, dung nhập Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối thân bên trong. Tống Thư Hàng thể nội bất hủ phì kình kim đan lần nữa cường hóa, càng ngày càng tiếp cận vân tước tử bất hủ chi cốt. Bạch Tiền Bối sau lưng bất hủ tinh hà cũng càng phát ra rõ ràng, trong đó lóe sáng sao trời đều nhiều mấy khỏa. Lão sư thiên phú còn có chức năng này, đứng ngoài quan sát đạo tử sững sờ. Hắn chỉ biết là lão sư thiên phú có thể thôn phệ địch nhân bộ phận tồn tại, nhưng là không nghĩ tới lão sư năng lực thiên phú còn có thể liếm bất hủ. Chẳng lẽ, đây mới là lão sư này thiên phú năng lực chân chính công năng? Cũng có thể là dị biến. Bạch Tiền Bối trả lời. Dù sao chúng ta kế thừa tới thánh nhân thiên phú khẳng định cùng nguyên bản khác biệt. Mà lại liền kế thừa thánh nhân bí pháp đều bị mọi người cải tiến qua. Thánh nhân chi nhãn còn cùng Thư Hàng phì kình kim đan khóa lại qua. Trong lúc đó phát sinh dị biến, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đạo tử Tiền Bối một mặt xoắn suýt ngắm nhìn Tống Thư Hàng, nói, phàm là cùng Thư Hàng ngươi tiếp xúc bí pháp, vì cái gì kiểu gì cũng sẽ biến dị. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Thánh nhân thiên phú coi như biến dị, cũng không hoàn toàn là hắn nổi đi. Các vị cửu u chúa tể đại lão nhóm cùng đạo tử Tiền Bối chính ngươi, không đều tham gia qua bí pháp cải tiến sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thánh nhân thiên phú liếm bất hủ công năng, cùng hắn hạch tâm thế giới trước đó liếm thiên đế tử thiên đình chi đạo thủ đoạn, có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá hạch tâm thế giới liếm là trực tiếp đem thiên đình chi đạo toàn bộ cướp đoạt tới. Mà thánh nhân thiên phú thì là giống phục chế đồng dạng, thác ấn bất hủ tin tức số liệu. Ha ha, trong phòng ấn, đen nhánh mặt trời còn không có phát giác chính mình bất hủ tin tức bị bá tống liếm láp thác ấn đi. Chỉ cần ta tránh né tại bất hủ thân thể bên trong, các ngươi có thể làm gì được ta? Đen nhánh mặt trời bình tĩnh nói. Cái này chư thiên vạn giới hạn chế bên dưới, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể phá hủy chân chính bất hủ chi vật. Nó chỉ cần tránh né tại cái này bất hủ cát bên trong, bá tống cùng Bạch Tiên liền lấy nó không có cách nào. Tỉnh táo lại nó, bắt đầu tinh tế tính toán thế nào đem chính mình bộ phận bất hủ cát đưa ra ngoài. Chỉ cần có một viên cát ra ngoài, nó liền có thể thoát khốn. Một lần nữa có được một viên rõ ràng đầu não về sau, đen nhánh mặt trời tâm kế mưu tính công năng, triệt để khôi phục. Lại đến, Tống Thư Hàng nhìn về phía Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối nhẹ gật đầu. Sau đó, hai cái hiện thế khí vận quỷ dị nhất tồn tại,
lần nữa liên thủ thi triển thánh nhân thiên phú hợp kích đánh phía đen nhánh mặt trời, lần lượt thác ấn bất hủ tin tức, cường hóa tự thân, tăng cường lĩnh ngộ. Liên tiếp 4 lần hợp kích sau, Bá Tống cùng A Bạch đồng thời tiến vào Tống thị đốn ngộ hình thức bên trong. Bọn hắn một bên ở phía sau đài bế quan, một bên ở phía sau đài treo máy đốn ngộ, một bên tại liên thủ thi triển thánh nhân hợp kích. Hợp kích số đạt tới 6 lần sau, Bá Tống cùng A Bạch lại đồng thời mở ra bệnh trường sinh chi pháp trạng thái. Bọn hắn mượn đốn ngộ, từ bất hủ tin tức bên trong thu hoạch được đại lượng linh cảm, nhờ vào đó hoàn thiện chính mình trường sinh pháp. Mà hợp kích còn không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục. Trong phòng ấn đen nhánh mặt trời, đã cảm thấy không thích hợp. Bá Tống cùng Tiên Bạch, từng lần một phí công đối với nó thi triển thánh nhân thiên phú, khẳng định là tại thử nghiệm cái gì. Nhưng là, nó cẩn thận kiểm tra toàn thân của mình, cũng không có phát hiện chính mình có tổn thương gì. Nhưng càng như vậy, nó tâm lý liền càng không nỡ. Bọn hắn đến cùng đang làm cái gì? Không biết, khiến người khủng bố. Nếu như biết Bá Tống cùng Tiên Bạch đang làm cái gì, có lẽ đen nhánh mặt trời đáy lòng có thể an tâm một chút. Chính là bởi vì hoàn toàn thôi diễn không ra Bá Tống cùng Tiên Bạch muốn làm gì, lại có thể khẳng định bọn hắn nhất định đang làm gì, mà lại nhất định là gây bất lợi cho nó sự tình, cho nên đen nhánh mặt trời tâm lý sẽ rất khó thụ. Càng quan trọng hơn là, Bá Tống cùng Tiên Bạch vẫn đối với nó thi triển thánh nhân bí pháp, liền tương đương với đưa nó một mực cố định ngay tại chỗ, để nó cái gì đều không làm được. Nó một khi nổi lên lộ ra một điểm chính mình đen nhánh mặt trời chân thân, liền lập tức sẽ bị nho ra thánh nhân bí pháp hợp kích một đợt mang đi, bị nuốt ăn tuột bộ phận tồn tại. Cái này còn chơi cái rắm a? Coi như hiện tại nó đầu não rõ ràng, đầy bụng mưu kế, cũng không dùng được. Phía sau, đạo tử ngắm nhìn đen nhánh mặt trời thật thảm. Ân, vị này trước nào đó nhậm thiên đạo chuẩn bị ở sau, cũng giống như hắn thật mất mặt. Cho nên, đạo tử tâm lý thăng bằng rất nhiều. Tiền nhiệm thiên đạo chuẩn bị ở sau đều hỗn thành dạng này. Hắn bất quá bị khác một cái thiên đạo chuẩn bị ở sau đột phá bên dưới thế giới trong gương, so sánh dưới cũng không phải như vậy chuyện mất mặt. Chí ít, hắn còn nhảy nhót tưng bừng. Trong lòng đạt được một chút an ủi về sau, đạo tử nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hắn lúc này một bên vì Tống Thư Hàng cùng Tiên Bạch hộ trận, một bên khác thì lợi dụng thiên đạo quyền hạn, nhìn rõ chư thiên vạn giới mỗi ngóc ngách rơi, đi tìm vừa rồi cái kia đánh hắn mặt than cốc thân ảnh. Cái này đầy người nghiệp hỏa ra hỏa, mặc dù không có bất hủ khí tức, nhưng là có được bất hủ cấp chiến lực đặc thù tồn tại. Loại tồn tại này, tại chư thiên vạn giới tại tới lui, thực tế rất nguy hiểm. Đặc biệt là loại này thời khắc mẫn cảm, chư thiên vạn giới còn gặp phải to lớn nguy cơ, mà hắn cái này lâm thời thiên đạo lại không biết có thể chống bao lâu. Nếu như hắn đột nhiên băng, cái kia đầy người nghiệp hỏa ra hỏa đột nhiên ra gây sự, chư thiên vạn giới chỉ sợ rất khó tìm ra chính diện khắc chế đối phương ra hỏa. Đạo tử hy vọng có thể đem đối phương tìm ra, chỉ ít xác định thân phận của đối phương, biết nó muốn làm gì. Nhưng mà, thiên đạo quyền hạn tại đem toàn bộ chư thiên vạn giới tìm tòi một lần, cũng không tìm ra vừa rồi cái kia tập than thân ảnh. Đạo tử khổ não vuốt vuốt huyệt thái dương, dùng sức cực lớn, huyệt thái dương đều vò ra hỏa hoa. Nếu không phải hắn hiện tại là bất hủ thân thể, huyệt thái dương đều muốn bị vò bạo. Chư thiên vạn giới bên trong, luôn có như vậy một chút đặc thù không gian, có thể tránh né thiên đạo nhìn rõ tỉ như, trước mấy đời thiên đạo còn sót lại một chút đặc thù bí cảnh thế giới, dùng để giấu cửu u chúa tể không gian. Còn có một số trước mấy đời thiên đạo vật thí nghiệm, tỉ như nho ra kim liên thế giới loại hình không gian, lại hoặc là thiên đình mảnh vỡ bên trong có mấy khối đặc thù vị trí, đều là thiên đạo điểm mù. Cái kia than cốc thân ảnh hiển nhiên cũng là nào đó nhậm thiên đạo chuẩn bị ở sau, nó chắc chắn sẽ không thiếu cùng loại bí cảnh thế giới. Từng cái tao thao tác như thế nhiều, chuẩn bị ở sau như thế nhiều, phía sau thiên đạo đều không cần mặt mũi a. Đạo tử trong lòng nhịn không được nói. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thông qua thiên đạo quyền hạn, tại giám thị nhìn rõ cái này một khối bên trong tăng thêm than cốc thân ảnh tin tức. Một khi ra hỏa này bại lộ tại chư thiên vạn giới, xuất hiện tại thiên đạo nhìn rõ trong mắt, liền có thể lập tức bị hắn phát giác, cũng đem đối phương khóa chặt. Đạo tử có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Một bên khác, chư thiên vạn giới, tinh giới một viên hằng tinh bên trong. Một tôn cỡ nhỏ hằng tinh mạt nhật giả trốn ở trong đó, toàn lực thu liếm tự thân khí tức,
miễn cho bị chư thiên vạn giới đại lão nhóm bắt giữ. Bá Tống Liên Hợp Thiên Đạo mở ra năm mới hoạt động, tiếp tục thời gian phát rồ, căn bản không có nói cái gì thời điểm kết thúc. Nói không chừng, cái này qua năm hoạt động sẽ từ năm nay qua năm một mực tiếp tục đến sang năm năm mới. Cẩn thận từng ly từng tí núp kỹ về sau, tôn này hằng tinh mạt nhật giả lại từ trên người chính mình chia ra một cái khí tức tinh khiết tiểu sinh mệnh hóa thân. Cái này tiểu sinh mệnh hóa thân sinh ra về sau, đưa tay lấy ra một cái kim đan mã hai chiều quét hình một lần, thuần thục download một cái tu lưu hộ khách đoan, cũng đăng ký tài khoản, đăng lục. Khí tức tinh khiết tiểu sinh mệnh sau khi lên mạng, tiến vào tu lưu hệ thống mới khai phá có thưởng vấn đáp bản khối. Đây là tu lưu hệ thống nhục thể trực tiếp bản khối tử bản khối. Tại cái này tử bản khối bên trong, phàm là thính pháp hoặc là trong tu luyện gặp gỡ một chút nghi hoặc vấn đề, đều có thể thông qua cái này bản khối tiến hành đặt câu hỏi, cũng thiết chí ban thưởng. Khí tức tinh khiết tiểu sinh mệnh áo lót tiến vào cái này bản khối về sau, đi lên phát cái treo thưởng đặt câu hỏi. Nhưng là, nó phát văn tự lại là một loại rất cổ quái viễn cổ văn, mà lại rất thiên môn. Cũng may bây giờ tu lưu hệ thống kết hợp trước đó Tống Thư Hàng nguyên sơ ngôn ngữ cùng chữ viết trường sinh đạo pháp tắc. Cường đại hệ thống phiên dịch công năng, trực tiếp đem cái này thiên môn viễn cổ văn phiên dịch thành chư thiên vạn giới tất cả mọi người có thể nhìn hiểu văn tự. Nhưng mà, dù cho phiên dịch đến đây, vẫn như cũ không ai nhìn hiểu bản này văn tự nội dung. Cái này treo thưởng đặt câu hỏi, tựa hồ là một thiên mật mã văn, chỉ có đặc biệt đám người, mới có thể xem hiểu hắn nội dung. Đặt câu hỏi phát lên về sau, khí tức tinh khiết tiểu sinh mệnh còn thông qua linh thạch nạp tiền hệ thống, mạo xưng một bút mức không ít linh thạch đi vào, làm treo thưởng. Vì có thể để cho càng nhiều người xem đến đầu này treo thưởng, nó còn cố ý đem khoản này linh thạch chia 1 tỷ phần mỗi cái trả lời người tu luyện, đều có thể phân đến một bộ phận linh thạch, mỗi cái người tu luyện tài khoản chỉ có thể trả lời một lần. Dạng này, chỉ ít sẽ 1 tỷ người tu luyện nhìn thấy đầu này treo thưởng. Làm xong đây hết thảy về sau, nó rời khỏi tu lưu hệ thống. Mà hằng tinh hủy diệt giả vừa ngoan tâm, đem tiểu hóa thân cho bóp chết. Nó gửi đi cái kia mật mã văn, là một thiên từ chủ nhân cái kia truyền tới tin cầu cứu. Nhưng không biết bản này tin cầu cứu đến cùng là muốn phát cho ai, muốn đưa đến trong tay ai. Hằng tinh hủy diệt giả cùng hư nhật thủ hộ giả nhóm, chỉ có thể tận lực đem bản này cầu cứu văn thông qua các loại phương thức, truyền bá ra. Mà bá tống tu lưu hệ thống, liền thành bọn hắn truyền bá một cái hữu hiệu đường tắt. Dùng địch nhân thương đâm địch nhân ngựa. Hằng tinh hủy diệt giả thao tác tao vô cùng. Chỉ là, đầu này treo thưởng phát lên về sau, còn không có tuyên bố đến sân khấu, liền bị hậu trường Long Lạc nữ sĩ thấy được. Cũng không phải Long Lạc nữ sĩ tại nhằm vào nó. Chủ yếu là bởi vì treo thưởng trả lời vấn đề cái này bản khối vừa mới thượng tuyến không lâu. Trên thực tế, cái này bản khối thoáng có điểm xấu hổ, còn không có phát triển. Đại lão nhóm lười tới trả lời manh tân vấn đề, đám thái điểu chính mình tới trả lời người khác vấn đề cho ra đáp án, lại không quá đáng tin cậy, nhiều nhất là thái kê lẫn nhau mổ. Cho nên, tại bản khối không có triệt để phát triển trước, tất cả treo thưởng vấn đề phát ra tới trước, đều sẽ xuất hiện ở phía sau đài, từ Long Lạc nữ sĩ qua một lần. Sau đó rất nhiều vấn đề, kỳ thật là Long Lạc nữ sĩ chính mình mở tiểu hào trả lời. Còn tốt, Long Lạc nữ sĩ gần nhất đạt được thiên đạo tính toán năng lực gia trì, những thứ này số liệu khổng lồ nàng mới có thể nhẹ nhõm đại lượng xử lý. Long Lạc nữ sĩ thấy được cái này vấn đề kỳ quái, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, nàng một hơi vẽ 1 tỷ cái tiểu hào ra, vận dụng thiên đạo tính toán năng lực burn ROM, soát một chút, nháy mắt trở về 1 tỷ cái hồi phục. Sau đó Mỹ Tư Tư đem 1 tỷ phần treo thưởng thu sạch nhập trong túi. Những thứ này tiền trinh tiền, nàng liền nhận. Túng tại bất hủ cát sỏi bên trong đen nhánh mặt trời, vận dụng chính mình tất cả có thể nghĩ tới phương án, thử nghiệm đem chính mình thư cầu cứu cho thả ra ngoài. Nhưng nó căn bản không nghĩ tới hằng tinh mạt nhật giả truyền lại tín hiệu cầu cứu tao thao tác, cùng Long Lạc nữ sĩ cái kia nâng cao một bước thần cấp thao tác. Tận lực, đen nhánh mặt trời nội tâm ngầm thở dài. Mà ngoại giới, bá tống cùng tiên bạch thánh nhân thiên phú hợp kích kỹ đã tiếp tục đến thứ 99 sóng. Nhìn thấy làm không biết mệt, phảng phất muốn vĩnh viễn quét xuống bá tống cùng tiên bạch, đen nhánh mặt trời sọ não đau. Hai cái không có chứng đạo phàm nhân, vậy mà đem hắn bước đến một bước này. Cùng túng hàm túng cảm giác đen nhánh mặt trời khác biệt,
Bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng hiện tại có thể bận rộn lại muốn phát hợp kích, lại muốn bế quan, lại muốn đốn ngộ, lại muốn tiếp thu bất hủ tin tức, còn phải đem bất hủ tin tức phân tích dung nhập tự thân hoàn thiện chính mình. Nếu không có thiên đạo tính toán hệ thống ở hậu phương yên lặng ủng hộ, Tống Thư Hàng cảm giác chính mình không nhất định có thể chống đỡ xuống dưới. 99, tiếp xuống, là thứ 100 kích A. Bên cạnh, đạo tử tiền bối thầm nghĩ trong lòng. Hắn thiên đạo bất hủ thân, một mực canh giữ ở Tống Thư Hàng cùng Tiên Bạch bên người. Không sai biệt lắm muốn bắt đầu thuế biến. Đạo tử nội tâm mỉm cười, sau đó mặt không thay đổi đưa tay, đối Tống Thư Hàng cùng Tiên Bạch một điểm, vì hai người đưa lên sau cùng trợ công. Thứ 100 kích, Tống Thư Hàng liên thủ với Bạch tiền bối, đối đen nhánh mặt trời phóng thích lần thứ 100 hợp kích. Một kích này, cũng là trong thời gian ngắn một lần cuối cùng hợp kích bởi vì Tống Thư Hàng đã cảm giác được, thân thể của mình đối bất hủ lực lượng dung lượng không sai biệt lắm đạt đến một cái cực hạn. Cái này 100 kích về sau, hắn liền cần hảo hảo tiêu hóa một chút, miễn cho ăn quá no đến. Chờ hắn cùng Bạch tiền bối tiêu hóa xong về sau, qua một thời gian ngắn có thể tới, lại ăn một lần. Đáng tiếc, nếu như không cách nào chống cự bất hủ số liệu xung kích, liền không cách nào cọ đến đen nhánh mặt trời bất hủ cát sỏi trên người bất hủ lực lượng. Bằng không mà nói, ta nhất định phải làm cho tất cả tiền bối đều tới, cọ một bữa đen nhánh mặt trời bất hủ tiệc đứng. Tống Thư Hàng tiếc nuối đối Bạch tiền bối truyền âm nói. Bất hủ tiệc đứng. Có lẽ tương lai chúng ta có thể cân nhắc làm sao chế tác. Bạch tiền bối nói, khóe miệng kém chút chảy xuống trong suốt nước bọt. Từ khi Tống Thư Hàng mang về thiên kiếp món ăn mở ra Bạch tiền bối Mỹ thực thế giới mới đại môn, tâm ma món ăn cùng tà vọng thực đơn sâu hơn Mỹ thực thế giới mới căn cơ về sau, chư thiên vạn giới rất nhiều vật kỳ quái, ở trong mắt Bạch tiền bối cũng bắt đầu nguyên liệu nấu ăn hóa. Đen nhánh mặt trời bất hủ tiệc đứng, nếu là thành công mân mê ra, nói không chừng sẽ ăn rất ngon. Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối tại dùng mã hóa truyền âm nói chuyện riêng, đen nhánh mặt trời không cách nào nghe lén đến truyền âm nội dung, nó chỉ có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng cùng Tiên Bạch ở giữa phun trào truyền âm ba động, tiếp lấy Tiên Bạch nhìn qua ánh mắt của nó liền biến đáng sợ. Ánh mắt kia, tựa như là chuỗi thức ăn tầng cao nhất thợ săn thấy được chuỗi thức ăn tầng dưới di động mỹ thực. Đen nhánh mặt trời cảm giác chính mình giấu ở mỗi một hạt bất hủ đất cát bên trong thân thể, cũng bắt đầu bất an. Hoa! Như là nước chảy trào lên tiếng vang. Lần thứ 100 hợp kích, tại bất hủ cát sỏi thượng quyển qua. Thắng lợi trở về. Dòng dã 100 lần thu hoạch, để Tống Thư Hàng cảm giác thể nội phì kình kim đan sắp tiến vào lột xác cuối cùng. Phía sau, đạo tử trợ công cũng kịp thời đưa lên. Tạ ơn đạo tử sư huynh trợ công sư huynh 666. Tống Thư Hàng đối đạo tử tiền bối giơ ngón tay cái lên. Nho ra đại ngốc ngốc mặt không đổi mặt, hai tay thả lỏng phía sau, yêu nhã tuấn giật. Tống Thư Hàng xoay người lại, cùng Bạch tiền bối duy trì đồng bộ, lui về phía sau một khoảng cách. Phong ấn quan bế, lần nữa đem đen nhánh mặt trời phong kín. Cuối cùng kết thúc, đen nhánh mặt trời ý thức, lặng lẽ thẩm thấu ra một chút xíu. Đánh giá rút đi Tống Thư Hàng cùng Tiên Bạch. 100 lần, dòng dã 100 lần. Cái này so bị người đè xuống đất ma sát còn muốn khuất nhục. Đen nhánh mặt trời cũng không cho rằng bá Tống cùng Tiên Bạch là không công mà lui, nó dám khẳng định, Tiên Bạch cùng bá Tống khẳng định là đã thu được bọn hắn muốn đổ vật. Cho nên, hắn muốn nhìn bá Tống cùng Tiên Bạch ở giữa biến hóa. Tiên Bạch từ mặt ngoài đến xem, tựa hồ không có gì cải biến. Chỉ là biến càng thêm tiên khí một chút, cảnh giới cùng lực lượng đều không có biến động, vẫn như cũ ở vào ngưng tụ trường sinh đạo hình thức ban đầu kiếp tiên cấp độ. Nhưng bên cạnh bá Tống thanh thế to lớn. Tại bá Tống thể nội, có từng đạo bất hủ chi quang phóng xuất ra, những thứ này tia sáng như tơ, tại bá Tống trước người bện ra một cái kỳ quái đồ án. Nhìn qua, giống như là suối phun kết cấu. Một đại nam nhân trên thân toát ra tia sáng suối phun, thấy thế nào đều rất cổ quái. Cũng không phải ma pháp mỹ thiếu nữ, đột nhiên bắt đầu biến thân rất đột ngột. Lúc này Tống Thư Hàng tất cả hậu trường vận hành treo máy chương trình, cũng bắt đầu quan bế. Đốn ngộ kết thúc, bế quan kết thúc, thậm chí cùng các đại phân thân ở giữa liên hệ đều tạm thời cắt ra. Phỉ kình kim đan rốt cục hoàn thành thuế biến một bước cuối cùng, tiến hóa đến vân tước tử bất hủ chi cốt loại kia hoàn mỹ cấp độ. Vừa rồi Tống Thư Hàng trước người toát ra suối phun. Chính là bất hủ phỉ kình kim đan lỗ mũi bên trong phun ra bất hủ lực lượng. Từ giờ khắc này,
Tống Thư Hàng không còn có phục sinh khoảng cách loại phiền não này. Chân nam nhân nên nguyên địa phục sinh 100 lần không mang thở. Phì Kình Kim Đan tiến hóa kết thúc, nhưng Tống Thư Hàng tiến hóa, lại còn không có đình chỉ. Từ vừa mới bắt đầu, Tống Thư Hàng Phì Kình Kim Đan khoảng cách phân thức tử bất hủ chi cốt, cũng chỉ thiếu kém một tuyến khoảng cách. Lại thêm lần này, lại có bạch tiền bối bộ phận tồn tại thôi động. Coi như không có 100 lần hợp kích thu hoạch, Tống Thư Hàng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành Phì Kình Kim Đan hoàn mỹ hóa. 100 lần hợp kích thu hoạch, tiêu hao trên Phì Kình Kim Đan bộ phận, cũng không nhiều. Thừa ra thu hoạch, thì là bị Phì Kình Kim Đan hấp thu, chuyển hóa, sau đó hóa thành suối phun tuôn ra. Suối phun biến thành bất hủ chi quang như tơ, tại Tống Thư Hàng bên người bắt đầu kết kén. Kết kén loại chuyện này, Tống Thư Hàng hiện tại lão thục luyện. Hắn đã từng có thể là nhà tơ kết qua hoàn mỹ kén lớn nam nhân. Lần này độ khó muốn càng nhỏ hơn một chút, hắn cái ý niệm khống chế tia sáng biến thành sợi tơ kết kén là đủ. Lấy Tống Thư Hàng đầu vì mở đầu, quang kén bắt đầu ngưng tụ. Phì Kình Kim Đan chuyển hóa sau bất hủ chi lực thông qua suối phun phương thức, không ngừng tuôn ra, hóa thành tia sáng. Mấy chục giây thời gian sau, Tống Thư Hàng đầu đã hoàn toàn bao phủ tại bất hủ quang kén bên trong. Nhưng vào lúc này, Phì Kình Kim Đan đình chỉ suối phun hành động. Tống Thư Hàng, ông, trên đỉnh đầu, cái bện một cái đầu quang kén, chỉ có thể qua loa khép kín. Quang kén đem Tống Thư Hàng đầu bao phủ bao khỏa. Nhìn qua tựa như là Tống Thư Hàng thân thể hóa trang lên cái phát sáng tròn trứng. Đạo tử, nếu không phải hắn hiện tại mặt không biểu tình, không cách nào hữu hiệu biểu đạt ra tâm tình của mình, lúc này hắn đã cười trận. Bạch tiền bối.